Triệu Quốc Đống thế mới nhớ mình sau khi tốt nghiệp cũng muốn thi lên nhưng tự học quá khó khăn, phải thi vài môn làm hắn không còn suy nghĩ đó nữa. Không bằng đi học tại chức vừa đơn giản mà còn nhanh hơn nhiều, chẳng qua lại phải bỏ không ít tiền. Mấy tờ báo gần đây khiến Triệu Quốc Đống chú ý, thị trường chứng khoán Thâm Quyến đã bắt đầu đưa vào hoạt động. Người ven biển dần có ý thức kiếm tiền nhưng ở trong nội địa thì suy nghĩ này vẫn còn kém. Một số cổ phần chưa niêm yết được phát hành cho công nhân trong công ty, nhà máy. Nhưng nhiều công nhân không muốn mua vẫn bị ép mua, nên bọn họ liền nhanh chóng bán với giá nguyên gốc thậm chí rẻ hơn một chút ra ngoài. Quyền sử dụng cổ phần chỉ cần có giấy chuyển nhượng là được, điều này mới khiến cho đám người đi mua cổ phần ở Miếu Ngưu Vương quận An Đô kiếm tiền. Mà hắn muốn tham gia thì phải có khoản tiền khởi động đầu tiên. Quyền 1, chương 29, trực tiếp ở hiện trường. Triệu Quốc Đống đứng dậy định đổi quyển báo khác, hắn nghiêng đầu muốn xem Khổng Nguyệt đọc sách gì, chẳng qua lập tức một luồng khí nóng tràn ngập cơ thể hắn. Hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn đập thẳng vào mắt Triệu Quốc Đống. Khổng Nguyệt mặc một bộ váy cổ hơi rộng, cô nghiêng về trước một chút khiến cô không biết có hậu quả như thế nào. Áo lót màu trắng hơi to, mà vú và hai bên áo lót có một chút khoảng cách. Lúc này ánh nắng chiếu vào nên rất sáng, bộ ngực trắng nõn cao vút. Triệu Quốc Đống thậm chí có thể dễ dàng thấy được một điểm đỏ hồng ở sâu trong hai bên áo lót, hai bên vú rất tinh xảo tạo thành một khe rãnh sâu chết người. Triệu Quốc Đống uất nước bọt ực một tiếng, cổ họng phát ra tiếng kêu. Hắn không thể không rời đi, hắn sợ mình không thể khống chế. Hơn nữa hắn càng lo Khổng Nguyệt phát hiện thì rất mất mặt. Cố gắng khống chế ngọn lửa dục trong lòng, Triệu Quốc Đống đổi tờ báo khác, hai chân không nhịn được về chỗ cũ. Hắn muốn nhìn thêm nữa. Khổng Nguyệt có chút kinh ngạc vì sao Triệu Quốc Đống đứng đó mà không nói gì. Chẳng qua cô không để ý mà chỉ hỏi. Quốc Đống ngồi lâu nên muốn đứng sao? Ừ. Triệu Quốc Đống đáp bừa một câu, mắt lại nhìn vào trong khe cổ của Khổng Nguyệt. Bộ ngực trắng nõn đầy đặn phập phồng theo nhịp thở của cô, áo lót ẩn ẩn hiện hiện ra cặp vú, điểm đỏ hồng hấp dẫn Triệu Quốc Đống không thở được, hận không thể vén lên. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút? Khi Khổng Nguyệt có vẻ hiểu ra thì Triệu Quốc Đống đã sớm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thư viện nằm ở giữa khu ký túc và khu sản xuất của nhà máy. Cạnh thư viện là một hồ nước, một khu rừng cây tùm, đây là khu rừng được trồng từ lâu, khu đất mấp mô, bên ngoài trời rất nóng nhưng đi vào thì lại mát mẻ. Hai người lặng lẽ không nói gì, chỉ đi trên con đường mòn, khu rừng tùm này rộng mấy chục mẫu, bình thường rất ít người đi xa như vậy. Đột nhiên Triệu Quốc Đống dừng lại lắng nghe. Thấy Khổng Nguyệt muốn há mồm hỏi, Triệu Quốc Đống đưa tay lên miệng cô ngăn cô nói. Một tay nắm tay Khổng Nguyệt cẩn thận lén lút đi tới. Cành cây khô có khắp nơi trên mặt đất, cũng may thi thoảng có tiếng gió vang lên để che tiếng khi hai người đi đường. Khi Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt ngừng thở tiến đến, sau đó đó từng chút một mở cành khô che trước mặt thì một cảnh làm người ta sôi máu xuất hiện trước mặt. Một cơ thể phụ nữ trắng nõn xuất hiện trước mặt hai người, khoảng cách giữa hai bên cách nhau không đầy 10 mét. Chiếc váy được vén lên tận eo, chiếc áo phông trên người cũng bị vén lên trên, tất nhiên là vì tiện cho người đàn ông bên dưới hành động. Dây áo lót cũng không ngừng bay nhảy theo động tác của người phụ nữ, hai cánh hoa vừa trắng vừa to cứ thế rung động trước mặt Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt kêu lên một tiếng, Triệu Quốc Đống vội vàng dùng tay ôm cô, một tay bịt miệng cô. Nếu không thì Khổng Nguyệt chưa từng gặp cảnh này có lẽ đã lăn xuống dưới. Vị trí hai người trèo lên vừa vặn là chỗ lún. Sau lưng là bức tường cao vài mét, điều này cũng khiến cho vừa nãy bọn họ đi dọc theo bức tường mà không phát hiện có đôi đang chơi nhau trong kia. Khổng Nguyệt lần đầu thấy cảnh nam nữ quan hệ ở khoảng cách gần như vậy. Mặc dù mấy người phụ nữ đã lấy chồng trong phòng thi thoảng nói mấy lời mập mờ, nhưng cô đều ra vẻ không nghe thấy, cùng lắm là đỏ mặt và tim đập mạnh mà thôi. Nhưng hôm nay lại thấy cảnh trực tiếp này đã phá vỡ phòng ngự trong lòng cô. Cô dù ngốc đến đâu cũng biết đôi kia đang làm gì. Người phụ nữ vừa rên rỉ vừa không ngừng nhún nhảy, người đàn ông bên dưới cũng không ngừng vuốt mông người phụ nữ ra hiệu ả tăng tốc lên. Triệu Quốc Đống vừa hưng phấn vừa có chút kinh ngạc, cách nam dưới nữ trên này ở tương lai không lạ, nhưng những năm đầu thập niên 90 thì khá mới mẻ, hơn phân nửa đều là học theo mấy băng sex. Triệu Quốc Đống không thể không đỡ Khổng Nguyệt tất nhiên là không quen với chuyện này. Vị trí hai người đứng không quá tốt, mặc dù có thể thấy rõ cảnh trước mặt nhưng hố này hơi nhỏ. Đi lên thì dễ nhưng muốn đi xuống thì hơi chút không cẩn thận là trượt chân. Xung quanh đều là bùn, đất, cây khô, nếu có tiếng động sẽ bị đôi nam nữ kia phát hiện.
Triệu Quốc Đống rất thích cảm giác ôm Khổng Nguyệt, tay che miệng cô đã được bỏ xuống. Hắn tin cô có thể hiểu hành động của hắn. Khổng Nguyệt đang không ngừng run lên và cả người mềm nhũn ra nên không thể không dựa vào Triệu Quốc Đống. Tay Triệu Quốc Đống thậm chí còn cố ý lướt qua ngực cô, điều này làm Khổng Nguyệt rất xấu hổ. Tai nghe thấy tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, cô đột nhiên có cảm giác muốn đi vệ sinh. Hai người lặng lẽ ngồi xuống. Khổng Nguyệt rất khẩn trương và vô ý thức che tai mình đi, nhưng âm thanh kia chui qua kẽ tay cô mà vào. Mặt cô nóng bừng lên và vui sâu vào chân, nhưng cô lại không chú ý mình mặc váy mà ngồi xổm sẽ như thế nào. Triệu Quốc Đống đang thở hổn hển. Triệu Quốc Đống cứ như vậy ngồi xổm trước mặt hắn, chiếc váy màu lục chỉ có thể che đến đùi cô, nhưng không thể che chỗ kín nhất của người phụ nữ. Chiếc quần lót màu trắng che lấy mông cô, một vệt nước ẩm ướt đã hiện lên ở đáy quần lót. Triệu Quốc Đống chỉ cảm thấy cảnh trước mắt còn kích thích hơn đôi nam nữ trần truồng kia gấp trăm lần. Trong mơ hắn thấy nhiều cảnh nam nữ quan hệ, nhất là hai người kia làm quá nghiệp dư thì không thể làm hắn thích mấy. Ngược lại Khổng Nguyệt có một chút tình cảm với hắn mà lại để lộ ra quần lót và chỗ kín thì mới làm hắn phải suy nghĩ nhiều. Tiếng nói chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, cũng giải thoát Khổng Nguyệt khỏi dòng suy nghĩ. Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt cẩn thận đứng lên nhìn qua tán cây thì thấy đôi nam nữ kia đã xong chuyện và đang mặc lại quần áo. Người đàn ông khá cao tuổi nhưng người phụ nữ cùng lắm 30, bờ mông vừa trắng vừa to khá quyến rũ. Nhất là khi người phụ nữ quay lưng về phía này và co chân mặc quần lót làm Triệu Quốc Đống không nhịn được. Quyển 1, chương 30, nụ hôn đầu tiên. Chuyện của em anh có để tâm không đó? Ôi, anh sao không chú ý chứ? Bây giờ không phải lúc điều chỉnh nhân sự mà. Em ở phòng phát thanh không phải vẫn tốt sao? Vị trí đó có bao người hâm mộ mà. Hừ, ai muốn thì cho người ta làm đi. Phát thanh viên nghe thì oai nhưng cả ngày quanh đi quẩn lại chỉ là vài chuyện đó, hơn nữa cả ngày đúng giờ phải lên sóng, phiền chết được. Giọng nữ mang theo chút dâm đãng. Lần trước không phải còn có hai vị trí sao? Anh bảo một người trong số đó đến thay em, điều em đến phòng tuyên truyền, không phòng giáo dục cũng được. Phòng tuyên truyền, giáo dục. Em muốn đến đó làm gì? Người đàn ông có chút mệt mỏi mà nói. Anh không phải đã nói với em là bây giờ không dễ điều động. Lần trước điều em tới phòng phát thanh cũng không dễ mà. Chó má, anh không phải phụ trách phòng nhân sự và tuyên truyền sao? Phòng nhân sự và tuyên truyền có nhiều tổ chức con như vậy, chẳng lẽ anh không thể bố trí em đi xuống được sao? Lúc anh lừa tôi lên giường sao không nói khó khăn? Giọng nữ hơi lớn tiếng nói. Ôi! Anh không nói không được, chỉ là phải đợi cơ hội. Giọng người đàn ông liền mềm xuống. Bây giờ đảng ủy không nghiên cứu điều chỉnh nhân sự, phải tìm cơ hội thích hợp mới được. Cái gì là cơ hội thích hợp? Các người như thế nào thì tôi không biết sao? Cái gì mà nghiên cứu, còn không phải là một câu của các người sao? Mấy hôm trước Từ Xuân Nhạn làm như thế nào điều đến phòng bảo vệ, không phải là ngủ với con chó kia sao? Ả là nữ công nhân ở xưởng sợi dựa vào cái gì mà trực tiếp điều lên phòng bảo vệ. Ả biết bảo vệ cái gì, ngay cả quần lót của mình sợ là không bảo vệ được. Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút. Người đàn ông luống cuống nói. Sợ gì chứ, ở đây vào buổi trưa thì có ai đến chứ? Người phụ nữ không chịu bỏ qua mà nói. Tôi biết rồi, anh có phải chú ý con Ả khác? Ừ, tôi nghe nói có hai con bé mới về, anh có phải là có ý gì không? Đừng nói linh tinh, một là cháu gái của lão Lương, lập tức lấy chồng. Một là con của lão Khổng phòng sửa chữa, nghe nói là bạn gái của con trai cả của lão Triệu. Thằng đó là cảnh sát đó. Người đàn ông vội vàng giải thích. Hi hi, anh không sợ Lương đồng thọ liều mạng thì cứ đi đi. Còn con bé kia có bạn trai là cảnh sát, anh nếu động vào nó thì không chừng người ta mà tức là thịt anh. Người phụ nữ bây giờ mới dịu giọng đi. Đâu ra có việc này, em đừng có nói linh tinh. Chuyện của em thì anh vẫn chú ý nhưng phải tìm được cơ hội mới được. Em bây giờ cứ làm ở phòng, cố gắng cuối năm xem một chút. Triệu Quốc Đống cũng đã hiểu được người đàn ông kia là ai. Khổng Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận đã chứng minh hắn đoán đúng. Đó là phó bí thư đảng ủy nhà máy, Đinh Đại Tường, chẳng qua Ả phụ nữ này thì hắn không nhận ra. Đôi nam nữ đã dần đi xa chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt xấu hổ không biết nói gì. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Nhà máy dệt mấy năm sau bảo sao không suy sụp. Mặc dù do kinh tế thị trường ảnh hưởng nhưng cũng có nguyên nhân là do đám lãnh đạo nhà máy hủ bại. Điều này cũng khó trách, nhà máy dệt có hơn 3, 4 ngàn nữ công nhân. Ai cũng biết người làm ca ba rất mệt,
ai cũng biết làm ở xưởng sản xuất vừa vất vả mà nhiệt độ lại cao, ai không muốn đổi sang ca ngày. Tốt nhất là làm văn phòng. Nhưng văn phòng chỉ có từng đó vị trí, ai có thể ngồi được xuống thì phải xem bản lĩnh người đó. Không quan hệ mà muốn được vị trí thì không thể không trả giá. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nhảy xuống rồi đưa tay đỡ Khổng Nguyệt. Hố khá trơn nên Khổng Nguyệt trượt chân, Triệu Quốc Đống vội vàng ôm lấy cô đi vài bước rồi mới buông. Trải qua chuyện vừa rồi làm quan hệ của hai người trở nên mập mờ. Khổng Nguyệt, bạn đang làm bạn gái của con trai cả nhà họ Triệu ư? Triệu Quốc Đống cười hì hì phá vỡ sự im lặng. Ai là bạn gái của bạn? Ninh Đại Tường già rồi còn không biết xấu hổ. Khổng Nguyệt thẹn vừa mừng vung tay đấm Triệu Quốc Đống. Ninh Đại Tường nói đúng suy nghĩ trong lòng cô. Đối với một cô gái thì đúng là rất xấu hổ. Thấy cô đánh tới, Triệu Quốc Đống thuận tay nắm tay cô, khẽ vung lên. Khổng Nguyệt kêu khẽ một tiếng rồi nhào vào trong lòng Triệu Quốc Đống. Nhìn Khổng Nguyệt vừa xấu hổ vừa có chút vui mừng, Triệu Quốc Đống sao có thể nhịn được. Hắn tuy biết chuyện của mình và Đường Cẩn chưa xử lý tốt nhưng giờ phút này Triệu Quốc Đống không suy nghĩ được nhiều. Hắn ôm lấy eo Khổng Nguyệt, kéo cô sát vào mình. Khổng Nguyệt nhắm mắt ngẩng đầu lên đầy xấu hổ làm Triệu Quốc Đống không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. Khổng Nguyệt chỉ thấy đầu mình ông ông lên như bị sét đánh, cả người cứng đờ lại. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô thậm chí còn chưa chính thức cầm tay một người đàn ông. Bình thường khi nữ đồng nghiệp trêu nhau thì cô đều đỏ mặt tránh đi, lúc này lại bị Triệu Quốc Đống cướp lấy nụ hôn đầu. Triệu Quốc Đống cũng nhạy cảm nhìn ra việc này, ánh mắt mờ mịt và động tác ngây ngô của Khổng Nguyệt làm hắn biết đây là nụ hôn đầu của cô. Triệu Quốc Đống không khỏi vui mừng. Nụ hôn đầu của phụ nữ cũng có ý nghĩa quý giá với người đàn ông như đêm đầu của người phụ nữ. Có thể chiếm hữu nụ hôn đầu của cô gái chính là sự tự hào không nói thành lời của người đàn ông. Triệu Quốc Đống cũng vậy. Đường Cẩn khi yêu hắn thì cũng chưa có bạn trai, đây cũng là lý do mà Triệu Quốc Đống biết tại sao Đường Cẩn mãi vẫn không chịu chia tay hắn. Lưỡi nhẹ nhàng tách môi Khổng Nguyệt ra, Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi thơm của cô. Hắn nâng mặt cô lên rồi tham lam mút lấy hương thơm ngọt ngào trong miệng cô. Khổng Nguyệt đã mất đi lý trí, cô không còn nghĩ gì được nữa, chỉ vô thức ôm lấy eo Triệu Quốc Đống, điều này càng làm cho Triệu Quốc Đống thoải mái hưởng thụ tất cả. Triệu Quốc Đống rất nhanh cảm thấy hôn là không đủ, bàn tay bắt đầu giựt lấy chiếc dây lưng kết hình con bướm sau váy Khổng Nguyệt, sau đó nhấc váy cô lên, tay bắt đầu sờ lên lưng ngọc trơn bóng của cô. Khổng Nguyệt không nhận ra điều này, lúc này đầu óc của cô đã bị nụ hôn nồng nhiệt của Triệu Quốc Đống hấp dẫn. Triệu Quốc Đống hôn như vậy làm cô mất đi lý trí. Cô chỉ cảm thấy cả người mình muốn bay lên tận mây xanh, mà cái lưỡi kia đang tiến vào miệng cô mà lục lọi. Nó cũng đang chiếm lấy trái tim cô, chút lý trí trong lòng đã mất hết. Chiếc móc áo lót sau lưng đã bị ngón trỏ và ngón cái của Triệu Quốc Đống linh hoạt mở ra. Có lẽ bị Triệu Quốc Đống ôm quá chặt nên Khổng Nguyệt không ý thức được áo lót mình đã bị cởi. Nghĩ tới cặt vú trắng nõn và đầy đặn bên dưới áo lót, Triệu Quốc Đống nhìn không được mà muốn hát. Quyển 1, chương 31, nghịch nước. Hai tay Triệu Quốc Đống rất có kiên nhẫn vuốt ve bờ lưng của Khổng Nguyệt. Từng chút một di chuyển về phía mục tiêu. Đến khi hắn khôn khéo tạo chút khoảng cách giữa mình và Khổng Nguyệt, hắn mới quyết đón đạt lấy thành quả. Vú trong trắng trước ngực Khổng Nguyệt bị Triệu Quốc Đống nắm trong tay, kích thích mãnh liệt làm Khổng Nguyệt mềm nhũn lại, Triệu Quốc Đống không thể không rút một tay về giữ lấy Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt cuối cùng đã ý thức được tình cảnh của mình bây giờ, nhưng cô đã không thể khiến nó ngừng lại. Động tác của Triệu Quốc Đống đã làm cháy lên ngọn lửa dục cất giấu trong lòng hơn 20 năm của cô. Khổng Nguyệt biết mình đang rất nguy hiểm nhưng không thể thay đổi. Các ngón tay của Triệu Quốc Đống lúc nắn lúc bóp ngực cô. Cấm địa chưa bao giờ cho người khác thấy thì bây giờ đã bị Triệu Quốc Đống chiếm đoạt. Triệu Quốc Đống rất sung sướng hưởng thụ thành quả thắng lợi. Vú cao vút của Khổng Nguyệt làm hắn thích không muốn rời tay. Cô gái chưa trải sự đời đúng là khác hẳn. Mặc dù không đầy đặn như Đường Cẩn nhưng lại hơn vì cứng rắn, cao vút. Sau đó tay hắn lướt xuống mông căng tròn của Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt vừa hưng phấn vừa mơ hồ có chút sợ hãi. Cô biết điều này có nghĩa gì? Hai tay Triệu Quốc Đống rất có tiết tấu vuốt ve mông cô. Mặc dù còn cách quần lót nhưng cô cũng cảm nhận được tay đối phương rất nóng bỏng. Khi ngón tay của Triệu Quốc Đống muốn tiến vào trong quần lót của Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt đã có thể khống chế được lý trí của mình, cô khóc mà nói. Không được, Quốc Đống, không được, chúng ta không thể ở đây. Khổng Nguyệt khóc làm Triệu Quốc Đống tỉnh táo lại một chút.
Ngón tay vừa mới chạm vào khu cấm địa mềm như nhung của cô làm hắn thấy sung sướng. Hắn hít sâu một hơi, một bên đỡ Khổng Nguyệt lên, sau đó móc lại áo lót cho cô, cuối cùng hôn thật sâu lên môi cô. Anh xin lỗi. Khổng Nguyệt ngẩng đôi mắt đẫm lệ rồi nhào vào lòng Triệu Quốc Đống mà khóc. Khi Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt một lần nữa về thư viện thì cô đã lấy lại bình tĩnh. Ngoài mắt đỏ vì khóc ra thì không ai có thể thấy được hai người vừa có quan hệ. Nhưng Triệu Quốc Đống lại cảm nhận rõ sự thay đổi trong đó. Lời nói của Khổng Nguyệt lộ rõ vẻ thân mật khác trước, mỗi động tác đều lộ ra quan hệ của bọn họ hơn mức bình thường. Mặc dù còn chưa đến mức yêu nhau tha thiết nhưng mối tình mới chớm đang sinh sôi trong lòng Khổng Nguyệt. Người phụ nữ vừa nãy là ai? Triệu Quốc Đống đột nhiên nói. Người phụ nữ nào? Khổng Nguyệt vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc nên trong lúc nhất thời chưa kịp có phản ứng. Là người phụ nữ trần truồng trước mặt anh đó. Đương nhiên không phải em. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Khổng Nguyệt đỏ mặt rồi tức tối đấm Triệu Quốc Đống, miệng nói không thèm để ý đến hắn. Triệu Quốc Đống cũng không nói mà chỉ dùng ngón tay khẽ gãi gãi vào Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt sợ buồn nên lập tức phì cười, mặt cũng thay đổi. Nói thật không ngờ Đinh Đại Tường phụ trách phòng em lại là người như vậy. Người đúng là không thể từ bề ngoài mà nhìn, nước biển không thể đong đếm. Triệu Quốc Đống nói. Không sợ mình không chịu nổi sao? Khổng Nguyệt mặc dù không muốn đáp nhưng lại sợ Triệu Quốc Đống nói khó nghe hơn. Trong thư viện mặc dù không có ai khác nhưng cũng có nhân viên quản lý mà. Người phụ nữ kia tên là Vương Tuyết Mai, vốn là công nhân xưởng dệt, năm ngoái mới được điều đến phòng phát thanh. Ha ha, bảo sao trong nhà máy chúng ta hay có mấy chuyện như vậy? À ta nói lão chó kia có phải là Hùng Quý Nhân? Từ Xuân Nhạn kia nhờ hắn mà vào được phòng bảo vệ sao? Triệu Quốc Đống nói. Khổng Nguyệt không có gì để mà phản đối. Ở phòng nhân sự nên cô mặc dù cũng nghe thấy vài tin đồn, chẳng qua cũng không ai dám công khai nói. Cô cũng loáng thoáng biết tình hình, chỉ cần chuyện không liên quan đến bản thân thì bọn họ đều ra vẻ không biết. Nhưng cảnh hôm nay đúng là làm cho cô bị kích thích, cô thấy thương cho người phụ nữ kia. Một người phụ nữ nếu muốn có công việc tốt thì phải dùng cơ thể của mình mà trả giá. Nhớ đến mấy lão già Đinh Đại Tường cùng Hùng Quý Nhân lại chơi các nữ công nhân trẻ tuổi, cô đúng là muốn nôn. Thấy vẻ mặt Khổng Nguyệt không tốt mấy, Triệu Quốc Đống khẽ vỗ vỗ tay cô mà nói. Được rồi, đừng nghĩ mấy việc đó nữa. Tối em có làm gì không? Em ở nhà xem tivi. Khổng Nguyệt nói. Hay là chúng ta ra bờ sông đi dạo? Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt. Anh nằm mơ à? Khổng Nguyệt lập tức cảm nhận được ý đồ xấu của đối phương, mặt cô nóng lên. Chuyện hôm nay đối với cô mà nói là quá nhiều, điều này làm cô khó có thể quen. Cô không phải một cô gái tùy tiện nên muốn có thời gian suy nghĩ thật kỹ. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Được rồi, vậy anh đi bơi với đám phòng tử toàn. Bơi là cách tập sức khỏe tốt nhất, Triệu Quốc Đống thích nhất môn này. Đoạn sông Ninh Giang qua đây vừa sâu vừa có sóng to, thuyền đi rất nhanh, các chiếc tàu nhỏ bình thường chỉ di chuyển ở bên dưới cách vài km. Người bình thường cũng chỉ dám bơi trong khu nước cách bờ vài chục mét mà thôi. Mà Triệu Quốc Đống lại khác, hắn thích chính là những cơn sóng to. Giỏi bơi và thể lực tốt khiến hắn có can đảm và tự tin bơi ở giữa dòng. Ngay cả đám phòng tử toàn và Ngô Trường Khánh đều chỉ dám bơi xa bờ 50 mét là quay lại. Hai anh em Triệu Quốc Đống, Đức Sơn lại không hề e ngại, bơi ngược dòng khiến đám người bơi ở trên sông đều thầm than. Anh, em không được rồi, mệt quá. Đức Sơn thở hổn hển nói. Em về đây, nếu không thì dễ bị chuột rút. Mày mỗi ngày đều chơi bóng, bơi lội mà không khỏe bằng anh sao? Triệu Quốc Đống cũng có chút mệt chẳng qua hắn tin còn có thể bơi một chút rồi quay lại. Anh, em sao có thể so sánh với anh? Anh được huấn luyện chuyên nghiệp vài năm cơ mà. Triệu Đức Sơn bơi về bờ rồi vẫy tay nói. Anh là người chuyên tạo kỷ lục. Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng. Nếu nói về thể lực thì hắn tin không thua ai. Tập luyện theo đạo sĩ nói khiến sức lực của hắn tăng nhiều. Từ khi học cấp 2 thì hắn đã bắt đầu tập, 10 năm kiên trì tập luyện làm sức khỏe Triệu Quốc Đống vượt quá bình thường. Hơn nữa công phu đánh đấm mà hắn học khiến cho Triệu Quốc Đống không buồn tham gia đội võ thuật của trường. Hai tay mở rộng như cánh đại bàng, Triệu Quốc Đống vượt sóng mà tiến tới. Hai tay hắn không ngừng chuyển động và bơi ngược dòng, đây là cách tốt nhất để luyện thể lực. Quyển 1 Chương 32, quan hệ. Trên bờ đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi làm Triệu Quốc Đống chú ý tới. Hình như xảy ra chuyện gì,
trong sóng nước có nhiều người bơi lội làm hắn không thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chẳng qua hắn biết nhất định có việc gì đó. Anh, có người bị cuốn đến giữa dòng. Đức Sơn chưa kịp về bờ đã vội vàng bơi lại giữa dòng. Ở đâu? Triệu Quốc Đống cố ngoi lên mà tìm kiếm. Ở đằng kia, anh nhìn thấy không? Đó là cô gái mặc đồ tắm màu đỏ, sắp tới rồi đó. Đức Sơn lớn tiếng nói, nó tất nhiên là không kịp. Triệu Quốc Đống cố gắng làm cho mình giữ thăng bằng trong dòng nước, sau đó lại nhảy lên nhìn một vòng. Một cô gái mặc áo tắm màu đỏ hình như bị dòng nước cuốn lấy. Cô gái dù bơi tốt đến đâu thì ở trong dòng nước xoáy cũng không thể phát huy được. Bơi dựa vào thể lực, bơi xuống bên dưới vài trăm mét là sẽ đến một nơi nguy hiểm có dòng nước xoáy. Một khi bị cuốn vào thì rất nguy hiểm. Triệu Quốc Đống không hề suy nghĩ nhiều. Hắn dùng cả hai tay rất nhanh lao đến đó, dòng nước xoáy chảy rất nhanh, gần như chỉ vài giây đồng hồ, cô gái kia đã đến được gần chỗ của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cố gắng phát huy hết sức của bản thân và toàn lực lao xuống, cuối cùng lao xuống hơn trăm mét thì đã đuổi kịp cô gái áo đỏ đang nhấp nhô trong dòng nước. Khi Triệu Quốc Đống ôm được eo đối phương thì cô gái có lẽ đã không chịu được nữa và ngất đi trong lòng Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vốn định giúp cô gái bơi về bờ thấy thế liền kêu khổ một tiếng. Cô gái này ngất đi thì hơi phiền phức, tất cả đều phải dựa vào một mình hắn không nói, còn phải chú ý không để cô gái bị sặc nước, cũng phải tránh khỏi dòng xoáy nổi tiếng của sông Ninh Giang. Một mình hắn có lẽ không sao, nhưng mang theo một người thì khó mà nói. Biện pháp duy nhất chính là thoát khỏi vũng xoáy trước khi có cơn sóng lớn ập tới. Chỉ cần tiến vào bờ được thêm 5-10 mét thì dòng nước sẽ không mạnh nữa, về cơ bản đã an toàn. Triệu Quốc Đống đã rất lâu không mệt như vậy. Khi cứu người thì đúng là tiêu hao hết sức lực, bây giờ lại không thể không lo cho an toàn của người khác. Cũng may do hắn thường xuyên tập luyện nên thể lực tốt nên mới miễn cưỡng bơi được về bờ. Hắn không còn sức ôm cô gái nữa, chỉ có thể kéo cô gái lên bờ, đặt cô lên bờ cát. Nơi này cách chỗ vừa nãy ít nhất 500 mét, người trên bờ còn chưa kịp chạy đến giúp. Thở hổn hển vài hơi, Triệu Quốc Đống mới lật cô gái lại. Chiếc áo tắm màu đỏ rất hợp người. Ở những năm này có thể nói là khá mốt, bộ ngực trắng nõn cao vút lên dưới chiếc áo tắm và tạo thành đường vòng cung quyến rũ. Đầu vú như ẩn như hiện và khe sâu khá mê người. Khuôn mặt xinh xắn và tròn khá giống Đường Cẩn, chẳng qua hơi béo hơn một chút, đúng là một mặt của người đẹp tiêu chuẩn. Da của cô gái có vẻ trắng hơn mức bình thường, mũi cao và thẳng, nhìn qua có vẻ như là có dòng máu người dân tộc thiểu số. Triệu Quốc Đống nhìn thấy quen quen nhưng lại nghĩ mình hơi mẫn cảm. Cô gái này chẳng qua mới 16, 17 tuổi mà thôi, không thể có quan hệ gì với hắn. Triệu Quốc Đống đặt ngón tay xuống dưới mũi cô bé, đồng thời cũng đặt tay lên ngực trái để xem nhịp tim của cô gái. Thở hơi yếu, tim đập khá đều, lại nhìn vùng bụng bằng phẳng của đối phương thì có lẽ không bị sặc nước nên không nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Quốc Đống đúng là rất mệt, hắn ngồi xếp bằng xuống mà lấy lại sức. Xung quanh có cây cỏ nhưng không ảnh hưởng tới tầm mắt của hắn. Đôi nam nữ ở tình hình này thì khá kỳ quái, nhưng Triệu Quốc Đống lại không có sức mà có lựa chọn khác. Đôi chân thon dài trắng nõn, mũi chân hơi hướng ra ngoài, hai tay dán sát vào eo, cô gái mặc dù đang ngất nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mắt như đang ngủ, đầu bị ướt nên mái tóc hơi tán loạn. Triệu Quốc Đống dừng một chút trên mặt đối phương, không thể không thừa nhận cô bé này khá đẹp, thậm chí còn không hề thua kém Đường Cẩn và Khổng Nguyệt. Đôi chân trắng nõn rất dài. Cô bé này cao thấp nhất là trên 1m7, khá hiếm thấy ở con gái. Nhất là cô gái đang hôn mê làm cho Triệu Quốc Đống có cảm giác là lạ. Triệu Quốc Đống không thể tưởng tượng ra nếu là bình thường thì cô gái này sẽ như thế nào. Triệu ca cứu được em gái em không? Em gái em không sao chứ? Tiếng bước chân dồn dập chạy về phía này. Triệu Quốc Đống đứng lên nhìn thì thấy chạy sát theo Đức Sơn có một người khá quen mắt. Đó không phải là Cổ Tiểu Phong sao? Em gái của thằng này. Đến khi đám người kia chạy tới, Triệu Quốc Đống mới cầm lấy khăn tắm và quần áo mà Đức Sơn đưa cho. Hắn lạnh nhạt nói. Tiểu Phong, đây là em gái cậu. Hả, nó sao vậy anh? Không sao chứ. Cổ Tiểu Phong thấy em gái mình nằm trên mặt đất thì lo lắng kêu lên. Kêu gì vậy hả? Gọi hồn à? Đức Sơn tức giận nói. Anh tôi ra tay thì cô bé này có thể làm sao? Không sao. Cô ấy mệt quá nên ngất đi mà thôi, nghỉ một chút là khỏi. Triệu Quốc Đống uống một ngụm nước rồi nói. Được rồi Tiểu Phong, mấy người canh ở đây, tốt nhất là thay đồ cho cô bé không sẽ bị lạnh đó. Triệu ca, cảm ơn anh.
hôm nay nếu em gái em xảy ra chuyện thì em không biết nên làm như thế nào. Cổ Tiểu Phong cảm kích nói. Đừng nói như vậy, ai có thể thấy người mà không cứu, đúng không? Đức Sơn, chúng ta đi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Đúng lúc này có mấy người vội vàng chạy đến. Tiểu Âu, Tiểu Âu, Tiểu Phong, em gái con sao vậy? Bố, mẹ, Tiểu Âu không sao, chỉ là mệt quá nên ngất đi mà thôi, nghỉ một chút là khỏi. Là Triệu ca cứu nó. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Người phụ nữ trung tuổi không để ý gì hết, quỳ xuống cát mà lo cho con gái. Người đàn ông trung niên thì bình tĩnh hơn, y nhìn hai anh em Triệu Quốc Đống rồi nói. Chú là bố của Cổ Tiểu Phong và Tiểu Âu, Cổ Chí Thường. Lần này Tiểu Âu nhờ cháu cứu, ơn này cả đời chú ghi nhớ. Triệu Quốc Đống hơi động tâm rồi cười nói. Cổ Thúc nói gì vậy? Cháu chỉ là giúp một chút mà thôi, dù là ai cũng sẽ làm như vậy. Ha ha, cháu tên Quốc Đống hả, chú gọi cháu như vậy. Quốc Đống, cháu không cần khiêm tốn, Ninh Giang năm nào chẳng có người chết đuối chứ. Xuống bên dưới sẽ có dòng xoáy lớn, ngay cả người của nhà máy cũng không có mấy người dám bơi tới đó mà. Cổ Chí Thường lắc đầu nói. Cổ Thúc quá khen, khi đó thì có ai nghĩ được nhiều như vậy. Triệu Quốc Đống khẽ nói một chút. Hắn không muốn ra vẻ mình làm ơn người ta phải báo đáp. Mặc dù người này sẽ giúp nhiều cho hắn trong việc khai thác cát nhưng bây giờ chưa đến lúc ấy, cơm cũng phải ăn từng miếng mà. Cô gái rất nhanh đã tỉnh lại, thấy bà mẹ khóc ròng, cô cũng hiểu vừa nãy mình gặp nguy hiểm, cô cũng khẽ nấc lên. Nhưng thật ra người đàn ông cứu cô lại đang cười cười nói một chút. Quyển 1, chương 33, chuyện lớn. Cổ Chí Thường đột nhiên có cảm giác Triệu Quốc Đống trước mặt mình không hề đơn giản. Có thể làm đến chức phó giám đốc nhà máy thì Cổ Chí Thường đương nhiên có bản lĩnh của mình. Triệu Quốc Đống này chẳng qua mới 21 tuổi nhưng thái độ lại rất bình tĩnh, không kiêu căng, không nịnh bợ. Đây là thứ mà y rất hiếm khi thấy ở người trẻ như vậy. Nếu so sánh thì con của y và Triệu Đức Sơn kia không thể bằng. Nói chuyện một lúc, cách nói chuyện của Triệu Quốc Đống cũng làm cho Cổ Chí Thường mở rộng tầm mắt. Sau khi thay quần áo, đoàn người đi từ đoạn gặp nạn đến bờ sông và về nhà máy mất hơn nửa tiếng, Triệu Quốc Đống cho Cổ Chí Thường một ấn tượng tốt. Vì thế sau khi Triệu Quốc Đống rời đi, Cổ Chí Thường đúng là tức giận mắng Cổ Tiểu Phong một trận, bảo nó phải học Triệu Quốc Đống. Anh có mệt không? Đức Sơn đi theo phía sau Triệu Quốc Đống mà đi về nhà. Ừ, đúng là hơi mệt. Triệu Quốc Đống nói. Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp chùa, mệt hơn nữa cũng đáng. Anh! Em đúng là sợ anh xảy ra chuyện. Em nghe Trường Xuyên nói Cổ Tiểu Âu kia nổi tiếng là hồ ly tinh ở cấp 3 Giang Miếu, dính vào hồ ly tinh là đen đó. Đức Sơn nói. Ồ, bạn học với Trường Xuyên sao? Tính cách không tốt sao? Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Vâng, cùng khóa nhưng khác lớp với Trường Xuyên, không phải tính cách không tốt. Anh không chú ý thấy cô bé đó khác với các cô gái bình thường sao? Nghe nói mẹ cô ta là người Tân Cương, là người dân tộc thiểu số. Cô ta còn có vẻ giống người dân tộc thiểu số hơn mẹ cô ta. Chỉ là vẻ ngoài không giống người Hán thì nói người ta là hồ ly tinh. Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười, gen ẩn tính được di truyền là rất bình thường. Mẹ Cổ Tiểu Phong thì không thấy mấy dòng máu của dân tộc thiểu số, nhưng cô bé kia đúng là không giống các cô gái Hán. Ngay cả người trong nhà máy đều nói như vậy. Đức Sơn thấy anh mình không cho là đúng thì vội vàng nói. Đừng có mà đi với đám người đó bàn ra tán vào, chuyện này liên quan tới danh dự của một cô gái, đừng rảnh rỗi mà chen miệng vào. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Đức Sơn mà nói. Mày có dư thời gian thì sao không làm việc gì đi? Anh tìm việc cho em làm đi, em cả ngày nhàn đến phát chán, em cũng không muốn nhàn rỗi cả ngày như vậy. Triệu Quốc Đống lẩm bẩm một tiếng. Triệu Quốc Đống dừng chân, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Vài hôm nữa anh tìm việc cho mày làm để mày bớt chơi bời đi. Mặc dù vất vả nhưng cũng đáng. Thật sao, chuyện gì vậy anh? Đức Sơn vui mừng nói. Bây giờ mày không cần biết, chẳng qua rất nhanh thôi. Đến lúc đó mày làm tốt cho anh. Còn có, chờ sau khi Trường Xuyên thi đại học xong thì anh cũng bảo nó đến làm cùng mày. Hai thằng bọn mày phải biết cách tự kiếm mà ăn, kiếm tiền mua thuốc hút chứ. Triệu Quốc Đống đúng là có chút không yên tâm về Đức Sơn. Thằng này như con ngựa hoang mất cương, nếu thực sự cho nó đến quản lý bãi cát thì vài hôm còn được, thời gian dài thì khó nói. Ha ha, anh, không vấn đề gì, em rảnh 2 năm rồi đến độ cả người ngứa ngáy.
nếu thật sự có việc làm thì em cam đoan làm tốt. Đức Sơn vội vàng thề thốt. Ừ, đây là một cơ hội thử thách và rèn luyện mày. Nếu làm tốt thì anh nghĩ mày không cần phải vào nhà máy làm. Triệu Quốc Đống nói. Đức Sơn nhìn ông anh và thấy không phải nói đùa, hắn vui vẻ nhảy dựng lên nói. Anh, rốt cuộc là việc gì? Mày đừng hỏi nhiều, chẳng lẽ anh còn có thể để mày đi làm việc vi phạm pháp luật sao? Đến lúc đó mày sẽ biết. Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến ánh mắt nóng bỏng của thằng em. Hắn cần phải giữ được sự thần bí để cho Đức Sơn thấy cơ hội là rất quý. Việc ở đồn công an rất nhiều mà phức tạp, là một cảnh sát đồn trú thì cần phải quen thuộc tình hình khu vực mình phụ trách, chỉ đạo phòng an ninh xã triển khai công việc, đồng thời cũng phải xử lý các vụ án đơn giản và vụ án về an ninh trật tự. Đương nhiên cảnh sát đóng ở xã khác với việc cơ chế cảnh sát của các hợp tác xã rất phổ biến thời kỳ sau này. Cảnh sát đóng ở xã gần như là một trưởng đồn nho nhỏ, còn phải phụ trách không khí. Cứ là việc liên quan tới an ninh trật tự thì anh có thể hỏi tới, đây cũng là yêu cầu của chính quyền xã, đồng thời cũng là thể hiện công tác của cảnh sát có mặt ở khắp nơi. Khi không có vụ án nào thì công tác chủ yếu của cảnh sát đồn trú là hiểu rõ tình hình, nhất là về các nhà máy, tổ sản xuất ở các thôn, thông qua các phương pháp mà nắm giữ tình hình an ninh trật tự của xã mình phụ trách. Mà cán bộ thôn là người tích cực duy trì an ninh trật tự của thôn, đồng thời cũng phải chú ý đến các lãnh đạo nhà máy, các người đã đi tù về. Đây đều là các đối tượng cần quan hệ tốt. Tiểu Triệu. Khâu Nguyên Phong nhìn vào văn phòng Triệu Quốc Đống thấy cửa phòng đóng kín thì xem ra không có ở đồn. Xếp Khâu, Tiểu Triệu dẫn Hồ Minh Quý và Đàm Khải đến xã Đại Quan Khẩu rồi. Bọn họ đi từ sáng. Tiết Bích Cầm đi ra khỏi phòng nói. Khâu Nguyên Phong nhìn thoáng qua xe trong sân rồi nói. Bọn họ đi bằng gì? Đi xe đạp, hai hôm nay bọn họ đều xuống thôn. Em nghe Tiểu Triệu nói cậu ta định bỏ một tuần chạy khắp 12 thôn của Đại Quan Khẩu. Tiết Bích Cầm vuốt vuốt mái tóc hơi lộn xộn của mình. Khâu Nguyên Phong gật đầu và không nói nữa rồi lên lầu. Triệu Quốc Đống này cũng biết điều, không vì phá được vụ án đánh bạc mà kiêu căng. Xe máy mặc dù có ở đồn nhưng vẫn đi xe đạp xuống xã, đây là quy định. Xe máy và ô tô đều là dùng để phá án hoặc lên huyện, xuống thôn bình thường đều đi xe đạp. Mặc dù Đại Quan Khẩu cùng Thổ Lăng xa một chút nhưng không thể có ngoại lệ. Công an huyện đưa ra chỉ tiêu phá án hàng năm, đồn công an Giang Miếu là đồn công an lớn nhất ở các xã, nhiệm vụ đương nhiên chỉ thấp hơn đồn công an huyện thành và hai đồn công an ở ngoại ô. Khâu Nguyên Phong đúng là có chút lo lắng. Bây giờ đã hơn nửa năm trôi qua nhưng các vụ án phá được và số người bắt được không bằng năm trước. Y cũng biết điều này không thể trách Lưu Mãnh, có đôi khi phá án cũng phải dựa vào may mắn. Năm ngoái phá được 7 vụ trộm, 4 tên trộm gây ra hơn 20 vụ án ở quanh khu vực Giang Miếu. Mặc dù trộm đều là gà vịt, thỏ của bà con nông dân, tổng số tiền không đến 5-6 ngàn nhưng 20 vụ án là rõ ràng. Điều này chẳng những khiến đồn công an hoàn thành nhiệm vụ phá án, hơn nữa còn thoáng cái bắt được nhiều tiên. Vụ án này đã chiếm hơn phân nửa nhiệm vụ của đồn. Sau khi đám trộm này bị bắt thì các vụ trộm vặt trong khu vực giảm đi nhiều, dân chúng khá hài lòng. Bà con nông dân vốn là như vậy, chỉ cần giải quyết vấn đề của bọn họ sẽ vui. Còn về thực tế thì mấy vụ án này còn không bằng tổn thất của một vụ trộm ở nhà máy. Lưu Mãnh được công an huyện triệu tập, vậy trong đồn chỉ mình Triệu Quốc Đống là có thể phá án. Hạ Hồng Hải suốt ngày muốn về nhà, La Minh Sơn thì đừng nói làm gì. Đây là một tên ỉa không ra phân, ích kỷ. Cũng may có dòng máu mới là Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Triệu Quốc Đống còn trẻ. Mặc dù từ đội cảnh sát hình sự đi ra nhưng cậu ta chỉ ở đó gần năm, không biết trình độ phá án như thế nào. Quyển 1, chương 34, xuất sắc. Khâu Nguyên Phong đang suy nghĩ thì nghe thấy nhân viên trực ban bên dưới gọi vọng lên. Xếp Khâu, có điện thoại. Ai gọi thế? Khâu Nguyên Phong dụi thuốc vào gạt tàn rồi đứng lên. Bí thư Cao ở đảng ủy khu. Cao Dương là phó bí thư được phân công phụ trách bên công an và văn hóa ở khu vực Giang Miếu này. Đây là một người từ viện kiểm sát huyện xuống làm Phan Bằng Trình. Cao Dương này chẳng qua mới 37, 38 tuổi nhưng đã ở khu vực Giang Miếu này rèn luyện 2 năm và chưa có dấu hiệu được điều về huyện. Lão Khâu, sắp sang tháng 7 rồi. Khu chuẩn bị tuyên dương nhân viên ưu tú. Các đơn vị trực thuộc khu đều có mấy tiêu chuẩn. Đồn công an có một, anh xem cơ quan anh chọn ai. Sau khi xác định thì mau đưa tài liệu tới, đảng ủy khu sẽ thảo luận. Cao Dương nói chuyện rất rành rọt. So sánh với Tạ Cửu Tùng thì khác hẳn.
hai vị phó bí thư này có vẻ ngoài khác nhau, một người cao gầy, một người béo mập. Khâu Nguyên Phong thầm nghĩ hai người này chia cho nhau thì tốt biết mấy. Ừ, tôi biết rồi, lát tôi sẽ bàn với lão Liêu xem sao. Trên lý thuyết thảo luận đảng viên ưu tú nên là chi bộ thảo luận. Mà bí thư lại là Liêu Sương Thịnh, nhưng trên thực tế ở đồn công an này nhiều việc Khâu Nguyên Phong nói một là một. Ừ đúng rồi, đồn công an các anh có phải mới có một nhân viên mới tới không? Cao Dương không có ý dập máy mà hỏi về công việc của đồn. Đúng là có một đồng chí, đó là Triệu Quốc Đống mới điều từ đội cảnh sát hình sự xuống. Sao vậy bí thư Cao? Khâu Nguyên Phong có chút khó hiểu, đảng ủy khu bí thư không mấy khi quan tâm việc này. Ừ, vừa nãy lão Lý, lão Long ở xã Đại Quan khẩu tới. Trước mặt tôi và bí thư Khương thì bọn họ đều khen đồng chí cảnh sát đồn trú tại xã của đồn công an anh, nói là đây là đồng chí cảnh sát đồn trú có trách nhiệm trong công tác nhất từ trước đến nay ở xã Đại Quan khẩu. Đảng ủy xã Đại Quan khẩu bọn họ rất hài lòng. Cao Dương rõ ràng rất vui vẻ mà nói. Xã Đại Quan khẩu vốn có ý kiến về đồn công an các anh, lúc này được bọn họ khen đúng là không dễ. Vậy sao, Long Hoa Bình không phải vẫn hay nói xấu tôi ở đảng ủy sao? Sao bây giờ lại đổi tính thế? Khâu Nguyên Phong cũng vui vẻ, nhưng việc này có chút khó hiểu, Triệu Quốc Đống làm gì mà khiến đảng ủy và chính quyền xã Đại Quan khẩu lại thay đổi cái nhìn với đồn công an Giang Miếu vậy? Ha ha, anh cũng đừng có giả vờ. Đồng chí Tiểu Triệu kia vừa đến Đại Quan khẩu đã xử lý được tên Trịnh Nhị lại, khiến lão Long bớt phiền phức. Lão Long bây giờ đi làm cũng yên tâm hơn nhiều. Cao Dương còn nghĩ Khâu Nguyên Phong cố ý giả vờ không biết. Hừ, một tên côn đồ mà đã khiến xã Đại Quan khẩu bọn họ đau đầu như vậy ư. Còn cần đồn công an chúng tôi đến xử lý. Bọn họ bây giờ mới nghĩ tới đồn công an chúng tôi sao? Khâu Nguyên Phong loáng thoáng nghe qua việc này nhưng không để trong lòng. Đây không phải việc mà đồn công an phụ trách. Lão Khâu, anh không nên nói như vậy, bây giờ xã Đại Quan khẩu không phải thay đổi cái nhìn với đồn công an các anh sao? Không cần biết đồng chí kia là ai, điều này không phải là đạt thành tích dưới sự lãnh đạo của anh sao? Cao Dương đương nhiên biết mâu thuẫn giữa Khâu Nguyên Phong và chính quyền xã Đại Quan khẩu, y cười cười giảng hòa. Bỏ đi, chỉ cần bí thư Cao làm chứng cho đồn công an Giang Miếu chúng tôi có sức chiến đấu là được. Khâu Nguyên Phong có chút đắc ý nhưng vẫn ra vẻ không thèm để ý. Ha ha, đúng là lão Khâu rộng lượng. Đúng rồi lão Khâu, Tiểu Triệu là đảng viên chứ? Cao Dương nói đến việc chính. Đúng thế, cậu ấy vào đảng khi còn học ở trường cảnh sát. Khâu Nguyên Phong ngẩn ra. Tôi thấy cậu Tiểu Triệu này khá được. Nếu có thể được đảng ủy, chính quyền xã Đại Quan khẩu đánh giá cao như vậy, khiến đồn công an các anh tạo uy tín ở Đại Quan khẩu, quần chúng phản ánh cũng tốt. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể tặng bằng khen biểu dương, cũng là tạo điển hình cho các cậu thanh niên khác. Bí thư Cao, đồn công an chúng tôi không chỉ có mình đồng chí Tiểu Triệu là làm tốt công việc, những người khác đều được. Ví dụ như Lưu Mãnh, hơn nữa Tiểu Triệu mới làm việc ở đồn công an chưa lâu. Lão Khâu, phải cổ vũ thanh niên chứ? Tiểu Triệu không phải đã công tác ở đội cảnh sát hình sự sao? Lưu Mãnh không phải năm vừa rồi cũng được bầu chọn ưu tú ư? Anh bàn với lão Lưu xem. Bí thư Khương cũng có ý như tôi, tốt nhất là có thể biểu dương thanh niên ưu tú. Cao Dương nói, như vậy để tôi bàn với lão Liêu xem. Khâu Nguyên Phong đang suy nghĩ bầu chọn một đảng viên ưu tú mà bí thư Khương tỏ thái độ sao. Đây không phải ý của cá nhân Cao Dương sao, chẳng qua Triệu Quốc Đống biểu hiện đúng là được. Chẳng qua nếu bình chọn Triệu Quốc Đống thì khả năng Lưu Mãnh có thể được điều lên công an huyện là hơi khó khăn. Cứ như vậy đi, các anh mau gửi tài liệu tới đảng ủy khu. Cao Dương rất hài lòng mà dập máy. Khâu Nguyên Phong có chút buồn bực bỏ máy xuống. Mình chọn đảng viên ưu tú mà đảng ủy khu cũng muốn can thiệp sao, có phải tay dài quá không? Chẳng qua Khâu Nguyên Phong cũng biết Cao Dương này nhất định rất hài lòng với biểu hiện của Triệu Quốc Đống nên mới có hành động như vậy. Bình thường Cao Dương mấy khi quan tâm tới việc này. Bì Chí Kiên, anh lại đây, tôi hỏi anh là Tiểu Triệu xử lý Trịnh Nhị lại ở Đại Quan khẩu là như thế nào? Khi Bì Chí Kiên thêm mắm thêm muối kể lại câu chuyện Triệu Quốc Đống chỉ trong 3 phút đã xử lý xong đối thủ, hơn nữa còn khoe khoang biểu hiện của Triệu Quốc Đống khi bắt Lỗ Đại Hoa, Khâu Nguyên Phong không nhịn được cười. Triệu Quốc Đống xem ra đúng là có công phu thật, Lỗ Đại Hoa đô con như vậy mà bị Triệu Quốc Đống dùng một tay đánh bay, đây là vừa có sức vừa có kỹ thuật. Triệu Quốc Đống không ngờ chuyện tốt như vậy còn rơi vào đầu mình. Hắn lúc này đang dẫn theo Hồ Minh Quý và Đàm Khải đi quanh các thôn xã Đại Quan khẩu.
không thể không nói lời đồn có tác dụng rất lớn. Chuyện hắn chỉ mất vài phút đã xử lý xong, Trịnh Nghị lại đã được truyền đi khắp xã Đại Quan Khẩu, thậm chí ngay cả xã gần đó cũng biết. Ai cũng nói đồn công an Giang Miếu có một sát thần mới tới, chuyên môn đến xử lý đám côn đồ. Không biết ai lại truyền ra việc Triệu Quốc Đống ở câu lạc bộ nhảy nhà máy dệt xử lý hổ ca nổi tiếng ở thị trấn Giang Miếu ra, điều này càng làm Triệu Quốc Đống thêm nổi bật. Chẳng qua điều này đúng là giúp nhiều cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đến thôn nào thì cán bộ thôn đều nhiệt tình đón tiếp, không cần giới thiệu. Điều này Triệu Quốc Đống không quá quen, đương nhiên đây là điều Triệu Quốc Đống mong còn không được. Có thể nhanh chóng tạo quan hệ tốt với cán bộ thôn là có lợi cho cả việc công và tư của hắn. 3-4 ngày xuống xã, hắn đi khắp 12 thôn của xã Đại Quan Khẩu. Triệu Quốc Đống cũng thuận tiện tìm hiểu về cắt quanh bờ sông của xã Đại Quan Khẩu, chuẩn bị cho việc khai thác của mình. Hắn cũng hiểu thực ra tình hình an ninh trật tự của xã Đại Quan Khẩu không quá phức tạp như mọi người vẫn nghĩ, mấy tên lưu manh hay gây rối thì Triệu Quốc Đống đều đã ghi nhớ, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ làm quen một chút. Quyển 1, chương 35, bước đầu tiên. Sông Ninh Giang chảy qua xã Đại Quan Khẩu dài 5-6 km, thậm chí còn dài hơn đoạn qua thị trấn Giang Miếu. Trong đó có vài bãi sông rất rộng, cát rất nhiều. Rất nhiều cán bộ thôn xung quanh đều không rõ nơi này do bên thủy lợi hay bên đất đai quản lý. Dải đất này thực ra dễ bị ngập, mà khi nước rút lại lộ ở ngoài. Triệu Quốc Đống thậm chí còn đến khảo sát một phen và tìm ra mấy khu vực khá tốt. Hắn cũng quan sát một chút thì thấy người khai thác cát ở đây không nhiều. Có mấy nguyên nhân ngăn cản, đó là xã Đại Quan Khẩu nằm ở sát phía nam huyện Giang Khẩu nên tiêu thụ khó khăn, đồng thời vấn đề vận chuyển cũng khá khó. Dù là xe công nông hay xe tải đều không dễ dàng tiến vào được. Điều này cũng khiến nhiều lái xe không muốn đến đây chở cát. Chẳng qua điều này không làm khó được Triệu Quốc Đống. Chỉ cần tìm được mối bán thì khoảng cách từ bãi cát ra đường ngoài chỉ là 1-2 km mà thôi. Chỉ cần hơi bỏ ra chút tiền để trải đá là có thể tạo thành một đường dốc đủ để xe công nông, xe tự chế đi tới. Hắn thậm chí còn xác định chọn chỗ nào để khai thác cát, vấn đề duy nhất bây giờ là con đường tiêu thụ. Con đường tiêu thụ thì hắn cũng đã làm một chút việc. Mấy hôm nay một đám người ở xã Đại Quan Khẩu đã khá quen với Triệu Quốc Đống. Do Triệu Quốc Đống cố ý nên quan hệ giữa hắn với phó chủ tịch xã Đường Tư Khuông phụ trách đất đai, xây dựng, giao thông đều khá tốt. Khi hắn nói ra thằng em mình vì đợi phân công công việc mấy năm mà không được, bây giờ muốn khai thác cát để kiếm miếng cơm, Đường Tư Khuông vỗ ngực cam đoan trong vòng một tuần sẽ làm xong thủ tục cho hắn. Đường Tư Khuông nói sẽ cố hết sức, hơn nữa còn giới thiệu chủ thầu xây dựng với Triệu Quốc Đống. Bây giờ do các công trình nhà nước ít nên con đường tiêu thụ chính là dựa vào các ông chủ tư nhân. Triệu Quốc Đống cũng biết chuyện này không phải một lần là xong, huống chi hắn không hy vọng mấy vào việc tiêu thụ ở xã. Hắn từ chỗ Uông Phi nghe được nhà máy chuẩn bị xây dựng 2 sân bóng và một bể bơi. Ngoài ra còn muốn làm lại đoạn đường dài vài trăm mét bị ngập nước. Con đường đó là con đường đi thông đến thị trấn Giang Miếu, con đường đó vốn khúc khuỷu hơn nữa còn xuống cấp trầm trọng. Đây là một cơ hội, mặc dù 2 sân bóng có diện tích chỉ 400 mét vuông nhìn thì không phải công trình lớn, nhưng đối với Triệu Quốc Đống vừa mới bắt đầu thì đó đã là cơ hội hiếm có. Nếu như có thể làm cho chủ công ty xây dựng phụ trách 2 công trình này mua cát của hắn, vậy ít nhất trong vòng 1-2 tháng không lo con đường tiêu thụ. Cổ Chí Thường phát hiện mình đúng là xem nhẹ Triệu Quốc Đống. Sau khi Triệu Quốc Đống cứu con gái, Cổ Chí Thường liền lặng lẽ hỏi thăm về con trai lớn nhà họ Triệu. Triệu Quốc Đống tốt nghiệp trường công an tỉnh, mặc dù không rõ vì sao lại từ đội cảnh sát hình sự điều về đồn công an Giang Miếu, nhưng với bản lĩnh xem người của Cổ Chí Thường thì Triệu Quốc Đống không phải người tầm thường. Khi Triệu Quốc Đống tìm tới nhà, Cổ Chí Thường biết đối phương nhất định có ý gì đó. Nhưng đối phương nói rất thành thật, hơn nữa yêu cầu cũng không quá đáng, chỉ là muốn y giới thiệu làm quen với người phụ trách mấy công trình kia mà thôi, cũng không đưa ra yêu cầu gì khác. Quốc Đống, điều cháu nói thì không vấn đề gì, chú quen người bên đó. Giám đốc Dương của công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu. Công ty này thực ra ở Giang Miếu chỉ là lấy danh nghĩa Giang Khẩu mà thôi. Người này vốn là người Giang Miếu và khá thẳng thắn. Chẳng qua cháu nói em cháu phụ trách cung ứng cát, nó kiếm đá từ đâu. Cổ Chí Thường biết Triệu Quốc Đống có cửa thì mới tìm tới mình nhưng y vẫn muốn hỏi rõ. Ở xã Đại Quan Khẩu, cách nhà máy chúng ta khoảng 3-4 km. Em trai cháu rảnh rỗi cả ngày, thằng thứ tư lại sắp tốt nghiệp, xem ra cũng không thể đỗ đại học. 2 thằng thanh niên ở nhà thì gánh nặng gia đình cũng lớn.
không tìm việc cho bọn nó thì chẳng lẽ dựa vào bố mẹ cả đời sao? Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói. Ừ, bên xã Đại Quan Khẩu sao? Bên đó mặc dù xa một chút nhưng chất lượng cát tốt hơn bên Giang Nhiếu nhiều. Thủ tục khai thác cát đã làm ổn chưa? Cổ Chí Thường gật đầu nói. Chú yên tâm, cháu làm việc nhất định theo quy củ, chất lượng cát thì chú cũng yên tâm. Ừ, nếu có thể nói được bên Lão Dương thì cháu phải chuẩn bị nhanh vào. Mấy công trình sẽ cùng khởi công, số lượng cát sẽ không nhỏ sợ cháu không cung cấp đủ. Cảm ơn chú đã nhắc, bên cháu sẽ lập tức sản xuất, cháu sẽ bảo Đức Sơn tìm thêm vài người nữa. Triệu Quốc Đống nghe Cổ Chí Thường nói như vậy thì biết chuyện đã thành công hơn phân nửa. Phải biết công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu đã nhận công trình của nhà máy dệt trong nhiều năm. Cổ Chí Thường lại phụ trách công việc xây dựng nhiều năm như vậy thì việc cung cấp cát chắc không vấn đề gì. Nhìn Triệu Quốc Đống rời đi, Cổ Chí Thường ngồi trên sofa mà suy nghĩ. Trên bàn là hai hộp trà mông đỉnh Triệu Quốc Đống mang tới, không đáng mấy đồng nhưng là thành ý của hắn. Huống chi Triệu Quốc Đống còn cứu con gái y, trà này phải nhận. Hơn nữa Triệu Quốc Đống còn là con cháu thì mang quà tới cũng đúng lễ phép. Lão Cổ, con thứ hai nhà lão Triệu muốn đi khai thác cát sao? Nói chuyện là vợ của Cổ Chí Thường, một người phụ nữ khá cao điển hình phương Bắc. Việc này khổ lắm mà. Ừ, nhà máy không nhận người, thanh niên lớn thì phải ra ngoài kiếm cơm mà. Cổ Chí Thường cũng không muốn giải thích nhiều. Tôi thấy Tiểu Phong nên đi rèn luyện như mấy thằng bé kia. Nó suốt ngày lêu lổng với đám ất ơ thì sớm muộn cũng bị đi tù. Hả, đi khai thác cát ở sông sao? Ông vậy mà cũng nghĩ ra ư, Tiểu Phong ốm yếu như vậy thì có thể chịu khổ được sao? Công tác ở nhà máy chưa chắc con đã có thể chịu được. Vợ Cổ Chí Thường nói. Được rồi, tôi chỉ nói như vậy mà thôi. Cổ Chí Thường có chút buồn bực mà nói. Người ta có thể làm, Tiểu Phong sao không thể? Tôi thấy do bà Triều con quen rồi, chúng ta có thể lo cho con cả đời sao? Đúng như Triệu Quốc Đống suy nghĩ, buổi gặp giám đốc công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu, Dương Thiên Bồi rất thuận lợi. Sau một bữa rượu thì Dương Thiên Bồi và mấy người của công ty y chỉ có thể để hai anh em Triệu ra dìu về. Khi đám người lảo đảo chào tạm biệt nhau, Dương Thiên Bồi chỉ yêu cầu Triệu Quốc Đống nhất định phải đảm bảo cung cấp đủ các, vấn đề khác thì không có gì. Điều này làm Triệu Quốc Đống đã khiến Triệu Quốc Đống yên tâm. Quyển 1, chương 36, Mai Phục. Bãi cát cuối cùng đã khai trương. Triệu Đức Sơn rất hưng phấn đến độ vài ngày liên tiếp đi như trên mây. Chiếc xe đạp cũ kỹ ở nhà bị hắn đạp không chậm hơn xe máy là bao. Công nhân bãi cát thuê nông dân gần đó làm. Một xe cát thì chỉ mất khoảng nửa ngày là múc lên được. Mấy chiếc xe cải tiến thì Triệu Quốc Đống đã liên lạc với đám bạn chơi bời ở ngoài nhà máy giúp cho. Bãi cát đã chính thức đi vào hoạt động, từng đống cát được đưa lên khỏi sông và đổ trên bãi. Mỗi ngày đều có một hai xe cải tiến đến lấy cát, hầu hết đều là các nơi có đường xá khá thuận lợi với Đại Quan Khẩu. Cát chất đầy trên bãi không ngừng tăng lên theo từng ngày. Triệu Quốc Đống dặn Đức Sơn dựa theo khối lượng công việc mà trả tiền lương, mà không phải dựa theo ngày công mà tính toán. Cứ như vậy sẽ khiến nhân viên bãi cát tích cực hơn. Mỗi ngày từ 5 giờ sáng đã bắt đầu, đến khi 12 giờ trưa trời rất nóng thì mới nghỉ. 4 giờ chiều lại bắt đầu đến 8 giờ tối khi trời tối đen thì nhân viên mới rời đi. Mấy hôm nay Đức Sơn đều đi sớm về muộn, bãi cát thực ra hắn không sợ người đến trộm. Dưới sông rất nhiều cát, chỉ cần anh muốn lấy thì đến được ngay. Chẳng qua mỗi ngày phải tính khối lượng công việc và trả lương, giám sát chất lượng, thi thoảng còn phải mời thuốc, đưa nước cho nhân viên nên Đức Sơn phải có mặt ở bãi. Đến khi các công nhân về thì Đức Sơn mới có thể về. Chẳng qua Đức Sơn làm rất chăm chỉ, xem từng đống cát. Hắn như thấy được một con đường mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Hạt cát chính là tiền, đưa đến công trường sẽ biến thành nhân dân tệ. Dù thi thoảng có người đến mua cát lẽ cũng làm Đức Sơn cảm thấy tự hào. Triệu Quốc Đống cũng không dồn nhiều tâm trí vào bãi cát. Theo hắn thấy thì bãi cát chẳng qua chỉ là cách đơn giản nhất để kiếm tiền, đơn giản mà trực tiếp. Vấn đề chỉ có một điều đó là con đường tiêu thụ. Con đường tiêu thụ được giải quyết thì tất cả đều trở nên đơn giản. Mà Đức Sơn nhiệt tình như vậy cũng làm Triệu Quốc Đống yên tâm. Một thanh niên nhàn quá lâu thì chỉ cần cho nó một cơ hội, nó sẽ cố hết sức mà nắm lấy. Triệu Quốc Đống đã phải đầu tư gần 3.000 tệ để làm thủ tục, mua thúng, giá gỗ, xe thổ và một loạt công cụ khác. Đây không phải số tiền nhỏ. Ngoài số tiền hắn tiết kiệm được là hơn 1.000 tệ qua gần 5 công tác, hắn đành phải mặt dày vay bố mẹ 2.000 tệ. Từ ánh mắt lo âu của bà mẹ,
Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận sự quan trọng của 2.000 tệ này đối với gia đình, đây có lẽ là tiền tiết kiệm của gia đình lấy ra được. Có lẽ đây là tiền học phí chuẩn bị cho Trường Xuyên và Vân Hải. Triệu Quốc Đống cũng không lo khoản tiền này không thể thu được. Khai thác tài nguyên thì không bao giờ lỗ, ít nhất là khai thác cát vừa không nguy hiểm mà đầu tư nhỏ thế này thì chỉ cần có con đường tiêu thụ là không thành vấn đề. Hắn lo nhất chính là công trình của nhà máy có thể khởi công đúng thời gian hay không. Mà bãi cát đã tiến hành mười mấy ngày nên tích lũy được một số lượng cát nhất định. Bởi vì nhờ Đường Tư Khuông giới thiệu nên cũng có một vài người đến mau, sợ là chỉ có thể miễn cưỡng trả lương cho công nhân bãi cát. Bây giờ năm 1993 dần tới, thời gian của hắn không còn nhiều mấy. Hắn cần chính là một khoản tiền để mở ra cơ nghiệp của hắn. Nếu như ông trời cho hắn mơ thấy trước tương lai mà không vận dụng tốt, như vậy sẽ bị trời phạt. Chẳng qua hắn cũng biết vấn đề này không phải mình có thể ảnh hưởng. Cổ Chí Thường nếu đồng ý thì sẽ không cản trở. Hắn có số điện thoại của Khanh Liệt Bưu nhưng Triệu Quốc Đống biết quan hệ giữa hai bên chưa đến mức có thể nói chuyện này. Ở vấn đề này mà đi nhờ Khanh Liệt Bưu ảnh hưởng tới ông bố y là rất không sáng suốt. Mà lú này Cổ Chí Thường hoặc là Dương Thiên Bồi cũng không có tác dụng. Bây giờ hắn chỉ có thể đợi mà thôi. Ngay khi cát ở bãi tích trữ càng lúc càng nhiều, Triệu Quốc Đống cũng dồn hết tâm trí vào vụ án trộm châu kia. Ký ức trong mơ nói cho Triệu Quốc Đống biết muốn thành người cao hơn người ở xã hội này, muốn cho mình có thể thay đổi và ảnh hưởng tới vận mệnh của người thân và bạn bè, muốn cho mình được sống vui vẻ thì chỉ có tiền là không đủ. Huống chi hắn còn không thể cam đoan dựa vào ký ức ở trong mơ có thể làm hắn chạm vào gì cũng hóa vàng không. Biện pháp tốt nhất là tiếp tục đi theo chính trị, mà có ký ức kia thì chức phó trưởng phòng công an huyện đã không được hắn chú trọng. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào những hiểu biết về tương lai của hắn mà chiếm trước cơ hội, đi xa hơn trong chính trị. Thậm chí không chỉ giới hạn bên hệ thống công an, mà tất cả đều bắt đầu từ nơi cơ bản nhất, đồn công an Giang Miếu. Hắn bây giờ gặp vấn đề phiền phức đầu tiên đó là vụ án trộm châu không hề tiến triển. Phải nói tin tức Đàm Khải tìm được khá tốt, tên mới ra tù, Nhị Tiến Cung đã bị theo dõi sát sao khi có mặt ở Giang Miếu. Tên này đang tìm cơ hội và mục tiêu thích hợp để gây án. Chẳng qua Giang Miếu lớn như vậy, ai có năng lực suốt ngày theo dõi Nhị Tiến Cung, ôm cây đợi thỏ là biện pháp bất đắc dĩ. Có lẽ tên Nhị Tiến Cung đột nhiên đổi tính về huyện Bình Xuyên gây án thì sao? Như vậy 20 ngày công sức sẽ mất hết. Người ba tổ thay phiên nhau chờ đợi làm mọi người khá mệt mỏi. Khâu Nguyên Phong mặc dù không nói gì nhưng Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Ban đầu từ nửa tháng kéo lên 3 tuần, kéo lên 1 tháng. Đám đội viên dự bị đều oán thán. Nếu như không phải tiền thưởng từ vụ đánh bạc kia đưa tới, đồng thời biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm bọn họ phục thì sợ rằng ý kiến càng lớn hơn nữa. Triệu Quốc Đống nằm trên bãi cỏ. Hắn và Đàm Khải lựa chọn một sườn núi khá cao để mà quan sát. Từ đây có thể thấy rõ khu đồng ruộng trước mặt, đi qua một đoạn sẽ xuống chân núi, đây có một con đường mòn nối thẳng sang địa phận huyện Bình Xuyên. Chẳng qua đường này khá khó đi, cũng không mấy người muốn đi. Đường cần mấy hôm không có tin tức, Triệu Quốc Đống gọi điện mà cũng không ai nghe. Hình như đường cần mấy hôm nay và người trong phòng xuống đồn công an bên dưới điều tra. Nhưng Triệu Quốc Đống có một cảm giác không tốt mấy. Bên phía Khổng Nguyệt lại rất bình tĩnh, không gọi điện thoại. Giống như chuyện hôm đó xảy ra làm hai bên đều ý thức vấn đề không hề đơn giản. Ít nhất Triệu Quốc Đống cho là như vậy. Khổng Nguyệt rốt cuộc là muốn giữ tỉnh táo hay là xấu hổ, Triệu Quốc Đống không rõ. Điều này làm hắn có chút mất mát. Chẳng qua Hàn Đông đã gọi tới cho hắn hai lần mà nói chuyện. Điều này khiến cuộc sống của Triệu Quốc Đống ở đồn công an không quá chán. Nhớ đến má lúm đồng tiền trên khuôn mặt tròn của cô. Triệu Quốc Đống biết nếu còn quan hệ thêm nữa thì sẽ có phiền phức, nhưng hắn vẫn thấy động tâm. Có đôi khi Triệu Quốc Đống nghĩ sau khi có giấc mơ kia thì cuộc sống tình cảm cũng phong phú thêm. Nhớ đến các quyển truyện thấy trong mơ, nhân vật chính sống lại và có rất nhiều phụ nữ, có hành động vĩ đại, Triệu Quốc Đống biết mình dù muốn im ắng cũng khó. Ở tình cảm tham lam một chút cũng không có gì quá đáng mà. Suy nghĩ này không ngừng xuất hiện trong đầu Triệu Quốc Đống, điều này cũng khiến hắn bớt nhớ đường cần hơn. Quyển 1, chương 37, hổ bắt sói. Ánh sao trong đêm tối khá ảm đạm, xung quanh rất yên tĩnh, ngay cả côn trùng có vẻ cũng đã đi ngủ. Triệu Quốc Đống đúng là có chút buồn ngủ. Nếu như không tuần này còn không có kết quả, Triệu Quốc Đống đoán Khâu Nguyên Phong trong cuộc họp của đồn tuần sau sẽ chỉ thị ngừng hành động này. Trên phòng công an đã bắt đầu hành động tăng cường an ninh trật tự,
đồn công an Giang Miếu phụ trách khu vực rất rộng nên nhiệm vụ khá nặng nề. Áp lực đối với Khâu Nguyên Phong thì ai cũng có thể hiểu. Nếu như vụ án này dồn nhiều nhân lực như vậy mà không có tiến triển thì đúng là không thích hợp. Như vậy lựa chọn các vụ án khác có đầu mối rõ ràng là tốt hơn, ví dụ như bắt mấy vụ trộm cắp vặt. Xã Hắc Thạch có một vụ án lừa gạt đã có manh mối khá rõ ràng. Trước khi Lưu Mãnh về thì Hạ Hồng Hải tạm thời đi làm, cũng may vụ án này không phức tạp nên Hạ Hồng Hải có thể xử lý. Chẳng qua tình hình bây giờ không thể đảm bảo đồn công an Giang Miếu có thể hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch tăng cường an ninh trật tự của năm. Phá án 8 vụ, các vụ đánh nhau là 4, đây là các nhiệm vụ rõ ràng. Ồ! Đàm Khải đột nhiên kêu lên làm Triệu Quốc Đống tỉnh lại. Sao thế? Triệu Quốc Đống không hề động, mấy ngày mai phục đêm thì khó tránh khỏi nhìn nhầm. Có một người đi tới giống như muốn đi vào trong núi. Đàm Khải có chút khó hiểu nói. Bây giờ đã là 3 giờ đêm mà còn vào núi làm gì? Mấy hôm trước cũng có người đi đường vào buổi tối, chẳng qua đều là người có việc gấp hoặc về muộn. Nhưng người này lại lén lút, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Triệu Quốc Đống liền đánh hơi thấy một tia không bình thường. Đàm Khải, người này rất khả nghi. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào phía sau tên này nhưng trời rất tối nên không thấy gì khác. Vâng, Triệu ca, tên này có vấn đề. Không chừng là kẻ đi dò đường. Đàm Khải cũng có chút hưng phấn, y liếm môi rồi cố gắng nhìn quanh. Tạm thời không nên động tới hắn, chờ hắn đi về phía trước rồi tính. Cố kìm cơn xúc động trong lòng, Triệu Quốc Đống mở to mắt mà nhìn. Xem ra hôm nay gặp hàng rồi. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, y nhìn xung quanh rồi đi qua trước sườn núi mà Triệu Quốc Đống và Đàm Khải đang núp phía sau. Triệu Quốc Đống thậm chí ngửi thấy mùi rượu của đối phương. Đằng sau vẫn không có động tĩnh gì, Triệu Quốc Đống và Đàm Khải đúng là không nhịn được. Canh ở đây nhiều ngày như vậy thì chờ thêm chút có sao, Triệu Quốc Đống vỗ vỗ vai Đàm Khải. Tên kia tiếp tục đi tới khoảng 20 mét rồi đột nhiên đứng lên. Một nguồn sáng từ trong tay y vung vung về phía sau vài cái, sau đó nghe thấy có âm thanh rồi tiếp tục đi tới. Tim Triệu Quốc Đống đập mạnh, xem ra tên này đúng là không đơn giản vì biết cách này để truyền tin. Tiếng bước chân lộp bộp cuối cùng đã xuất hiện. Tiếng bước chân nặng như vậy đương nhiên không phải là người mà chỉ có thể là gia súc lớn, là trâu. Cách làm thần bí như vậy thì đương nhiên không phải lùa trâu nhà mình. Hơn 20 ngày vất vả chờ đợi cuối cùng đã có kết quả. Triệu Quốc Đống chỉ cảm thấy máu trong người đang bốc lên rất cao. Đã xong. Nếu làm cho hai người này chạy thì hắn đừng làm cảnh sát làm gì nữa. Chỉ là hắn vốn không nghĩ đối phương sẽ có hai người, bên hắn chỉ có hai nên nếu muốn khống chế cả hai lại thì có chút khó khăn. Đàm Khải, cậu chờ ở đây, tôi vòng ra sau lưng, đừng đợi tôi, chỉ cần tên đầu tiên đi tới thì cậu lao tới đánh ngã xuống đất. Nhớ đừng để ý đến tôi, cũng đừng để ý đến Châu, Châu không chạy thoát đâu. Nói xong Triệu Quốc Đống trườn trên sườn núi mà xuống, các cây cỏ gai ở sườn núi rất sắc làm Triệu Quốc Đống rất đau, chẳng qua hắn vẫn cố không lộ ra tiếng động. Triệu Quốc Đống lo nhất chính là tên đi vào núi đầu tiên khó đối phó. Lúc này trời tối om thì đối phương chỉ cần chui vào bụi cây nào đó thì đừng mong bắt được. Nhưng bây giờ lại lao ra thì Triệu Quốc Đống lo Đàm Khải không thể kịp thời khống chế tên dắt châu kia. Nhất định đợi khi Đàm Khải ra tay thì hắn mới có thể ra tay. Đứng lại! Đàm Khải lớn tiếng kêu lên, nơi này vốn yên tĩnh nên đúng là khá chói tai. Lúc này Triệu Quốc Đống cũng không cần biết Đàm Khải có ra tay không, hắn lao xuống nhằm thẳng mục tiêu. Bóng đen phía trước phản ứng nhanh hơn. Chiếc đèn pin được ném vào Triệu Quốc Đống, sau đó y như con thỏ chui ngược lại về sau và cắm đầu chạy thật nhanh. Triệu Quốc Đống không ngờ tên này phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa đối phương cũng không chạy theo đường mòn mà lại ngược theo hắn, điều này làm hắn có chút hụt mục tiêu. Đoạn đường này không bằng phẳng, người này dám chạy vào trong khe thì nói rõ hiểu rõ địa hình, chẳng qua Triệu Quốc Đống lúc này không nghĩ nhiều như vậy. Tiếng gió lướt qua tai, Triệu Quốc Đống vung chân lên nhảy như bay. Bóng đen đằng trước không ngừng sang phải sang trái để đổi hướng và mong bỏ rơi Triệu Quốc Đống phía sau. Nhưng Triệu Quốc Đống lại theo sát như bóng với hình. Có mấy lần Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa đuổi kịp đối phương, nhưng đều bị đối phương tạm thời đổi hướng mà thoát được, vừa nhìn là biết tên rất chuyên nghiệp. Nơi này đường khá gập ghềnh, nếu không phải Triệu Quốc Đống có đề phòng trước đồng thời tốc độ rất nhanh thì đã sớm bị người này bỏ rơi. Thấy đằng trước là khu rừng cây, Triệu Quốc Đống rất khẩn trương. Nếu đối phương vào được rừng cây vậy chẳng phải mình chịu thua sao?
hắn nhảy mạnh lên mấy mét rồi mượn thế mà lao tới. Viên đá trong tay Triệu Quốc Đống cũng được hắn ném ra ngoài. A! À, người đằng trước kêu khẽ một tiếng vì bị ném trúng lưng. Y lảo đảo rồi cố gắng lao tới nhưng có khác gì mũi tên hết đà. Y bị trúng một đòn nên không thể đứng vững. Lúc y lấy lại bình tĩnh và muốn chạy thì hai tay cứng như thép của Triệu Quốc Đống đã túm được tay đối phương. Còn định chạy ư, chạy với ông Triệu mày sao, mày cũng không xem mình là ai sao. Ông đây từ khi học ở trường đã chạy thua ai đâu. Triệu Quốc Đống hung hăng túm đối phương lên, sau đó hắn dùng một tay túm chặt xoay người đối phương lại. Vừa nhìn thì thấy đúng là tên Nhị Tiến Cung mà Đàm Khải miêu tả. Hắn đúng là vui mừng ra mặt. Phải Nhị Tiến Cung không? Thằng kia đang không ngừng giãy giụa ngẩn ra mà nói. Mày biết tao? Ông biết mày cả năm rồi. Triệu Quốc Đống cười cười đầy hung dữ nên khá đáng sợ. Từ đội cảnh sát hình sự đến đồn công an, ông đều nhằm vào mày. Mày hôm nay ngoan ngoãn cho ông, nếu không ông cho mày biết đòn. Quyển 1, chương 38, vụ án trộm trâu. Khi Triệu Quốc Đống và Đàm Khải áp giải hai người này và một con trâu về đồn công an, cả đồn công an liền trở nên náo nhiệt như bị cháy. Các đội viên dự bị vất vả nhiều hôm đều xoa xoa tay đằng đằng sát khí, bọn họ xắn tay áo lên lạnh lùng nhìn làm tên dắt trâu rất sợ. Không đợi Triệu Quốc Đống hỏi, tên kia đã sớm khai hết những gì mình biết ra. Mà tên Nhị Tiến Cung kia nghe thấy đám đội viên dự bị đã sớm rình mình cả tháng thì biết mình cũng không thể thoát được. Nhất là khi Triệu Quốc Đống nói về tình hình gia đình và quan hệ bạn bè của y ra, y hiểu mọi thứ đã rõ ràng. Đối phương đã sớm điều tra về mình, yên tâm xử lý mình. Mà lời đối phương nói khi bắt mình cũng không phải là khoác lác. Nếu thành thật khai báo ngồi tù mãi, kín miệng không khai cuối năm về nhà, đây là các câu châm ngôn ở trong tù. Nhưng là đó là khi đám cảnh sát không có chứng cứ. Là người thường xuyên vào tù ra tội, Nhị Tiến Cung không lạ gì thủ đoạn của đám cảnh sát. Nếu như hôm nay chỉ có một mình lọt lưới, như vậy chuyện bắt trâu cùng lắm rơi vào người hắn. Một con trâu 1,000 tệ thì theo quy định của tòa án cũng chỉ là 2-3 năm. Nhưng rất không may đó là đồng bọn của hắn cũng lọt lưới, điều này lại có nghĩa khác. Lúc ấy Nhị Tiến Cung thậm chí có chút hối hận sao mình còn có đồng bọn. Nhị Tiến Cung biết tên bị bắt với mình sao có thể kín miệng đối phó cảnh sát được. Hơn nữa mình dính vào nhiều vụ việc như vậy có lẽ đều lộ ra hết từ miệng tên kia. Cảnh sát giỏi nhất là thẩm vấn, tên kia lại thiếu kinh nghiệm thì với bản lĩnh của y sao có thể chịu được cảnh sát dọa. Sau mấy lần hỏi thì chỉ sợ ngay cả chuyện khi còn bé nhìn trộm gái tắm cũng khai ra. Như vậy tốt hơn hết là khai thật ra cho lành. Nhị Tiến Cung cũng không chống cự nhiều. Chỉ lại yêu cầu trong hồ sơ ghi rõ hắn thành thật khai báo, sau đó hắn rất phối hợp khai vụ việc này ra. Được, tổng cộng 11 con trâu, liên quan đến 3 huyện Giang Khẩu, huyện Mai, huyện Bình Xuyên. Mà Trương Tam Hoa cũng lộ ra, y thông qua Nhị Tiến Cung mà mua 8 con trâu, mấy điểm nghi ngờ của Triệu Quốc Đống lúc trước đã được xác minh. 3 con trâu ở xã Đại Quan Khẩu đều được bán cho Trương Tam Hoa. Xã Trúc Liên gần đó cũng có 2 con bán cho Trương Tam Hoa. Huyện Bình Xuyên có 2 con trâu bị trộm rồi bán cho Trương Tam Hoa. Nhưng trâu bị trộm ở xã Thổ Lăng thì Trương Tam Hoa lại không mua, có lẽ lo rằng mình sẽ bị lộ. Triệu Quốc Đống và Hạ Hồng Hải phụ trách trực ban bàn bạc và lên kế hoạch bắt Trương Tam Hoa. Lúc này không còn ai đùn đẩy làm gì. Hạ Hồng Hải dẫn theo Hồ Minh Quý đến gọi người ở phòng an ninh đại quan khẩu đến bắt người bà con của Trương Tam Hoa ở đây, người phụ trách thăm dò tình hình. Mà Triệu Quốc Đống lại dẫn Đàm Khải và 2 đội viên dự bị khác chạy đến xã Thổ Lăng bắt Trương Tam Hoa. Khâu Nguyên Phong một bên ăn bánh rán, một bên suy nghĩ về việc phó trưởng phòng phụ trách đội cảnh sát hình sự, Chu Tinh Văn hôm nay sẽ đến đồn nghe báo cáo về tình hình phá án. Nghe nói chiến dịch phá án của đồn công an huyện thành rất thuận lợi, ngày hôm qua trưởng đồn công an khu vực khác, Tiêu Tắc Cường bị phó trưởng phòng Chu mắng cho một trận, thậm chí còn yêu cầu viết văn bản báo cáo lên đảng ủy phòng. Giải thích tại sao đồn công an lại không hoàn thành được chiến dịch. Đây chính là việc rất hiếm có. Phải biết rằng Tiêu Tắc Cường là tâm phúc của lão Chu. Mà một tháng qua đồn công an Giang Miếu chẳng có vụ án nào ra gì cả. Có 2 vụ là hàng xóm cãi nhau, đánh nhau và bị thương nhẹ, không phải bắt bớ ai cả. Không thể báo cáo 2 vụ này với cảnh sát hình sự nhiều kinh nghiệm như Chu Tinh Văn mà. Nghĩ đến mặt Chu Tinh Văn lúc nào cũng xanh mét lại, Khâu Nguyên Phong hơi run lên. Chu Tinh Văn là phó trưởng phòng già nhất của công an huyện, phụ trách công việc cảnh sát hình sự nhiều năm. Ngoài trưởng phòng Loan từng làm cùng đội cảnh sát hình sự với y ra,
mấy phó trưởng phòng, Phan Bằng Trình khác đều từng là cấp dưới của y, đều tôn trọng y. Cho nên ngay cả bí thư đảng ủy như được điều từ bên tòa án sang cũng không dám làm quá đối với y. Dù là lãnh đạo các phòng trực thuộc công an huyện, hay là các trưởng đồn và bí thư đảng ủy các đồn công an trực thuộc đều sợ bị vị phó trưởng phòng không có tình cảm này mắng. Khâu Nguyên Phong cũng vậy. Khâu Nguyên Phong suy nghĩ một chút rồi nghĩ có lẽ phải mời bí thư đảng ủy khu, Khương đến mới được. Bí thư Khương có quan hệ cá nhân khá tốt đối với Chu Tinh Văn. Mỗi lần Chu Tinh Văn đến Giang Miếu kiểm tra công việc thì đến bữa ăn đều có bí thư Khương đến tiếp. Mắng nhất định là sẽ bị, chỉ cần không viết văn bản kiểm điểm là được. Khâu Nguyên Phong đã chuẩn bị tốt tư tưởng. Vừa vào đồn làm Khâu Nguyên Phong cảm thấy có chút không đúng. Cửa đồn đã được đóng chặt chỉ để khe hở rất hẹp. Mà một đám dân chúng đứng ở một bên cửa nhìn vào trong, đồng thời đang bàn tán gì đó. Khâu Nguyên Phong không khỏi có chút lo lắng, đừng xảy ra chuyện đó chứ. Án không phá được còn bị Chu Tinh Văn gặp phải chuyện nào đó thì nhất định mình phải viết kiểm điểm. Khâu Nguyên Phong sa sầm mặt đẩy cửa ra. Hồ Minh Quý đang canh cửa vội vàng lên chào. Trong sân rất hỗn loạn, thi thoảng có tiếng quát lớn từ phòng thẩm vấn cạnh nhà vệ sinh truyền tới, trong nhà cũng đang thẩm vấn hai người. Khâu Nguyên Phong nhíu mày nói. Tối qua ai trực ban? Xảy ra chuyện gì? Sếp Khâu, tối qua do Hạ Ca trực ban. Hạ Ca đang thẩm vấn. Tối qua Triệu Ca và Đàm Khải chờ ở xã Thổ Lăng thì bắt được hai tên trộm trâu. Triệu Ca và Hạ Ca suốt đêm đến Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng. Xã Trúc Liên bắt người liên quan tới vụ án và vừa về. Sếp Khâu, lần này đồn ta phá được vụ án to. Vụ án này liên quan tới 11 con trâu, ngay cả bên phía huyện Bình Xuyên và huyện Mai cũng có. Hồ Minh Quý rất hưng phấn mà nói. Đám đội viên dự bị trong đồn mặc dù mệt nhưng ai cũng có thể thấy bọn họ rất hưng phấn. Lúc này Khâu Nguyên Phong mới để ý đến một con trâu được buộc gần nhà xe, đống phân trâu to đùng ở đó. Lúc này Khâu Nguyên Phong không hét ai đi dọn mà cảm thấy đống phân trâu này rất đáng yêu. Đi gọi Tiểu Triệu lại cho tôi. Tâm trạng Khâu Nguyên Phong rất vui vẻ. Đây đúng là buồn ngủ có người cho cái gối, hơn nữa là gối bông. 11 con trâu. Nếu là thật thì một vụ án này đã phá xong, lại không phải là mấy vụ đánh nhau nhỏ nhặt. Vụ án trộm trâu ở thôn quê đúng là có ảnh hưởng rất lớn. Quyển 1, chương 39, tiếng vang kinh người. Khi Triệu Quốc Đống báo cáo tình hình xong, Khâu Nguyên Phong vui mừng ra mặt mà không hề che giấu. Y định khen đối phương vài câu nhưng lại nghe thấy nhân viên bên dưới gọi mình nghe điện. Ai thế? Khâu Nguyên Phong rất khó chịu vì có người cắt ngang dòng hưng phấn của y. Người trên phòng, nói là họ Chu. Họ Chu ở công an huyện. Khâu Nguyên Phong ngẩn ra rồi lập tức hỏi Triệu Quốc Đống. Cậu đã báo cáo tình hình vụ án với công an huyện chưa? Chưa. Chưa báo cáo với sếp thì sao tôi dám báo cáo với công an huyện? Triệu Quốc Đống cũng có chút kinh ngạc mà nói. Khâu Nguyên Phong cũng tin Triệu Quốc Đống sẽ làm việc không có quy củ như vậy, y gật đầu nói. Cậu cùng tôi xuống, tôi nghe điện, tính cách trưởng phòng Chu khá nóng, có gì không rõ thì cậu bổ sung. Khâu Nguyên Phong vừa nghe điện thì đã thấy Chu Tinh Văn lớn tiếng nói. Lão Khâu, nghe nói Chu anh phá được vụ án trộm trâu, nói tôi nghe tình hình. Vâng. Trưởng phòng Chu, tình hình là như thế này. Khâu Nguyên Phong một hơi nói những gì mà y vừa được nghe Triệu Quốc Đống báo cáo ra. Ừ, có bao nhiêu người tham gia vào vụ án, bây giờ đã bắt được mấy người tình nghi. Số người liên quan tới vụ án khá nhiều, bây giờ đã bắt được 5 kẻ tình nghi quan trọng nhất. Bọn họ khai báo thế nào, có vấn đề gì không? Khâu Nguyên Phong đương nhiên hiểu rõ đây là Chu Tinh Văn hỏi khi bắt người có vấn đề gì không. Y nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống ra hiệu toàn bộ đã đối phó xong, Khâu Nguyên Phong rất hài lòng nói. Trưởng phòng Chu yên tâm, đám người kia đều đã khai nhận. Hơn nữa chúng tôi chia ra mà thẩm vấn nên rất chính xác. Rất tốt, làm rất tốt, tôi lập tức mang đội cảnh sát hình sự tới. Buổi chiều trưởng phòng Loan có thể sẽ cùng lãnh đạo huyện ủy và lãnh đạo thành phố tới. Còn có cả đài truyền hình thành phố, đài truyền hình huyện và tòa báo huyện đều xuống phỏng vấn vụ án này. Anh phải chuẩn bị tốt về tư tưởng. Chu Tinh Văn ở bên kia ngừng một chút rồi nói. Hôm trước Sở Công an nghe báo cáo về chiến dịch phá án cuối năm của An Đô chúng ta và có thông báo phê bình. Cho nên chúng ta phải khai thác tốt cơ hội từ vụ án này, tạo danh tiếng cho cảnh sát Giang Khẩu, thậm chí cả thành phố An Đô. Nghe Chu Tinh Văn nói chuyện với giọng khá vui vẻ, Khâu Nguyên Phong nửa đùa nửa thật mà nói. Trưởng phòng Chu,
vụ án này đồn công an Giang Miếu chúng ta coi như đã xử lý xong, kẻ tình nghi về cơ bản bắt hết. Đội cảnh sát hình sự đến có phải là đến hái đào không? Như vậy là không được. Anh đó, vụ án còn chưa xong mà anh đã muốn tính toán với tôi sao? Chu Tinh Văn cười cười một tiếng mà nói. Nhiệm vụ là của anh, bắt người là của anh, công lao cũng là của anh là được chứ gì? Chẳng lẽ đồn công an Giang Miếu không phải là công an huyện Giang Khẩu sao? Ha ha, trưởng phòng Chu, dù anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng mà. Đội cảnh sát hình sự người đông thế mạnh lại có quan hệ với anh. Trưởng phòng Hà vốn là cấp dưới của anh mà, chúng tôi đâu dám tranh với trưởng phòng. Trưởng phòng Hà mà Khâu Nguyên Phong nói chính là Hà Phượng Tường, phó trưởng phòng công an huyện, phụ trách công tác an ninh trật tự, phòng cháy và đồn công an. Hừ, anh biết là được rồi. Lát nữa lãnh đạo huyện ủy và cục công an thành phố đều sẽ tới, anh cũng gọi lãnh đạo đảng ủy khu tới đi, cũng tỏ vẻ đảng ủy khu ủng hộ công tác của chúng ta. Nhân cơ hội này anh cũng nên nói với bọn họ là cần kinh phí để triển khai chiến dịch. Ha ha, cảm ơn trưởng phòng Chu quan tâm, lát nữa còn phải nhờ trưởng phòng Chu gõ nhiều bên phía bí thư Khương. Tâm trạng Khâu Nguyên Phong cũng khá vui vẻ. Hôm nay là ngày mà đồn công an Giang Miếu náo nhiệt nhất. Xe dừng trước cửa đồn thành một hàng dài, những chiếc xe biển ga đúng là rất bắt mắt. Phòng hội nghị vốn rộng của đồn công an bây giờ trở nên chật hẹp. Có lãnh đạo cục công an thành phố, huyện ủy và đảng ủy khu đến làm cho Khâu Nguyên Phong chỉ có thể ngồi ở ghế xếp thêm. Một bao hồng sơn đã được chia hết, y vội vàng bảo người đi lấy thêm hai bao. Chẳng qua lúc này Khâu Nguyên Phong không hề đau lòng. Lãnh đạo cục công an thành phố và huyện ủy có thể tới đồn công an Giang Miếu thì rất đáng giá. Đài truyền hình và tòa soạn chia nhau phỏng vấn Chu Tinh Văn và Khâu Nguyên Phong. Trước ống kính hai người đều ra vẻ kiên quyết chống lại tội phạm. Tất nhiên là muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt công chúng và lãnh đạo. Triệu Quốc Đống thực ra lại rất nhàn. Đội cảnh sát hình sự đến hơn 10 người nên các việc cần làm đã được chuyển sang cho bọn họ. Hắn cũng không để ý thấy trong mắt Hoàng Hóa Thành lóe lên một tia ghen ghét, nhưng nụ cười vui vẻ của đồng mạn lại làm hắn rất vui. Quốc Đống, giỏi thế. Ông vừa đến Giang Miếu không bao lâu đã phá được vụ án lớn như vậy. Đồng mạn cười hì hì nói với Triệu Quốc Đống và sửa sang tài liệu. Cô muốn tìm hiểu tài liệu để trong thời gian ngắn nhất viết ra báo cáo đơn giản lên Cục Công an thành phố và huyện ủy. Báo cáo đơn giản này nhiều khi có tác dụng rất quan trọng. Tiểu mạn đừng khen mình, đây đâu phải công của một mình mình. Một mình mình thì sao có thể làm được, không có sự chỉ huy của lãnh đạo đồn, không có sự ủng hộ của các nhân viên trong đồn thì sao mình có thể phá vụ án này. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Trước mặt tôi mà còn giả vờ ư. Đồng mạn ra vẻ muốn đấm và không hề ý kiến về cách gọi của Triệu Quốc Đống. Mình không giả vờ mà, bạn nghĩ xem mình mới tới Giang Miếu bao lâu? Sao có thể hiểu rõ chi tiết vụ án? Nếu không có đồn ủng hộ thì mình có thể làm được sao? Triệu Quốc Đống rất nghiêm túc nói. Bạn đừng nhìn các đội viên dự bị không có chuyên môn nhưng bọn họ cũng có bản lĩnh của mình, cũng không kém cảnh sát chúng ta là mấy. Chẳng qua thân phận hạn chế bọn họ mà thôi. Ừ, mình tin. Không ít đội viên dự bị của các đồn đều có năng lực, thậm chí còn giỏi hơn nhân viên chính thức. Đồng mạn gật đầu nói. Đúng rồi Quốc Đống, nói không chừng ông phá vụ án này mà làm cho trên phòng chú ý đến và điều ông về thì sao? Đâu có chuyện như vậy, chỉ trùng hợp phá một vụ án thôi mà. Mình cũng không dám hy vọng xa vời. Triệu Quốc Đống cũng có chút động tâm nhưng ngay lập tức phủ nhận nó. Bây giờ về đội cảnh sát hình sự cũng không có tác dụng gì. Bãi cát mới khai trương. Nếu không có hắn ở đây thì muốn kinh doanh tốt là không dễ. Hoàng Hóa Thành lúc này đúng là rất bận. Y vừa phải tìm hiểu sơ qua về vụ án, vừa phải liên hệ với bên công an huyện Bình Xuyên, chuẩn bị bắt người bên huyện Bình Xuyên. Y thấy Triệu Quốc Đống và đồng mạn nói cười vui vẻ thì đúng là có chút tức giận. Triệu Quốc Đống này sao may như vậy? Bị đầy tới Giang Miếu lại thành sân diễn của nó. Mình sao không có cơ hội tốt như vậy chứ? Công tác ở đội cảnh sát hình sự mà chỉ làm mấy việc vặt thì lãnh đạo bao giờ chú ý. Mình có nên nhờ chú rể để chú ấy điều động giúp mình, để mình đến bên đồn công an huyện thành mà kiếm thành tích không? Quyển 1, chương 40, Hư Vinh. Vụ án này là vụ án lớn liên quan tới ba huyện nên đương nhiên không thể để đồn công an Giang Miếu làm. Điều này khiến đám đội viên dự bị có chút bất bình. Triệu Quốc Đống thì không sao, công tác sau đây còn không ít, để đội cảnh sát hình sự tiếp nhận cũng là bình thường. Tiểu Triệu, làm rất tốt, không mất uy phong của đội cảnh sát hình sự chúng ta.
Lưu Thắng An dành thời gian đến nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Đồng Mạn lúc này biết điều lui ra, y vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống rồi nói. Vàng ở đâu đều cũng sẽ sáng, cậu lúc này coi như làm tôi nở mày nở mặt. Đội trưởng Lưu nói gì vậy, đâu đều là nhờ vào sự dạy bảo của đội trưởng nên tôi mới được như vậy. Triệu Quốc Đống khiêm tốn nói. Thắng An, anh đi liên lạc với bên huyện Bình Xuyên rồi xuất phát sang đó mang hai người kia về đây. Huyện Bình Xuyên đã bắt được người rồi. Chu Tinh Văn lúc này nói. Tiểu Triệu, làm rất tốt, cậu có muốn về đội cảnh sát hình sự không? Lưu Thắng An cũng vui vẻ nói. Trưởng phòng Chu, tôi đã sớm nói Tiểu Triệu là nhân tài mà, xuống đồn công an thì hơi đáng tiếc. Lần sau trong hội nghị đảng ủy thì sếp phải nhắc đến việc này và điều Tiểu Triệu về lại cho tôi. Ồ, Lưu ca, anh làm vậy là không ổn đâu, sao lại đến đào tường nhà tôi như vậy? Đồn công an Giang Miếu không dễ gì có một người tài như vậy. Mới đến có tháng mà anh đã đòi về sao? Quyết định của đảng ủy công an huyện đâu phải là trẻ con nói đùa. Khâu Nguyên Phong đi tới cười nói. Trưởng phòng Chu nói có đúng không? Tiểu Triệu, ý của cậu là như thế nào? Chu Tinh Văn nhìn Triệu Quốc Đống. Cái này tôi nghe theo phân công của lãnh đạo. Triệu Quốc Đống nói một câu khách sáo nhưng thấy Chu Tinh Văn có vẻ do dự nên bổ sung thêm. Chẳng qua tôi nghĩ nếu mình đã được phái xuống, xếp Khâu đối với tôi cũng tốt nên tôi muốn rèn luyện ở đồn công an Giang Miếu một thời gian. Ừ, rất tốt, rèn luyện ở cơ sở cũng tốt. Thắng An, tầm nửa năm sau thì nhắc lại với tôi, để điều Tiểu Triệu về đội cảnh sát hình sự. Chu Tinh Văn rất hài lòng nói. Lưu Thắng An cũng biết đây là kết quả tốt nhất, chứ muôn đảng ủy lập tức điều Triệu Quốc Đống về đội cảnh sát hình sự là không thể. Bây giờ được Chu Tinh Văn hứa như vậy là tốt rồi. Sếp Chu, Lão Khâu, lần này Tiểu Triệu biểu hiện rất tốt trong vụ án, cũng nên ghi công khen thưởng. Ừ, biểu hiện của đồn công an Giang Miếu và Tiểu Triệu trong một loạt vụ án là rất tốt. Lãnh đạo Cục Công an thành phố và huyện ủy đều cho rằng đồn công an Giang Miếu có sức chiến đấu. Lần này sau khi chiến dịch kết thúc thì nhất định phải khen thưởng, nếu không thì còn ai muốn phá án nữa. Chu Tinh Văn gật đầu nói. Lão Khâu, anh phải bồi dưỡng Tiểu Triệu cho tốt. Nửa năm nữa tôi sẽ đòi người đấy. Đúng rồi, tôi vừa nói chuyện với bí thư Khương của đảng ủy khu. Anh ta cũng tỏ thái độ trước mặt bí thư Bao là sẽ cho đồn công an một khoản kinh phí phá án, Lão Khâu phải đi xác nhận ngay mới được. Vụ án trộm châu kết thúc một cách đáng mừng. Cục công an thành phố có thể nhờ vào ảnh hưởng của vụ án này mà làm mình đỡ mất mặt vì không hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch với sở. Nhất là khi đài truyền hình không ngừng đưa cảnh dân chúng cảm ơn cảnh sát thì sở công an rất nhanh phát huy chương xuống. Báo Công an Nhân dân và Công an An Nguyên đều đưa tin về vụ án này. Công an huyện Giang Khẩu, thậm chí là Khâu Nguyên Phong và Triệu Quốc Đống của đồn công an Giang Miếu đều nổi tiếng. Khi Triệu Quốc Đống nghe được giọng của Đường Cẩn thì chút phiền muộn trong lòng cũng giảm đi nhiều. Sao không nói gì thế? Anh phá một vụ án lớn như vậy thì Công an huyện Giang Khẩu có phản ứng gì không? Trong giọng Đường Cần lộ rõ vẻ bực bội. Lên cả báo Công an Nhân dân mà Công an huyện Giang Khẩu không nói gì sao anh? Em muốn bọn họ nói và phản ứng như thế nào? Có lẽ cũng chỉ là một tấm bằng khen mà thôi. Anh may thôi mà, Triệu Quốc Đống nuốt nước bọt, nghĩ đến cơ thể đầy đặn của Đường Cần thì hắn đúng là không nhịn được. Tiểu Cần, cuối tuần này có việc gì không? Phi, cả ngày chỉ nghĩ đến việc đó, không mệt sao? Đường Cần cũng thấy ham muốn, cả người ngứa ngáy. Cô nhìn quanh không thấy ai liền nhỏ giọng nói. Cuối tuần anh lên chỗ em nhé. Được, đồn cho anh mấy ngày nghỉ để anh nghỉ ngơi. Phá vụ án này đúng là anh khá mệt. Triệu Quốc Đống ưỡn ưỡn người. Mai phục 20 ngày liên tục, mặc dù là ba tổ thay nhau nhưng áp lực tâm lý luôn có, đây mới là điều làm người ta mệt nhất. Cũng may vụ án này đã xong. Anh chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ mình còn trẻ mà không để ý. Đường Cần quan tâm nói. Triệu Quốc Đống không khỏi thấy ấm áp, hắn nói. Mấy hôm trước em đi đâu vậy? Anh gọi điện đến phòng cũng không có. Em và lãnh đạo đi điều tra, hai hôm nay phải làm báo cáo điều tra, cuối cùng mới được thoải mái. Đường Cần trêu chọc. Bây giờ hình như có một thông liên lạc là máy nhắn tin. Nếu muốn tìm ai là lập tức tìm được, hay là anh mua cho em một cái? Như vậy anh lúc nào cũng có thể tìm được em. Đường Cần đây là nói đùa nhưng lại làm Triệu Quốc Đống động tâm. Máy nhắn tin thời kỳ này vẫn là thứ khá mới. Ở Giang Khẩu này chỉ có vài ông chủ lớn và lãnh đạo to mới dùng. Cái giá hơn 2.000 đến 5.000 thì người bình thường không thể mua nổi.
bây giờ đeo máy nhắn tin vào eo là đại biểu cho sự giàu có, điều này giống như đi BMW ở tương lai vậy. Lời nói trong giọng Đường Cẩn đã làm Triệu Quốc Đống cảm thấy một chút áp lực. Mặc dù trong mơ hắn thấy máy nhắn tin là rất đơn giản, nhưng vào lúc này một năm tiền lương của hắn chỉ có thể mua được một cái. Ha ha, máy nhắn tin đáng gì chứ? Sớm muộn gì cũng không ai dùng mà, muốn mua thì phải mua máy điện thoại cầm tay. Triệu Quốc Đống cười nói. Ồ, nghe anh nói lớn nối nhỉ? Anh thấy máy điện thoại cầm tay rồi ư? Chắc là thấy trong phim Hong Kong hả? Đường Cẩn đột nhiên cảm thấy Triệu Quốc Đống nói chuyện hơi khác nên có chút kinh ngạc. Tiểu Cẩn, công nghệ thời đại này đúng là còn kém. Hôm nay thấy thì mới nhưng không chừng ngày mai sẽ thành lỗi thời. Em cũng đừng thấy nó thần bí như vậy. Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói. Phi, anh đừng có mạnh miệng với em, lúc nào anh mua cho em cái đi. Đường Cẩn nhớ đến Tương Vĩ Tài có một cái thì có chút hâm mộ. Có thứ này thì không lo không tìm được người, nhắn tin là được. Chỉ cần có điện thoại là lúc nào cũng có thể liên lạc với nhau. Triệu Quốc Đống ở bên kia cười cười một tiếng, xem ra thứ mà hơn 10 năm sau không ai dùng thì bây giờ lại có nhiều người mê hoặc. Quyển 1, chương 41, dự âm. Sếp Khâu, nghe nói chỗ chúng ta sắp tiến hành thay hệ thống điện thoại. Trong văn phòng của Khâu Nguyên Phong, Triệu Quốc Đống vừa chuyển tài liệu do mình viết vừa thuận miệng hỏi. Đây đã là bản tài liệu thứ hai mà hắn được giao làm trong tuần này. Bản tài liệu trước viết về chuyện nhân viên ưu tú được đảng ủy khu Giang Miếu khen ngợi, còn tài liệu này là bên phòng công tác chính trị công an huyện yêu cầu hắn viết về việc phá án vụ ăn trộm hàng loạt 11 châu cầy. Ừ, sắp rồi, chắc là trong một tháng nữa chúng ta sẽ ném được đống đồ cổ này đi, bên bưu điện cũng bảo tôi lên chọn số rồi. Khâu Nguyên Phong xem lướt qua tài liệu một chút, Triệu Quốc Đống viết khá tốt, cậu thanh niên này rất được, việc gì cũng đều có kỹ năng. Trong lúc vô tình cái tên Lưu Mãnh luôn đứng đầu trong suy nghĩ của hắn giờ lại lặng lẽ gạt sang một bên. Cũng nên thay đổi, đến thời đại này rồi mà còn dùng cái đống đồ cổ trước giải phóng. Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế sofa tùy ý lấy một điếu Asima đưa lên miệng. Andy, Asima, Asima là một thương hiệu thuốc lá nổi tiếng của Trung Quốc giống kiểu 555 ở Việt Nam. Khâu Nguyên Phong châm điếu thuốc hút một hơi. Rất được, Tiểu Triệu. Không ngờ ngòi bút của cậu cũng khá sắc sảo đó. Ha ha, sếp Khâu, gặp may thôi. Triệu Quốc Đống nhấc phích nước nóng đổ đầy chén trà cho đối phương. Sếp Khâu, tôi có một đề nghị. Ừ, cậu nói đi. Khâu Nguyên Phong ngửa người dựa vào thành ghế phả một ngụm khói. Tôi cảm thấy bên phòng thông tin của chúng ta làm việc không hiệu quả. Sếp là một đồn trưởng đồn công an nhưng khi đi ra ngoài thì chúng tôi lại không thể liên hệ trực tiếp được. Có chuyện gì muốn báo cáo cũng không tìm thấy người, sếp xứng đáng có một máy nhắn tin riêng. Triệu Quốc Đống thấy mí mắt đối phương nháy nháy, liền mồi thêm. Tôi thấy mấy người trưởng phòng Chu với đội trưởng Lưu đều có thứ này, hiệu suất công tác cũng được đề cao không ít. Ồ, thứ đó bao nhiêu tiền? Khâu Nguyên Phong đương nhiên là chú ý tới máy nhắn tin bên eo Chu Tinh Văn và Lưu Thắng An, trưởng phòng Loan vừa lên chưa được một tháng thì mấy lãnh đạo như phó trưởng phòng Chu đều có. Lưu Thắng An kia dường như rất biết tranh thủ, xem ra mới có hai ngày trước, có lẽ Tiêu Tắc Cường và Lưu Thắng An mua cùng nhau. Máy hiện số thì hơn 2.000, có hai nhãn hiệu Panasonic và Motorola, máy hiện chữ giống như trên huyện thì chỉ có một nhãn hiệu là Motorola, đại khái khoảng 3-4.000. Triệu Quốc Đống nói một cách thờ ơ. Có thứ đó thì chúng tôi muốn tìm sếp báo cáo công tác cũng tiện hơn hẳn, giống như vụ án này đây, nếu không phải sếp đến cơ quan sớm. Nhỡ trên cục hỏi tới thì chúng tôi cũng không biết báo cáo như nào cho tốt. Đúng vậy, thông tin không thuận tiện là một vấn đề lớn, cơ quan công an là một ngành đặc thù nhưng có điều kinh phí khá eo hẹp. Bí thư Khương không phải đã đáp ứng cho đôn 5.000 tệ kinh phí cho chiến dịch phá án sao? Lại thêm tiền thưởng trong vụ án đánh bạc được cấp nên mua điện thoại không phải là nói chơi. Triệu Quốc Đống nói đầy nhã ý. Ừ, chỉ có điều cả đồn có nhiều người như vậy. Khâu Nguyên Phong trầm ngâm một chút, Triệu Quốc Đống lập tức biết điều tiếp lời. Sao có thể được chứ? Không thể để cho toàn đồn nhốn nháo được. Cả đội cảnh sát hình sự cũng chỉ có đội trưởng Lưu được dùng, do đó cùng lắm cũng chỉ có sếp và sếp Lưu là lãnh đạo xứng đáng thôi. Khâu Nguyên Phong gật đầu đầy hài lòng, Triệu Quốc Đống này thật sự rất hiểu chuyện. Lão Lưu tuy năng lực có hạn nhưng dù gì cũng là chỉ đạo viên nhiều năm, hơn nữa đối với mình thì cũng coi như là ủng hộ. Dù gì cũng phải cấp một cái mới xứng đáng với hắn. Theo lý thuyết thì Tiểu Triệu cũng rất có công lao, vụ án đánh bạc cũng do một tay hắn tóm,
tiền cũng gần như là do hắn kiếm về. Một là do còn quá trẻ, rêu rao quá mức thì không phải là chuyện tốt, hai là những người khác trong đồn đều nhìn chằm chằm vào nên không có khả năng đối xử khá đặc biệt, thật sự có phần khó xử, nhưng đối phương đã tỏ thái độ này thì dễ làm hơn rồi. Được Triệu Quốc Đống cực lực khuyến khích, đoàn người Khâu Nguyên Phong và Liêu Sương Thịnh liền lên huyện ngay buổi chiều, dưới sự tham khảo giới thiệu của Triệu Quốc Đống hai người Khâu, Liêu bỏ 8.400 đồng mua hai máy nhắn tin bằng chữ của Motorola, cũng là loại tốt nhất trên thị trường thông tin của Giang Khẩu. Lúc này thì ngay cả hai người Khâu Liêu cũng đều cảm thấy quá xa xỉ, ngay cả trưởng phòng Chu cũng chỉ là dùng loại nhắn tin chữ đời cũ, còn Liêu Thắng An thì chẳng qua là loại báo số gọi đến để gọi lại thôi. Triệu Quốc Đống cuối tuần lên quấn lấy đường Cần Mã Ân Ái, sau đó trở lại đồn bắt đầu xuất kích ra quân, sự nhiệt tình của đám dự bị cũng được huy động, liên tiếp tỏa đi xung quanh do thám tin tức. Chỉ trong vòng một tuần, Triệu Quốc Đống cùng với Hạ Hồng Hải dẫn đám dự bị liên tục bắt được ba nhóm đánh bạc cùng một vụ án, tuy rằng không gặp được thành quả giống như quán nước hứa ra nhưng góp ít thành nhiều, chỉ nguyên khoản tiền phi pháp cũng đã đạt được hơn 12.000 đồng. Vụ ăn trộm hàng loạt 11 châu cầy sau khi được huyện khen ngợi thì đồn Giang Miếu lại được cấp trên mở hội nghị khen thưởng. Đương nhiên góc độ biểu dương của các lãnh đạo thì không giống nhau, Hà Phượng Tường, phó trưởng phòng phụ trách quản lý trị an khen ngợi Giang Miếu chính là ngọn gió đông trong chiến dịch phá án, tăng cường tra xét các vụ án liên quan tới lục hại, 6 tệ nạn, mại dâm, khiêu dâm, buôn bán phụ nữ trẻ em, ma túy, cờ bạc, mê tín dị đoan, ngăn chặn các hiện tượng tệ nạn này lan tràn. Còn phó bí thư đảng ủy Mã được phân công quản lý tài vụ thì khen ngợi Giang Miếu lợi dụng biện pháp xử phạt hợp lý, vừa thể hiện được uy lực hành chính của cơ quan trị an đồng thời cũng giảm bớt được áp lực kinh phí trong ngành. Còn biểu dương của sếp Loan thì mạnh như thác đổ, khen bộ máy Giang Miếu đoàn kết với sự chỉ huy của Khâu Nguyên Phong, rất có tác phong, phá được đại án giành được tán dương của dân chúng khu vực quản lý đồng thời cũng nhận được đánh giá cao của đảng ủy và chính quyền địa phương. Yêu cầu các đội thực chiến trong toàn huyện học tập Giang Miếu, cố gắng xuất hiện nhiều điển hình giàu sức chiến đấu giống như Giang Miếu trong chiến dịch phá án này. Đây là lời đánh giá cao nhất của sếp Loan mà Khâu Nguyên Phong được nghe từ khi đảm nhiệm đồn trưởng tới giờ, tuy rằng quan hệ giữa mình với sếp Loan khá tốt nhưng chỉ đích danh khen ngợi trong công tác cũng khiến cho Khâu Nguyên Phong hưng phấn muôn phần. Trên bữa tiệc tối ở nhà khách Ninh Giang, tâm trạng của Loan Trinh Viễn cũng rất tốt, Khâu Nguyên Phong ngồi ở vị trí thấp nhất cũng liên tục bị sếp Loan và bí thư Ngưu điểm danh mời rượu. Phó trưởng phòng Hà cũng thi thoảng phát chiêu khiến cho Khâu Nguyên Phong có phần không trụ được, hai chai rượu phần và hạnh hoa đều cạn sạch. Sau khi ăn xong, sếp Loan và sếp Ngưu cùng với hai người khác đều ngồi vào bàn mạt trược, trong phòng chỉ còn lại hai người Hà Phượng Tường và Khâu Nguyên Phong. Lão Khâu, có muốn chuyển hay không? Hà Phượng Tường là một người gầy đét, vốn là một trưởng đồn huyện thành được đề bạt lên làm phó trưởng phòng, có thể leo lên vị trí này cũng đủ chứng minh thực lực của hắn. Ha ha! Sếp Hà, nếu nói không muốn là nói dối, Giang Miếu này cách nội thành hơi xa một chút, tuy nói trời cao hoàng đế xa nên giám sát của phòng cũng không quá nghiêm, nhưng dù gì ngày nào cũng đều phải đi mà. Nếu có chuyện thì đêm hôm khuya khoắt anh cũng phải chạy về, nói khó nghe một chút thì ngay cả cơ hội thân thiết với vợ mình cũng ít hơn hẳn so với người khác chứ chưa nói tới việc quản lý gia đình. Khâu Nguyên Phong cũng cảm thấy hơi say, quan hệ giữa hắn với Hà Phượng Tường cũng khá mật thiết nên nói chuyện cũng tùy tiện hơn rất nhiều. Lão Khâu, xem ra việc của lão để nói sau đi. Hà Phượng Tường mỉm cười lấy một điếu hồng sơn ném cho Khâu Nguyên Phong. Quyển 1, chương 42, thu hoạch. Ừ, có chuyện cũng phải xem tới nơi nào. Khâu Nguyên Phong hấp một ngụm trà giải rượu rồi châm thuốc. Cái tên Tiêu Tắc Cường kia vừa mới lên nên bên trên sẽ không động đến hắn. Hai nơi Bắc Giao và Tây Ngoại thì tôi có đến cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sếp Hà, sếp bảo tôi đi chỗ nào? Đội cảnh sát hình sự sao? Hai tên Lưu Thắng An và Trương Đức Tài còn đánh nhau tới đầu rơi máu chảy, lẽ nào còn phần của tôi? Đội cảnh sát giao thông, lão hứa cũng còn phải 1-2 năm nữa. Lão tính toán rất chuẩn đó. Hà Phượng Tường vỗ vỗ vai Khâu Nguyên Phong mấy cái. Gần đây công tác của các anh làm rất tốt, công tác bên huyện thành, Bắc Giao cùng với Tây Ngoại có phần trì trệ, năm nay phòng cũng có khả năng phải điều chỉnh một chút, ý của sếp Loan cũng muốn chuyển anh. Làn khói màu lam nhạt bao phủ giữa hai người, Khâu Nguyên Phong hiểu rõ quan hệ giữa Hà Phượng Tường và Loan Trinh Viễn, nói như vậy thì mình chắc chắn sẽ được điều chỉnh, vấn đề là mình chuyển tới chỗ nào. Hà ca, tiết lộ thêm một chút tin tức đi, tôi sẽ tới chỗ nào. Khâu Nguyên Phong gật gật đầu. Sếp Loan và tôi không hài lòng về công tác trị an gần đây,
hơn nữa lão Tần bên phòng quản lý hộ tịch cũng sắp đến tuổi rồi, anh hãy cân nhắc cho kỹ. Ánh mắt của Hà Phượng Tường nhìn không ra khuynh hướng gì. Cảm ơn Hà ca, tôi sẽ suy xét. Trong lòng Khâu Nguyên Phong run lên, phòng trị an và phòng hộ chính đều là nơi béo bở. Phòng trị an quản lý toàn bộ thị trường văn hóa giải trí, các ngành nghề đặc biệt, thông thương hàng hóa, có thể nói hơn phân nửa sự vụ phải phê duyệt đều thuộc phòng trị an, hơn nữa do đảm đương trọng trách xét xử 6 loại tệ nạn nên quyền lực rất có trọng lượng. Còn phòng quản lý hộ tịch thì cũng không kém mấy so với phòng trị an, việc quản lý, phê duyệt hộ khẩu toàn huyện đều tập trung ở nơi này, chỉ riêng việc danh ngạch chuyển đổi từ nông thôn tới phi nông thôn cũng khiến cho vô số người thèm nhỏ dãi rồi. Sếp Loan nếu có ý để mình tới một trong hai nơi này thì đương nhiên không thể tốt hơn, trong lòng Khâu Nguyên Phong mừng như điên, hít sâu một hơi mới đè nén sự sung sướng dâng trào trong nội tâm. Hà ca, sếp Loan thực sự có ý này sao? Ha ha, có ý này hay không thì tôi cũng không biết, nhưng huyện có ý điều chỉnh là thật sự, nhà anh tự giải quyết cho tốt đi. Công tác trong 6 tháng cuối năm đừng để xảy ra vấn đề là được, mặt khác anh phải chịu khó chạy tới chỗ sếp Loan. Cả ngày đừng có ở lại Giang Miếu, công tác bố trí xong xuôi thì anh chỉ cần theo dõi là được, Triệu Quốc Đống không phải làm rất tốt sao? Hà Phượng Tường cũng không hề trả lời rõ ràng mà lại nói sẹo sang một ý khác. Khâu Nguyên Phong cũng biết Hà Phượng Tường có thể nói được đến mức này thì cũng đáng quý đến nhường nào rồi, có mục tiêu thì mình làm việc cũng có nhiệt tình, nghe thấy Hà Phượng Tường đề cập tới Triệu Quốc Đống, Khâu Nguyên Phong cũng không tiếc lời khen ngợi. Sếp Hà, không phải tôi nói quá chứ Triệu Quốc Đống này thật sự rất được, nghiệp vụ hình sự, trinh sát, trị an đều tinh thông, rất tích cực trong công tác, một điều hiếm có nữa là cực kỳ am hiểu công tác quần chúng, xử lý quan hệ giữa cảnh sát và nhân dân cũng rất khá. Hạ Hồng Hải chính là cháu ruột của trưởng phòng Hạ bên phòng công thương, vốn công tác không được tốt lắm nhưng giờ được Triệu Quốc Đống lôi kéo nên đã tích cực hẳn. Tên này cũng là một người có khiếu, giờ trên phòng không phải đang nói tới trẻ hóa cán bộ sao. Tiểu Triệu hoàn toàn có thể đảm nhiệm phó đồn, theo tôi thấy dù chủ trì công tác một phương cũng không có vấn đề gì. Ha ha, lão Khâu, lão không sợ thổi quá à? Tên này mới công tác được một năm, có thể chủ trì công tác một phương, khống chế tình hình trị an địa phương, khiến cho dân chúng vừa lòng, đảng ủy, chính quyền yên tâm không? Hà Phượng Tường cười như không cười hỏi ngược lại. Sếp Hà, lời tôi nói là thật, ngài đừng xem Tiểu Triệu còn ít tuổi nhưng tính tình cực vững vàng. Hơn nữa còn thích động não cân nhắc các vụ án. Không giống những người trẻ tuổi nôn nóng khác khi xuôi chèo mát mái thì còn tạm được nhưng khi gặp khó khăn, thất bại thì lại ỉu xìu. Sau khi Tiểu Triệu báo cáo với tôi vụ án 11 châu cầy, phân tích thói quen hoạt động cùng quan hệ xã hội của người bị hiềm nghi phạm tội, rồi xác định phương hướng trinh sát liền dẫn theo nhóm dự bị mai phục suốt 3 tuần. Nói thật, lúc ấy ngay cả tôi cũng không ôm hy vọng nhưng bọn Tiểu Triệu cuối cùng đã tóm được cái tên kia. Lời của Khâu Nguyên Phong khiến Hà Phượng Tường có phần bất ngờ, không nhiều cảnh sát trẻ mạnh dạn giao tiếp, dám xông pha, biết sử dụng đầu óc hơn nữa lại còn cương trực, người này thực sự không đơn giản. Ồ, như vậy xem ra Triệu Quốc Đống này là một hạt giống tốt, chẳng trách sếp Chu lẫn sếp Loan đều muốn đem hắn về đội cảnh sát hình sự. Ấy chớ, sếp Hà, Giang Miếu chúng tôi cũng chỉ có một hai người là có khả năng. Tôi còn đang trông cậy năm nay Giang Miếu tranh thủ bình xét tổng hợp toàn cục để có thể xếp một trong ba vị trí đầu rồi qua đó lên cấp, anh mà để tên này chạy mất thì ai kéo lên thay tôi. Khâu Nguyên Phong vừa nghe xong liền sốt ruột. Không phải còn có Lưu Mãnh sao? Hà Phượng Tường cũng khá quen thuộc tình hình đồn công an. Lưu Mãnh cũng được nhưng chỉ một mình hắn thì có thể làm gì chứ? So với Triệu Quốc Đống thì Lưu Mãnh vẫn kém hơn một chút, nhất là về việc xử lý và quan hệ đảng ủy. Chính quyền địa phương thì Lưu Mãnh vẫn thiếu phương pháp và kỹ xảo. Đánh giá của Khâu Nguyên Phong rất chính xác. Ừ, sếp Loan chưa đồng ý, vừa mới đi xuống thì sao có thể trở về ngay được. Nếu không thì nghiên cứu của đảng ủy là trò đùa chắc. Có điều sếp Loan cũng đáp ứng sếp Chu rằng sang năm có thể suy xét. Hà Phượng Tường cười nói. Cũng nhờ sếp Chu mở miệng chứ đổi là người khác thì sợ là sếp Loan đã chẳng thèm để ý tới rồi. Sếp Hà. Bản thân tôi cảm thấy Tiểu Triệu không nhất thiết phải quay về đội cảnh sát hình sự, Giang Miếu là một nơi xa xôi, chuyện rất nhiều, trị an lại phức tạp, để Tiểu Triệu ở lại Giang Miếu cũng rất có ích trong việc rèn luyện hắn, sau này lên phó trưởng đồn cũng không phải không thể. Khâu Nguyên Phong vừa gặm một miếng dưa hấu vừa từ từ nói. Trước đây không phải anh chọn Lưu Mãnh sao? Hà Phượng Tường có chút kinh ngạc. Đảng ủy khu không có ấn tượng tốt về Lưu Mãnh mấy. Năm trước xã Thổ Lăng có một vụ án cố ý làm hại,
Lưu Mãnh xử lý không được tốt cho lắm nên khiến cho đảng ủy, chính quyền xã Thổ Lăng và đảng ủy khu đều có cái nhìn. Cho nên lúc đảng ủy khu muốn biểu dương nhân viên ưu tú thì tôi định đề cử Lưu Mãnh nhưng đảng ủy khu lại không đồng ý. Khâu Nguyên Phong thở dài một hơi. Chuyện đó cũng không trách Lưu Mãnh được, có trách thì trách lúc ấy xử lý có phần nôn nóng mà thôi. Cách đây mấy ngày lão Lưu phòng thi hành án còn nhắc tôi về Lưu Mãnh, vốn định để cuối năm nói với sếp Loan chuyện Lưu Mãnh trước. Sếp Hà, Lưu Mãnh công tác cũng không được chỉ có điều đã tạo ấn tượng không tốt với bên đảng ủy khu, nếu như có thể đến một đồn khác làm phó trưởng đồn thì không phải là đã giải quyết được vấn đề hay sao? Khâu Nguyên Phong đương nhiên hiểu rõ quan hệ giữa trưởng phòng Lưu phòng thi hành án và Lưu Mãnh, hơn nữa trưởng phòng Lưu cũng đã nói riêng với mình rồi. Ừ, để xem, lão Khâu, trước tiên lão cứ lo chu đáo chuyện của mình đi đã. Triệu Quốc Đống hiển nhiên không biết tên của mình đã in dấu trong suy nghĩ của lãnh đạo rồi, chẳng qua hắn biết bất kể là lãnh đạo phòng hay cục thì đều thích can thiệp vào người có quan hệ, mà bây giờ đang trong thời điểm đặt nền móng kiếm ấn tượng. Sau mấy lần hành động liên tục, không chỉ tình hình kinh tế đồn thay đổi rất nhiều mà ngay cả cá nhân hắn cũng có một chút thu hoạch. Phó Bí thư Đảng ủy xã Hắc Thạch và Chủ tịch xã Thổ Lăng đều gọi điện thoại tới nói giúp bà con, họ hàng. Ngay cả phó bí thư cao của đảng ủy khu cũng đi đường vòng cửa sau để xin miễn phạt tiền cho người quen. Trải qua việc này đã khiến cho Triệu Quốc Đống dần dần có quan hệ với những người này. Khâu Nguyên Phong có lẽ là bận những việc khác nên việc xử phạt này gần như là để mặc, vấn đề bình thường thì đều để Triệu Quốc Đống giải quyết xử trí rồi cuối cùng báo cáo cho hắn một tiếng là được. Triệu Quốc Đống đương nhiên cũng biết chừng mực, việc nào vượt qua giới hạn thì đều giao lại cho trưởng đồn. Quyển 1, chương 43, vướng mắc. Khổ cực hơn một tháng trời ở Mông Cổ, Sơn Tây rốt cuộc Lưu Mãnh cũng trở về, hắn nhanh chóng cảm nhận được biến hóa bên trong đồn. Đầu tiên là bên hông xếp Khâu và xếp Lưu đều có gắn máy nhắn tin, hơn nữa còn là loại hiện chữ tiếng Trung đắt tiền nhất. Theo hắn biết thì loại này phải tầm 3-4 ngàn một cái, một điều nữa là vinh dự nhân viên ưu tú Giang Miếu vốn mình đã nắm chắc thì lại rơi xuống đầu Triệu Quốc Đống, điều này khiến cho trong lòng Lưu Mãnh rất là buồn bực. Điều khiến Lưu Mãnh uất ức nhất chính là vụ án trộm hàng loạt châu ở đại quan khẩu năm trước không ngờ đã phá được, hơn nữa còn liên quan đến Thổ Lăng lẫn Giang Miếu. Không kể những vụ án đã bị phá ngoài khu quản lý thì hiện có 5 người đang bị tạm giữ thẩm vấn, xem bộ dạng thì đều không có vấn đề. Phá án là chuyện tốt, vấn đề là người phá án này lại không có bất cứ quan hệ nào với chịu trách nhiệm phá án là hắn, mà nhận công lãnh thưởng là Triệu Quốc Đống. Ngay cả Hạ Hồng Hải cũng nói có khả năng cả huyện lẫn cục đều sắp khen thưởng. Điều này không thể nghi ngờ là một sự khiêu chiến lớn nhất đối với quyền uy phá án của mình ở Giang Miếu. Triệu Quốc Đống rất mẫn cảm đã cảm nhận được thái độ của Lưu Mãnh đối với mình đã thay đổi, từ sau khi Lưu Mãnh trở về thì sắc mặt đều không mấy khi tốt, mà ngay cả Khâu Nguyên Phong khi bố trí công tác đều có vẻ xa cách. Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng, Lưu Mãnh vốn lòng dạ hẹp hòi, lúc này thấy bản thân có vẻ yếu kém nên chắc chắn trong lòng không vui vẻ gì nhưng lại chẳng có cách nào bộc lộ ra. Triệu Quốc Đống đều cố gắng tránh tiếp xúc với Lưu Mãnh, hắn hiểu rõ loại người như Lưu Mãnh sẽ có cái nhìn với mình. Mày muốn thay đổi cái gì thì rất khó khăn, trừ phi mày có được quyền lực áp chế tuyệt đối hắn hoặc biến thành người lãnh đạo trực tiếp của hắn, còn không thì lòng thù địch vĩnh viễn khó có thể tiêu trừ. Đương khi Triệu Quốc Đống lo lắng công trình nhà máy xảy ra vấn đề thì, công trình sân bóng đăng quang lại dẫn đầu khởi công, sự kiện này khiến tâm trạng của Triệu Đức Sơn còn xuống thấp hơn nữa. Bãi khai thác các vốn đã có mấy đống thì chỉ trong vòng 2 ngày đã bị hơn 10 máy kéo đi hơn phân nửa, điều này làm cho Triệu Đức Sơn vừa mới hớn hở mặt mày liền méo cả mặt. Lúc trước không nhất định bất cứ lúc nào cũng phải đủ cát cho công trình mà cứ ấn theo tiến độ tiêu hao, số cát tích lũy hơn 10 ngày chẳng qua cũng chỉ có thể chống đỡ 3, 5 ngày. Tuy nói giai đoạn trước dùng số lượng khá lớn nhưng giai đoạn sau cũng không phải chỉ vài công nhân là có thể ứng phó được. Việc mua sắm các loại công cụ, xe gòn, sàng cát. Cộng thêm tuyển dụng nhiều công nhân sàng cát thì cần một khoản chi không nhỏ, nhất là một tháng đã sắp qua, cũng đến lúc phải tính tiền lương cho công nhân, chứ nếu đợi đến lúc bên công ty kiến trúc kết toán sổ sách thì ít cũng phải mất 2 tháng. Triệu Quốc Đống cũng rất lo lắng về chuyện này, Triệu Quốc Đống cũng không dính dáng gì tới một loạt tiền thưởng từ những vụ án lục hại. Theo hắn thấy thì số tiền nhỏ này có cầm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thà tặng cho nhóm dự bị 200-300 đồng để mua tấm lòng của đám này thì khi đó mình có khai triển công tác cũng thoải mái và thuận lợi hơn nhiều, dù cho Lưu Mãnh có trở về cũng không thay đổi được uy tín mà mình đã tạo dựng trong đồn. Triệu Quốc Đống liền bỏ qua tính toán, nếu muốn đợi tới khi công trình nhà máy kết thúc mới kết toán sổ sách thì ít nhất mình phải ứng ra 4,
5.000 tệ, đối với tình hình của mình hiện giờ thì đây có thể nói là một con số quá lớn. Bên Đường Cẩn nếu mình mở miệng thì có thể cũng được 1-2 ngàn, mà với tính nết của Đường Cẩn thì chắc cô cũng sẽ không tích góp mà tìm tới chỗ bố mẹ cô. Nếu một khi bố mẹ của cô mà biết được sự việc thì e là sẽ kiên quyết phản đối quan hệ của hai người, Triệu Quốc Đống tuyệt không muốn loại chuyện này. Chỗ bạn học ư, mấy người Phòng Tử Toàn, Uông Phi, Ngô Trường Khánh đều là dạng không tích góp gì, hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng không muốn dư luận xôn xao về chuyện này. Gia đình của Khổng Nguyệt cũng được nhưng quan hệ giữa mình với cô thì chưa phát triển tới mức đó, đã khá lâu rồi mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, giống như là chuyện ngày trước chưa từng phát sinh vậy. Một phân tiền cũng khiến anh hùng lo âu. Triệu Quốc Đống có được giấc mơ thấy trước tương lai nhưng chưa từng nghĩ đến mình lại có lúc bị mấy ngàn đồng làm khó. Cô tìm ai? Tôi tìm Triệu Quốc Đống. Triệu ca, có người tìm. Triệu Quốc Đống lười biếng thò đầu ra thì thấy Hàn Đông duyên dáng, thướt tha đang đứng ở sân đánh giá chung quanh. Ủa, Hàn Đông, là em sao? Triệu Quốc Đống có phần kinh ngạc, xung quanh có vô số ánh mắt đổ dồn vào cô gái này. Dáng người cao gầy cân xứng kết hợp với một chiếc váy hoa hiện đại che nửa đùi, một chiếc áo sơ mi ca, râu cọc tay nên lập tức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Sao thế, không chào đón à? Cô gái nghiêng đầu cười khẽ hỏi. Đâu có, đâu có, quý tiểu thư Hạ Cố đến đúng là khiến nhà tranh thêm sáng. Triệu Quốc Đống vội vàng mời khách vào, tuy nói quan hệ hai người bình thường nhưng nếu đứng ở trong sân thì không thể tránh được bao nhiêu ánh mắt trêu chọc. Sao hôm nay lại có thời gian rảnh tới chỗ anh vậy? Nghỉ định kỳ nên ngày mai em định trở về Bình Xuyên, cho nên mới tới đây thăm anh. Hàn Đông đánh giá Triệu Quốc Đống từ trên xuống dưới. Trông anh có vẻ gầy đi chút ít, sao thế, công tác bể bộn sao? Ừ, thời gian trước trong đồn có người đi công tác hơn nữa chiến dịch phá án lại tới thời điểm mấu chốt nên có phần bận bịu, chẳng qua mấy ngày nay thì đỡ rồi. Triệu Quốc Đống lấy cốc trà của mình ra nói. Không sợ nhiễm bệnh thì uống cốc trà của anh đi, dựa vào tâm tính của em thì anh e em sẽ không muốn uống loại cốc trà công cộng của bọn anh đâu. Hừ, nếu mà nhiễm bệnh thì là tội của anh. Hàn Đông rất tự nhiên nhấc cốc trà Triệu Quốc Đống đã rót đầy lên uống một hớp. Ờ, được nghỉ hè có tính đi đâu chơi không? Ánh mắt của Triệu Quốc Đống xoay tròn, ngồi đối diện với mình là một thiếu nữ với mái tóc quấn tròn sau ót, cần cổ trắng mịn đến nỗi nhìn thấy rõ ràng những sợi lông tơ. Đôi má lúm đồng tiền cứ khi ẩn khi hiện, đôi mắt sáng ngời khiến Triệu Quốc Đống nhìn ngắm mà lòng cứ cuộn trào. Còn chưa nghĩ ra, định trở về rồi hẹn mấy bạn học đại học đi ra ngoài chơi, thế anh cũng tính toán nghỉ ngơi chưa? Hàn Đông đảo ánh mắt, bộ dạng như đang chờ mong. Ha ha, bản thân anh cũng muốn nhưng công việc của bọn anh sao có thể thoải mái như các em được, còn có nghỉ đông và nghỉ hè, tháng 7 lại đúng kỳ thi. Triệu Quốc Đống lắc lắc đầu. Từ bé đến giờ số mệnh đúng là vất vả như trâu ngựa. Em không tin ngay cả 1-2 ngày nghỉ mà các anh cũng không có, người chứ có phải máy móc đâu, cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. 1-2 ngày thì có nhưng mà có thể đi đâu chứ? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Ừ, bên Bình Xuyên chúng em có khu phong cảnh Tiểu Cố Sơn, so với khu Vân Đài Sơn thì đẹp hơn nhiều, nếu anh có thời gian thì không bằng đến Bình Xuyên chơi, em sẽ làm người dẫn đường cho anh. Hàn Đông cười nói. Trong mơ thì Triệu Quốc Đống có từng đi qua khu phong cảnh Tiểu Cố Sơn 2 lần, đây là một khu danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, non xanh nước biếc, còn lưu giữ một khu rừng nguyên thủy, đồng ấm hè mát, rất thích hợp đi nghỉ hè. Định bảo gọi Khổng Nguyệt đi cùng nhưng lời vừa ra đến miệng thì Triệu Quốc Đống kịp giữ lại, trực giác nói cho hắn biết là Hàn Đông không hy vọng Khổng Nguyệt đi cùng mà cô chỉ mong hai người đi riêng với nhau. Quan hệ này ngoại trừ đôi tình nhân ra thì không thể tìm ra lý do gì khác để giải thích. Mà quan hệ giữa mình với cô thì hẳn còn xa mới tới mức này mới đúng. Được, nếu có thời gian anh sẽ tới đó. Hừ, nghe là biết chỉ nói có lệ, chẳng có thành tâm tí nào. Hàn Đông nhếch môi bóp mũi nói. Vậy mà em cũng nhìn ra sao? Triệu Quốc Đống làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Triệu Quốc Đống, em giận thật đó, anh không nể mặt gì cả, thành tâm mời anh đi mà anh cứ phụ lòng tốt của người ta. Hàn Đông cũng giả bộ tức giận. Nhưng nét tinh nghịch giữa hai đầu lông mày đã vạch trần ý thực của cô. Triệu Quốc Đống cảm thấy cô gái này khá thú vị, rất tự nhiên. Được rồi, thực sự anh không thể xác định khi nào thì rảnh, nhưng mà anh đáp ứng em trong kỳ nghỉ hè này nhất định sẽ đến Bình Xuyên. Quân tử nhất ngôn. Anh cũng không phải quân tử gì cả, anh chỉ là con sói muốn ăn tiểu bạch thỏ thôi. Andy, ở đây chắc tác giả chơi chữ vừa muốn ăn thịt thỏ vừa ám chỉ đôi tuyết lê.
Triệu Quốc Đống cũng làm một cái mặt quỷ. Bằng hữu đến thì có rượu ngon, lang sói đến thì có súng săn. Vừa ngâm Hàn Đông vừa chống nạnh, tư thế trông khá oai hùng, hiên ngang. Được rồi, chúng ta đang tập diễn kịch sao? Hai người đều cùng cười giòn tan. Đúng rồi, lúc mới đến vừa nãy em thấy anh mặt mày cao có phải gặp việc khó gì hay không? Hàn Đông đứng dậy vừa lật xem đống sách trong cái tủ lỗi thời vừa thuận miệng hỏi. Đúng vậy, đang gặp việc khó. Cái gì vậy? Thiếu tiền. Triệu Quốc Đống cũng nói kiểu nửa đùa nửa thật. Thiếu tiền, anh cần tiền làm gì? Hàn Đông, em nói chuyện thật thú vị, thời buổi này nếu không có tiền thì có thể sống được sao? Ăn mặc ngủ nghỉ, có loại nào mà không cần tiền không? Hay là sinh viên đã đi ra xã hội một bước, hủy bỏ tiền, các thủ sở nhu rồi? Andy, cái câu các tận sở năng, các thủ sở nhu là câu nguyên bản của Marx. Có nghĩ là làm cho hết những việc mà tài sức mình làm được hưởng hết thảy những thứ mình cần dùng. Mồm mép bớt láo lỉnh đi, em đang nói nghiêm chỉnh đó. Hàn Đông có hơi tức giận. Ha ha, thật sự là thiếu tiền, không lừa em đâu, anh đang cân nhắc xem tới đâu tìm tiền đây, xem là nên cướp ngân hàng hay là bán máu nhỉ. Nửa câu đầu thì nói nghiêm chỉnh, nửa câu sau lại đùa giỡn, thấy Hàn Đông giận trợn ngược mắt lên thì Triệu Quốc Đống mới vội vàng nghiêm mặt nói. Nói đùa đó, đang cần một khoản tiền nhưng chưa đến mức bị ép tới đường cùng. Anh cần bao nhiêu? Hàn Đông trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Em hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ em định cứu tế anh à? Triệu Quốc Đống nhíu mày. Nếu anh thực sự cần tiền mà số lượng không lớn thì em có thể cho anh mượn. Hàn Đông nhìn thẳng hai mắt Triệu Quốc Đống như muốn nhìn thấu tâm can hắn vậy. Do dự một lúc, Triệu Quốc Đống mới từ từ nói. Hàn Đông, tiền của em từ đâu mà có? Em cũng gần như anh, đều mới vừa công tác. Hừ, em vừa mới đi làm thì cũng không có nghĩa là không có tiền, cũng không phải là tặng cho anh thì anh xấu hổ gì. Hàn Đông liếc nhìn Triệu Quốc Đống một cái nói. Cần bao nhiêu? 5.000 thôi. Triệu Quốc Đống nghĩ một chút nói. 5.000, em còn tưởng thiếu nhiều, 10.000 có đủ hay không? Sự rộng rĩa của Hàn Đông khiến Triệu Quốc Đống chấn động. Phải biết rằng thời này mặc dù vạn nguyên hộ 10.000 nhân dân tệ, mặc dù không phải danh từ mới mẻ gì nhưng tùy tiện đưa 10.000 cho một bạn mà quan hệ chưa đến mức thân thiết thì loại chuyện này đúng là hiếm thấy. Triệu Quốc Đống cho là quan hệ giữa hắn và Hàn Đông miễn cưỡng có thể gọi là bạn. Andy, thuật ngữ vạn nguyên hộ chỉ những người có trên một vạn nhân dân tệ, là giấc mơ lớn của nhiều người Trung Quốc trong thập niên 1980. Hàn Đông, em chớ đi vào con đường xấu đó. Tiền mặc dù tới nhanh nhưng với điều kiện của em thì hoàn toàn có thể kiếm được. Triệu Quốc Đống tỏ vẻ không đành lòng. Triệu Quốc Đống, anh đúng là mồm chó không mọc được ngà voi. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi mà, anh cảm thấy Hàn Đông em rất rộng rãi đó. Dù có rộng rãi cũng không được đùa giỡn loại chuyện này. Hàn Đông lại liếc xéo Triệu Quốc Đống một cái. Ngày mai em về rồi sẽ gửi cho anh. 5.000 đủ rồi, đừng gửi hơn. Đương nhiên nếu em thật sự muốn gửi 10.000 thì anh cũng sẽ không gửi trả lại đâu. Triệu Quốc Đống ra vẻ vô lại. Ai, trong vòng 3 tháng sẽ nhất định trả lại cho em, nếu không anh sẽ bán mình gán nợ. Quyển 1, chương 44, kết bạn. 3 ngày sau một tấm giấy báo tiền gửi qua bưu điện được gửi tới đồn công an Giang Miếu, 6.000 đồng, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngay cả việc Triệu Quốc Đống dùng tiền làm việc gì mà Hàn Đông cũng không hỏi qua. Điều này khiến có Triệu Quốc Đống có thêm vài phần mong đợi về khí khái của cô nàng này. Số tiền 6.000 đồng đã tháo gỡ được sự khẩn cấp của Triệu Quốc Đống, sau khi tuyển thêm 10 công nhân thì lượng khai thác cát lập tức tăng lên gấp 2, 3 lần. Hơn nữa ban ngày mùa này dài hơn nên tính tích cực của nhóm công nhân tăng vọt hẳn, nhìn máy kéo nối đuôi nhau đến thì ai cũng hiểu rằng bãi cát này chắc chắn không lo nguồn tiêu thụ. Bốn nhóm công nhân còn bận tâm về việc không được nhận tiền lương thì giờ cũng yên lòng mà ra sức đào, sàng. Tháng 7 trôi qua tương đối bình thản, Triệu Trường Xuyên thi vào trường cao đẳng xong cũng bị Triệu Quốc Đống kêu đi trợ giúp Triệu Đức Sơn xử lý bãi cát. Có sự hỗ trợ của Triệu Trường Xuyên nên Triệu Quốc Đống cũng coi như được buông lỏng, so với Triệu Đức Sơn hấp tấp thì Trường Xuyên thận trọng hơn nhiều, một vài việc nhỏ vặt vãnh giao cho Trường Xuyên làm cũng khiến Triệu Quốc Đống yên tâm hơn. Triệu Quốc Đống cuối cùng cũng dành 2 ngày đi tới Bình Xuyên, dựa theo số điện thoại mà Hàn Đông lưu lại để liên hệ. Hai người đầy phấn chấn cùng nhau đi du lãm khu phong cảnh Tiểu Cố Sơn. Chẳng qua quan hệ giữa hai người tuy nhờ có chuyện này mà thân thiết hơn nhưng cũng không hề phát sinh chuyện như Triệu Quốc Đống tưởng tượng.
Triệu Quốc Đống cũng tự thấy xấu hổ vì đã đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình. Khổng Nguyệt cuối cùng cũng vẫn gọi điện thoại tới, chẳng qua giọng điệu thì dường như đã hoàn toàn quên mất tình cảnh ở thư viện ngày trước. Triệu Quốc Đống cũng biết ý giả vờ mất trí nhớ, nhờ cả hai đều cố ý lảng tránh nên đã bớt ảm đảm hẳn. Mọi chuyện tựa hồ cũng làm mọi người hài lòng, tuy trong lòng Lưu Mãnh vẫn luôn đề phòng Triệu Quốc Đống nhưng Triệu Quốc Đống lại chọn thái độ lảng tránh, nhượng bộ làm cho hắn cũng không tìm thấy con đường thích hợp để giải phóng. Bề ngoài Triệu Quốc Đống vẫn cứ Lưu Ca rất thân thiết nên Lưu Mãnh cũng chỉ đành nuốt khổ vào trong bụng. Khâu Nguyên Phong cũng đã thay đổi thái độ coi trọng một mình Lưu Mãnh như trước đây mà đã kéo Triệu Quốc Đống vào. Tuy nói Lưu Mãnh vẫn là cốt cán trong việc điều tra các vụ án nhưng qua cái gật đầu của Khâu Nguyên Phong thì việc điều tra và giải quyết các vụ án ở hai xã Đại Quan Khẩu và Thổ Lăng đều được Triệu Quốc Đống tiếp quản. Sự phân chia kiểu này đã thay đổi quyền lực về việc điều tra và giải quyết các vụ án hình sự trong toàn khu vực của Lưu Mãnh. Nhìn con đường xuất xưởng của nhà máy đã tiến vào giai đoạn kết thúc, đã được xếp đặt lại dọc theo đường đi, một con đường đỏ được xây mới dọc hai bên đường để phòng ngừa người đi xe đạp, xe máy ban đêm không chú ý đi lộn vào. Triệu Quốc Đống hít một hơi thật sâu vị không khí mặn mặn, hắn đã nhận được tin tức nhà máy đã chuyển phần lớn khoản tiền công trình cho công ty xây dựng, mà dựa theo hợp đồng ước định thì công ty xây dựng cũng sẽ phải kết toán số tiền cát cho bên cung cấp. Tính tình của Dương Thiên Bồi thì Triệu Quốc Đống cũng không rõ lắm. Mặc dù có Cổ Chí Thường ở giữa trung gian nhưng dù sao đây cũng là cuộc làm ăn giữa công ty xây dựng và bãi cát. Mà quan hệ giữa Dương Thiên Bồi với Cổ Chí Thường sâu đậm đến đâu thì không ai nói được chính xác, vì muốn mau chóng nhận được khoản tiền này nên Triệu Quốc Đống vẫn phải tính toán đường đi tiếp theo. 5.000 đồng cũng có thể coi là một khoản tiền không nhỏ, trong thời đại này hoàn toàn đủ để Viện Kiểm sát lập án điều tra, Triệu Quốc Đống cũng không rõ khẩu vị của Dương Thiên Bồi lớn đến đâu nên cũng đành phải thử tới cửa. Công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu chẳng những có không ít công trình ở thị trấn Giang Khẩu mà gần như là độc quyền xây dựng các công trình khổng lồ ở khu Giang Miếu và khu Hoa Liên. Bên trong khu Hoa Liên mặc dù cũng có sản xuất cát nhưng sản lượng không lớn mà chất lượng lại kém hơn bên Giang Miếu rất nhiều, cho nên gần như là cát đều vận chuyển từ bên Giang Miếu qua. Nếu như có thể quan hệ thân thiết với Dương Thiên Bồi thì dù lúc này có mất ít máu thì Triệu Quốc Đống cảm thấy cũng đáng. Việc làm ăn của bãi cát đã đi vào quỹ đạo. Ngoại trừ công trình trong nhà máy, công trình sân thể dục tiểu học tại trung tâm xã Thổ Lăng cũng bắt đầu thi công sau kỳ nghỉ định kỳ tháng 7. Điều này cũng bảo đảm giai đoạn sau của công trình trong nhà máy không lo thiếu cát. Sau này bãi cát cũng lại tìm được một nguồn tiêu thụ không tồi khác. Bữa cơm này Triệu Quốc Đống cũng không an bài trong huyện hay thành phố mà lựa chọn một trạch viện nông gia ở xã Đại Quan Khẩu, bên ngoài là một đập nước nối liền dòng Ninh Giang. Ba người đội mũ rơm cùng với ba cái cần câu khiến cho Dương Thiên Bồi và Cổ Chí Thường đều hứng thú tràn trề, thời gian nhanh chóng trôi qua đến trưa. Bữa cơm này cũng hoàn toàn mang hương vị nông thôn, lươn đồng, cá quả, cộng thêm một con ba ba, toàn món ngon khoái khẩu kết hợp với một lọ rượu ngũ lương dịch khiến ba người uống thỏa thê. Triệu Quốc Đống cũng không cố ý mời rượu, điều này ngược lại khiến Dương Thiên Bồi và Cổ Chí Thường cảm thấy Triệu Quốc Đống đáng để kết giao. Chú em, không nói gì khác. Tôi biết hôm nay cậu mời là có ý gì, tôi vốn cũng từ nhân viên thi công mà đi lên, 10 năm gặp cũng không ít nên tin là ánh mắt mình không nhìn lầm người. Nếu cậu cảm thấy lão Dương tôi là bằng hữu thì cũng đừng lấy thứ trong túi ra nữa. Bằng hữu kiếm được tiền tôi cũng vui thay, ngày mai tôi sẽ bảo bên tài vụ thanh toán, đến lúc đó người anh em của cậu đến kết khoản là được. Dương Thiên Bồi cơm nước no nê tới mức ợ một cái, xua tay không để Triệu Quốc Đống có cơ hội nói chuyện. Chú em! Con người tôi nhìn người, nhận chuẩn là bằng hữu, đừng nói gì khác. Cậu còn trẻ, sự nghiệp vừa mới cất bước, chỗ cần dùng tiền còn nhiều, tiết kiệm được ít nào hay ít đó. Mặt khác, công trình tu sửa đường bên Hoa Liên của công ty xây dựng số 2 cũng sắp bước vào giai đoạn thi công, nếu có hứng thú thì bên cậu cũng có thể đưa cát lại đây, chẳng qua phí vận chuyển có khả năng sẽ cao hơn một chút. Triệu Quốc Đống thực sự nhìn Dương Thiên Bồi trước mắt mà không hiểu được. Phải nói rằng mình tuy là một cảnh sát nhưng với thân phận của Dương Thiên Bồi thì cho dù là có chuyện cũng không cầu đến đầu mình, có lẽ ngay cả nhân vật như Hà Phượng Tường và Khâu Nguyên Phong thì cũng không có qua lại. Dương ca, tôi không nói gì khác, có một số việc huynh đệ sẽ mai ghi nhớ trong lòng. Triệu Quốc Đống cũng lời ít ý nhiều, không hề dài dòng dây dưa gì cả. Cổ thúc, được như này cũng đều là dựa vào sự hỗ trợ của thúc, cháu cũng xin cảm tạ luôn tại đây. Quốc Đống. Chúng ta đều là người trong nhà máy, không cần phải khách sáo như thế, bao năm qua lão Dương nhìn người đều rất chuẩn, hắn có thể nhìn chúng cậu thì chắc không sai. Cổ Chí Thường cũng có vẻ rất bình tĩnh.
Tiểu Phong và Tiểu Âu nhà tôi cũng đều không hiểu biết lắm, có thời gian thì cậu gõ bọn chúng nhiều một chút. Cổ Thúc yên tâm, bản chất Tiểu Phong không xấu, chỉ là do còn trẻ tuổi nên nhất thời chưa hạ quyết tâm, biết đâu chờ tầm 2 năm nữa có khi lại hồi tâm thì tốt rồi. Triệu Quốc Đống mỉm cười trả lời. Ai, Tiểu Phong có thể được một nửa cậu thì tôi cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Cổ Chí Thường cười khổ lắc đầu. Được rồi, lão cổ, con cháu ắt có phúc của con cháu, là cha mẹ cứ tận tâm là đủ rồi. Dương Thiên Bồi đứng dậy. Đi thôi, lão cổ, để xem nước cờ của ông có tiến bộ hay không. Một bữa cơm mà cả chủ lẫn khách đều hoan hỉ, cây tử đằng dày đặc trong tiểu viện nông gia giúp ngăn cách thời tiết oi nóng ở bên ngoài. Một chiếc bàn trà bằng đá lại vừa khéo trở thành nơi đánh cờ cho Dương Thiên Bồi và Cổ Chí Thường. Triệu Quốc Đống cũng có biết qua về cờ vây, tuy rằng không được tinh thông như cờ vua nhưng có thể cảm nhận được hứng thú, ngồi bên cạnh hai người quan chiến cuối cùng bình luận một phen lại càng làm cho hai người Dương Cổ cảm thấy hợp nhau. Lão Đặng chủ nhà bê hai quả dưa hấu tới, thịt dày nước nhiều, thơm ngọt ngon miệng, cắt thành từng miếng đưa lên, vừa ăn dưa hấu vừa đánh cờ, ba người đúng là trải qua một buổi chiều vô cùng khoái trá. Quyển 1, chương 45, thùng thứ nhất. Triệu Quốc Đống vừa về đến nhà thì Triệu Đức Sơn liền lao tới với vẻ mặt hưng phấn giống như khỉ bị đốt đuôi, còn Triệu Trường Xuyên cũng hưng phấn tới mức hai mắt sáng long lanh. Xong chưa? Rồi, anh có biết bao nhiêu không? Có lẽ là cảm thấy để chỗ nào cũng không an toàn nên Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên lấy được tiền liền cứ ở nhà coi chừng, cũng không dám để những người khác ở trong nhà biết. Hứa Tú Cần thì lại hết sức buồn bực khi thấy hai anh em cứ ru rú trong nhà không ra khỏi cửa. Trông bộ dạng của hai đứa các em kìa, không phải là mấy vạn đồng sao? Triệu Quốc Đống uể oải dựa vào thành giường. Anh, đây là hơn 30.000 đồng đó, bố chúng ta không ăn không uống làm suốt 10 năm mới được đó. Triệu Đức Sơn gần như là muốn hét lên, Triệu Trường Xuyên xưa nay không nói nhiều cũng nói phụ. Anh! Có thể kiếm tiền như vậy thì ai còn đi đọc mấy cuốn sách chó má gì gì đó chứ? Vô dụng. Triệu Quốc Đống vừa nghe xong liền nổi giận. Tầm nhìn hạn hẹp, chỉ mấy vạn đồng mà đã khiến ánh mắt hai đứa mù cả rồi sao? Không đọc sách thì cả đời này hai đứa cũng chỉ có thể đi đào bới đất cát mà ăn thôi. Không đọc sách thì sao anh có thể kết bạn được những người bằng hữu này, dựa vào làm công việc này chắc, người ta dựa vào cái gì mà giúp hai đứa kiếm tiền? Ngu xuẩn. Thấy Triệu Quốc Đống thật sự nổi giận, Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên đều ỉu xìu, không dám mở miệng nói. Mấy vạn đồng tính là cái gì? Có cái này mới quan trọng hơn. Triệu Quốc Đống chỉ vào đầu của mình. Không có đầu óc thì có tiền cũng chỉ là chuyện trong chốc lát, chỉ có cái này mới có thể bảo đảm em kiếm được tiền suốt đời này, mà kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống sẽ càng tốt đẹp. Thấy hai đứa em đều không lên tiếng. Triệu Quốc Đống cũng biết lúc này muốn để hai đứa hiểu được ngay lập tức đạo lý nhìn như đơn giản mà kỳ thật rất thâm ảo này thì không có khả năng, liền hạ giọng nói. Chỗ này có bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 38.640 đồng. Triệu Đức Sơn vội vàng mở tờ giấy báo ra, ba cuộn tiền loại 100 tệ màu xám và một cục tiền loại 50 tệ màu xanh dồn lại cùng một chỗ, ngoài ra đại khái còn hơn 3.000 tiền giấy phân tán. Ừ, lấy hơn 8.000 đồng ra, gói riêng 30.000 lại. Triệu Quốc Đống ra hiệu bảo Triệu Đức Sơn cất kỹ số tiền đó. Bắt đầu từ ngày mai phải thường xuyên đi trông nom bãi cát, em đã làm cùng Đức Sơn lâu như vậy thì hẳn là hiểu vận hành như thế nào rồi chứ. Thích, biết đại khái, nhưng... Triệu Trường Xuyên đang há to mồm thì thấy Triệu Đức Sơn nháy mắt một cái, còn chưa kịp nói chuyện thì liền bị Triệu Quốc Đống cắt ngang. Đức Sơn thì anh đã có an bài khác cho nó, tạm thời nó sẽ không quản lý chuyện bãi cát. Ừ. Công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu đã sắp hoàn thành công trình nhà máy, giờ chỉ còn bên xã Hắc Thạch là dùng cát của chúng ta, chẳng qua số lượng mà bên đó dùng còn kém xa công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu, cao điểm một ngày chỉ trên dưới 1/3. Triệu Trường Xuyên rất cẩn thận, sản lượng khai thác và tiêu thụ mỗi ngày đều ghi chép cẩn thận. Anh, có nên để một vài công nhân trở về hay không? Hoặc là rút ngắn thời gian làm việc buổi tối của bọn họ lại? Không cần. Công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu lại có một công trình tu sửa đường bên Hoa Liên, cho dù Hoa Liên có nguồn cung cấp cát bản địa nhưng chúng ta cũng có thể cung cấp một phần, đoán chừng dung lượng không sẽ không nhỏ. Trước tiên em cứ chuẩn bị cung ứng vật tư, lo trước khỏi họa. Triệu Quốc Đống chỉ tay nói. Nhớ kỹ, phải làm tốt quan hệ với nhân viên phụ trách công ty xây dựng số 2, cần chi tiền thì cứ chi. Triệu Đức Sơn nghe xong liền thèm thuồng. Anh, em sẽ làm gì đây?
bắt đầu từ ngày mai em sẽ tới Ando, thuê một căn phòng ở gần Miếu Ngưu Vương, ở yên chỗ đó. Thành phố Ando, Miếu Ngưu Vương, thuê phòng, làm gì, anh, em ở đó làm gì? Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên đều ù ù cạc cạc. Ít nói nhảm đi, nghe kỹ cho anh. Triệu Quốc Đống trừng mắt rồi lấy lại cảm xúc nói. Thị trường cổ phiếu Miếu Ngưu Vương đã có chút manh mối, việc làm ăn khá sôi động, anh đoán sang năm còn có thể thịnh vượng hơn, đây là một cơ hội kiếm tiền hiếm thấy. Cổ phiếu, anh, ý anh là muốn để em đến đó làm gì? Em không hiểu, nghe nói thứ đó chỉ là những tờ phiếu, có giá trị 1-2 ngàn đồng, ngộ nhỡ không ai muốn thì không phải biến thành đống giấy vụn sao? Triệu Đức Sơn lập tức nhảy dựng lên, theo hắn thấy thì đây là việc thả tiền xuống nước. Không hiểu thì em không học chắc, 30 ngàn đồng này em mang tới Ando, trong vòng 3 ngày em phải lấy ra được giá tất cả cổ phiếu trên thị trường cho anh, ghi lại từng cái, đồng thời còn phải xem mỗi ngày có thay đổi gì hay không, sau đó gọi điện thoại nói cho anh biết. Triệu Quốc Đống biết mình thực chất có thể tự đi làm nhưng hắn muốn rèn luyện Triệu Đức Sơn một chút, thằng này tính tình cẩu thả, nóng nảy, phải kèm cặp cho tốt mới được. Anh, có thể hoán đổi được hay không, để Trường Xuyên đi làm cái này còn em quản lý bãi cát. Triệu Đức Sơn cực kỳ buồn bực, biết rõ Triệu Quốc Đống sẽ không đồng ý nhưng vẫn cứng đầu phản kháng. Đừng có nhiều lời, chuyện này không thể thương lượng. Triệu Quốc Đống cắt lời Triệu Đức Sơn, trầm giọng nói. Trong vòng nửa năm, anh muốn biến 30 ngàn đồng này thành 300 ngàn. Đức Sơn, em sẽ là người làm chứng. 300 ngàn, Triệu Đức Sơn có cảm giác tai mình lùng bùng như nghe lầm, hắn khó khăn lắm mới nuốt được ngụm nước bọt. Hôm nay số tiền 30 ngàn này đã khiến tư tưởng của hắn bị chấn động chưa từng có, còn con số 300 ngàn mà anh hai nói thì hắn ngay cả nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ, hơn nữa còn nói mình là người làm chứng, mình có thể được không? Triệu Trường Xuyên cũng nhìn người anh trai của mình với ánh mắt không dám tin, hắn biết anh hai mình không đơn giản nhưng tiền không phải là thứ muốn biến nhiều là nhiều ngay, chỉ có điều nghe thấy giọng điệu kiên định của anh hai thì trong lòng hắn lại vừa thấy khiếp sợ trộn lẫn vui sướng. Đừng nhìn anh với ánh mắt đó. Anh nói trước với hai đứa, làm chuyện gì cũng phải động não, cố gắng học tập nhiều vào. Đức Sơn, Trường Xuyên, sự nghiệp của chúng ta giờ mới bắt đầu, đọc sách mới là trọng yếu, thực tiễn cũng quan trọng, chúng ta đang đứng trong một thời đại hoàng kim thì vì sao không thể làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn chứ? Ánh mắt của Triệu Quốc Đống tràn đầy tự tin và hy vọng, cơn sóng Nam Tuần của Đặng Tiểu Bình đã len lỏi vào mọi ngõ ngách đại lục Trung Quốc, tỉnh An Nguyên cũng không ngoại lệ, kinh tế phát triển cũng theo đó mà lên. Andy, năm 1992, 14 năm sau khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, ông đã thực hiện cuộc Nam Tuần xuống miền Nam sông Dương Tử. Lúc ở đó, ông đã thốt to lên từ nổi tiếng, cai phang, mở cửa, sau đó Trung Quốc bắt đầu mở mang kinh tế xã hội và trải qua một thời kỳ tăng trưởng kinh tế của mình một cách ngoạn mục. Triệu Quốc Đống đã nghĩ rất nhiều cách làm thế nào để nắm bắt thời cơ để trở thành lộng triều nhi của thời đại. Không cầu nổi danh hậu thế nhưng ít ra cũng có thể khiến vận mệnh cuộc đời của mình trở nên sáng lạn, thế mới không phụ dị năng mà trời xanh đã ban cho mình. Andy, lộng triều nhi là người vui chơi bằng cách bơi thuyền ngược dòng nước thủy triều, ám chỉ người lãnh đạo tiên phong. Nguyên lai, kể từ đường triều đến nay, người dân Giang Nam đã hình thành phong tục đạp lãng lộng triều. Vô số nam thanh niên đến xem thủy triều hôm nay, tay cầm cờ nhiều màu sắc ngược dòng nước mà lên, giữa con nước triều cuồn cuộn đạp sóng lớn nghịch hải lưu. Dùng việc ấy để thể hiện bản lĩnh cùng dũng khí của chính mình. Về sau, càng lúc càng hình thành các cuộc tỉ thí mang tính chất đua tranh nhiều hơn, người có thể lui khỏi đầu sóng nhưng vẫn bảo trì cờ xí trong tay không bị thấm ướt, sẽ là người chiến thắng, có thể giành được hoa hồng tiền thưởng do các hào phú lâm an tài trợ. Cánh phụ nữ lại lấy làm vinh hạnh khi được gả cho lộng triều nhi. Hơn 4.000 đồng biến thành một cái máy nhắn tin khiến Triệu Quốc Đống có phần đau lòng. Cũng không xót xa vì tiền mà chỉ vì nghĩ đến sau này loại máy này trở thành thứ đồ cho không cũng không ai lấy. 4.000 đồng này thật sự hao phí không đáng giá, nhất là trong thời điểm tài chính đối với mình cực kỳ trọng yếu. Chẳng qua có nhiều thứ không phải dùng tiền có thể so đo được, tặng một chiếc máy nhắn tin làm quà sinh nhật cho Đường Cẩn có vẻ rất ý nghĩa, nó giống như một sợi dây thường buộc hắn và Đường Cẩn lại cùng một chỗ. Triệu Quốc Đống cứ nghĩ đến cảnh Đường Cẩn nhận được chiếc máy nhắn tin thì đôi má lúm đồng tiền lại xuất hiện đầy hưng phấn và hạnh phúc là hắn lại cảm thấy tất cả đều đáng giá. Xưa kia có Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu, mình hao phí 4.000 đồng để chiếm được niềm vui bạn gái, biết rõ vài năm sau thứ đồ này biến thành rác rưởi mà vẫn phải giả bộ dâng tặng hai tay đầy thành kính. Andy,
sự tích Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu tương đương Chu U Vương đốt lửa hiệu dỡn các nước chư hầu. Chu U Vương rất sủng ái người đẹp Bao Tự. Bao Tự rất ít khi cười. U Vương tìm mọi cách để làm Bao Tự cười nhưng đều không thành. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Theo lời Quốc công Thạch Phủ, Chu U Vương sai đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để cho Bao Tự cười. U Vương làm theo. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn vội vã mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U Vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Song U Vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc. Từ lần Bao Tự cười, U Vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lừa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu. Sau đó không lâu, Chu U Vương muốn lập Bao Tự làm hoàng hậu, lập con trai của Bao Tự làm thái tử. Để đạt được mục đích này, Chu U Vương phế truất hoàng hậu và thái tử. Bố của hoàng hậu là nhà vua nước Thân, được tin con gái mình bị phế truất, hết sức tức giận, và liên lạc ngay với những nước khác, dẫn quân đội tấn công nhà Chu. Chu U Vương vội vã ra lệnh đốt lửa truyền tin cho các chư hầu. Nhưng các chư hầu đã không còn tin ở Chu U Vương nữa, dù khói lửa không ngừng, cũng không có một chư hầu nào đến cứu viện. Rất nhanh, kinh đô nhà Chu bị đánh chiếm, Chu U Vương bị giết, Bao Tự bị bắt, Chu diệt vong. Là Tây Chu, sau đó đến thời Đông Chu. Quyển 1, chương 46, buồn. Quốc Đống, anh điên rồi sao mà lại mua thứ này? Đường Cẩn vui mừng kêu lên, chiếc máy nhắn tin hiện chữ tiếng Trung này rất đắt, trưởng phòng cô vừa mua một cái. Một nữ đồng nghiệp trong phòng cô cũng mua một cái. Chẳng qua chồng người ta là phó giám đốc bưu điện huyện, không thể so sánh được mà. Nhưng Triệu Quốc Đống sao lại mua thứ này cho cô? Tiểu Cẩn, sao thế em? Không phải chỉ là một máy nhắn tin thôi sao? Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống, thứ này hơn 4.000 tệ mà. Anh không thể có nhiều tiền như vậy mà. Em không cần. Đường Cẩn vừa tức vừa khẩn trương. Cô biết điều kiện gia đình nhà Triệu Quốc Đống. Hắn căn bản không thể có nhiều tiền như vậy mà mua thứ này. Triệu Quốc Đống mới đi làm có một năm thì sao có thể kiếm được mấy đồng. Tuy nói quan hệ của hai người trong thời gian này hơi nhạt đi, nhưng Đường Cẩn không muốn thấy Triệu Quốc Đống vì vậy mà lạc đường. Tiểu Cẩn, em yên tâm, tiền này anh có được một cách chân chính. Em thấy anh là người vì chút tiền mà đi mạo hiểm sao? Triệu Quốc Đống cũng thấy hai tuần không gặp khiến quan hệ của hai người có chút thay đổi. Một tia miễn cưỡng trong mắt Đường Cẩn làm hắn có cảm giác rất không hài lòng. Vậy anh nói cho em biết anh kiếm tiền từ đâu, đừng bảo với em là nhà cho anh tiền đó. Đường Cẩn lạnh nhạt nói. Có phải nếu anh nói tiền mua máy không có vấn đề, em sẽ nhận không? Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, hắn cố làm mình bình tĩnh lại nhưng hắn lại thấy tuyệt vọng. Vẻ ngoài của cô đã lộ một vài thứ mà người ta không biết. Anh nói cho em biết tiền anh kiếm từ đâu. Đường Cẩn do dự một chút rồi nói. Được, em trai anh mở một bãi cát ở Giang Miếu, anh liên hệ giúp cậu ấy. Mấy tháng qua lãi được vài chục ngàn, anh muốn mua một máy nhắn tin thì chắc không vấn đề gì chứ. Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào đôi mắt của Đường Cẩn, trước đây nó chan chứa tình cảm vậy mà bây giờ. Em trai anh làm bãi cát từ bao giờ? Đường Cẩn có chút không tin, mấy chục ngàn nói thì dễ nhưng một tháng lương của Triệu Quốc Đống là bao nhiêu? Không đầy 200 tệ. Một năm tính cả tiền thưởng thì cũng không quá 4.000 tệ. Mấy tháng kiếm được vài chục ngàn, vậy làm như thế nào? Như vậy mấy năm không phải thành triệu phú sao? Không lâu sau khi anh đến đồn công an Giang Miếu, Triệu Quốc Đống có chút đau lòng, xem ra có một số việc đã xảy ra. Mặc dù hắn cố gắng muốn ngăn điều đó diễn ra nhưng cuối cùng quy luật khoa học vẫn không thay đổi theo ý hắn. Chẳng qua hắn bây giờ nên toàn lực ngăn cản, hay là cứ thuận theo tự nhiên? Triệu Quốc Đống đột nhiên cũng không dám xác định. Khai thác cát có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Đường Cẩn vẫn không tin. Có tin hay không thì do em. Anh mua máy rồi, coi như quà sinh nhật của em, anh không thấy có gì không đúng cả. Triệu Quốc Đống nói với giọng bực bội. Nhưng phòng em chỉ có trưởng phòng mới có máy nhắn tin. Đường Cẩn do dự một chút. Thứ nhất do máy nhắn tin này rất đẹp, thứ hai là cô không tiện từ chối ý tốt của Triệu Quốc Đống. Nhưng nếu nhận quà này của Triệu Quốc Đống thì... Hừ, được tặng chứ không phải ăn trộm mà, chẳng lẽ như vậy cũng hạn chế? Triệu Quốc Đống hừ một tiếng đầy khinh thường. Vậy thì em nhận.
Đường Cần có chút xấu hổ nhận máy nhắn tin, cô nghịch nghịch trong tay. Hai tay cô ấn vào một bên nút, máy nhắn tin liền hiện ra khỏi vỏ, rất tiện. Triệu Quốc Đống cũng có chút vui vẻ, thằng kia có lẽ chưa chính thức cưa đổ Đường Cần, chẳng qua theo hắn thấy thì đã rất nguy hiểm, nếu hắn cứ để mặc thì Đường Cần rơi vào tay đối phương là sớm hay muộn. Lịch sử đã có thay đổi một chút, trong mơ thì bây giờ Đường Cần đã chính thức dựa vào lòng thằng kia, căn bản không nhận quà gì của hắn. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống thấy vẫn còn hy vọng. Triệu Quốc Đống khẽ cầm tay Đường Cần rồi nhẹ nhàng nói. Tiểu Cần, đừng không tin vào anh như vậy. Điều về quận An Đô cũng không còn xa nữa đâu, cũng không phải không thể thực hiện được. Anh tin chỉ cần chúng ta tin tưởng thì sẽ đi được đến cùng. Đường Cần ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt mê man, cuối cùng đã bị ánh mắt của Triệu Quốc Đống khuất phục và chấp nhận cho hắn hôn lên đôi môi anh đào của cô. Đường Cần đúng là chịu áp lực rất lớn. Tương Vĩ Tài không biết từ đâu mà biết tình hình bạn trai của cô ở Giang Khẩu. Y chẳng những không chịu buông mà còn tăng thêm mức độ tán tỉnh. Gần như hôm nào Tương Vĩ Tài cũng gọi đến thăm hỏi, hết giờ làm buổi chiều lại đến đón cô. Tương Vĩ Tài không mời cô đi ăn cơm lại mời cô đi dạo, đi công viên. Mặc dù Đường Cần không ngừng từ chối nhưng vẫn không thể làm mất mặt Tương Vĩ Tài quá đáng. Cô thường cùng đồng nghiệp nhận lời mời cùng đi ăn của Tương Vĩ Tài. Ngay cả Đường Cần cũng không biết mình có thể chống cự lại được bao lâu. Đồng nghiệp đều khuyên cô thực tế một chút, từ công an huyện Giang Khẩu muốn điều lên mấy phân cục gần thành phố là điều không thể. Tương Vĩ Tài lại có điều kiện gia đình tốt như vậy, lại yêu cô như vậy, hai người đúng là một cặp trời sinh. Nhất là khi bố mẹ cô biết chuyện thì nói rõ không chấp nhận chuyện của cô và Triệu Quốc Đống. Dù Triệu Quốc Đống có thể lên quận An Đô hay không thì bố mẹ cô cũng không chấp nhận. Theo bọn họ thấy thì điều kiện gia đình hai nhà không xứng với nhau. Tốt nhất là cô chia tay với Triệu Quốc Đống và yêu Tương Vĩ Tài. Đường Cần đúng là sắp bị mức độ tán tỉnh cực mạnh của Tương Vĩ Tài mà rơi vào lòng y. Bây giờ bố mẹ cô lại kiên quyết phản đối như vậy, cô đúng là có suy nghĩ chia tay với Triệu Quốc Đống. Áo nhanh chóng bị vén lên, núm vú đỏ hồng bị Triệu Quốc Đống gậm lấy, váy cũng đã lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Hai cơ thể trần truồng ôm nhau trên giường. Mặc dù trời chưa tối hẳn nhưng hai người như cảm nhận áp lực trong lòng đối phương, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Tiếng rên rỉ quen thuộc của Đường Cần một lần nữa đã vang lên bên tai Triệu Quốc Đống. Đến khi gần 10 giờ tối thì Triệu Quốc Đống mới mềm nhũn nằm trên giường. Đường Cần nghỉ một lúc thì mới đứng dậy mặc quần áo và chải lại tóc. Nhưng hai má cô đỏ ửng lộ rõ sự thỏa mãn sau khi được ân ái. Quốc Đống, bố mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi. Đường Cần nằm trong lòng Triệu Quốc Đống, chấp nhận cho tay hắn sờ sờ ngực cô. Ồ, bố mẹ em có thái độ như thế nào? Triệu Quốc Đống đã biết rõ chuyện này nhưng vẫn hỏi. Còn có thể như thế nào nữa? Kiên quyết phản đối. Vì sao? Vì anh ở huyện nên không có tương lai ư? Bố mẹ nói chúng ta cách nhau quá xa nên không thể ở bên nhau. Đường Cần thở dài một tiếng. Bố mẹ cô nói rất khó nghe. Nói điều kiện gia đình Triệu Quốc Đống kém, lại ở huyện. Không có quan hệ, không có tiền thì sao có thể lên thành phố. Mà điều kiện gia đình Tương Vĩ Tài lại tốt như vậy, người ta lại có tương lai, vậy chọn ai thì không cần lo lắng. Nhưng tình cảm có thể nói bỏ là bỏ được ngay sao? Đường Cần có chút buồn, Quốc Đống gì cũng tốt nhưng bị phân công công việc về Giang Khẩu thì gần như rất ít cơ hội lên quận An Đô. Nếu hai người lấy nhau thì cách mấy chục km, hơn nữa có con thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ nói mấy chục km có thể chia cách tình cảm của chúng ta? Triệu Quốc Đống nhạy cảm phát hiện mâu thuẫn trong lòng Đường Cần nên nói. Tiểu Cần, bây giờ là thời đại biến hóa rất nhiều. Có lẽ vài năm nữa em phát hiện suy nghĩ bây giờ rất đơn giản. Không chừng chúng ta không làm cảnh sát nữa thì sao? Không làm cảnh sát thì anh làm gì? Đường Cần giật mình ngồi dậy. Quốc Đống, anh đừng có xúc động. Đừng nghĩ rằng mở bãi cát với em trai anh kiếm được chút tiền là quên đi tất cả. Làm kinh doanh có lúc được lúc thua, ai có thể nói rõ. Hơn nữa anh học trường cảnh sát, sau này ra ngoài chưa chắc đã tốt như anh nghĩ. Biết mà. Triệu Quốc Đống có chút ấm áp, Tiểu Cần vẫn yêu mình, lời này nói rõ ít nhất bây giờ cô vẫn suy nghĩ cho hắn. Anh chỉ ví dụ mà thôi. Chẳng qua Tiểu Cần, thời đại thay đổi rất nhanh, em không thấy bên cạnh chúng ta đã có nhiều điều biến hóa sao? Quốc Đống, anh đừng nghĩ nhiều quá, bây giờ điều kiện chưa cho phép, chúng ta có thể chờ mà. Đường Cần nói, chờ, anh rất tin vào em nhưng bố mẹ em có đồng ý không? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng,
Đường Cẩn là một cô gái hiếu thuận lại mềm yếu, ở vấn đề này hắn không biết mình thay đổi được không. Em cứ không đồng ý thì cuối cùng sẽ có biện pháp. Được rồi, chúng ta chờ xem vậy. Nhìn ánh mắt mê ly của Đường Cẩn, Triệu Quốc Đống không nhịn được hôn lên tai cô. Quyển 1, chương 47, cổ phiếu. Anh, em dựa theo ý của anh mà mua. Công ty Quang Lộ An Nguyên mua với giá gấp 1,2 lần giá gốc, bây giờ đã tăng lên thành 1,5 lần giá gốc và còn có thể tăng nữa. Còn cả công ty Thiên Đỉnh An Nguyên, mua với giá gốc, bây giờ tăng lên 1,3. Em đang mua hai loại này. Còn có cả công ty điện tử Kim Quang An Đô, bây giờ có giá chỉ bằng 0,8 giá gốc nhưng không ai mua, em cũng không dám mua. Lúc này Đức Sơn đã là người khá nổi tiếng ở khu chợ buôn bán cổ phần tại Miếu Ngưu Vương. Y đang nói rất sôi nổi với Triệu Quốc Đống, rất khó có thể tưởng tượng chỉ nửa tháng trước nó là thằng không hiểu gì cả. Ừ, điện tử Kim Quang thì đừng mua, đó là hàng chết. Dù nó rẻ như thế nào cũng không mua. Trong mơ Triệu Quốc Đống không rõ cuối cùng điện tử Kim Quang là như thế nào nhưng theo hắn nhớ thì công ty này rất suy sụp. Giấc mơ đâu có như những gì được ghi vào máy tính mà mọi thứ rõ ràng, hắn chỉ nhớ những ấn tượng chính mà thôi. Hả, em đang định chờ nó giảm thêm thì sẽ mua. Đức Sơn rất tin vào phán đoán của Triệu Quốc Đống nên không có ý kiến gì. Có những thứ không phải rẻ là có thể mua. Triệu Quốc Đống đi dọc theo đường ở Miếu Ngưu Vương, trên đường có không ít cửa hàng, từng tờ giấy viết các tên các công ty, chỉ người trong ngành thì mới hiểu được. Một số người lại đang ngồi xổm cầm mấy tờ giấy và không nói gì. Chẳng qua nếu có người đến hỏi thì lại nói liên hồi, sau đó mấy người đến chỗ yên tĩnh mà giao dịch. Tiền và giấy chứng nhận trao đổi nhau, rất nhanh chóng. Cũng thi thoảng có người cầm một tập giấy đi xung quanh giới thiệu, một tệ một tờ. Mấy loại cổ phiếu gần An Đô như Lam Sơn, Kiến Dương, Miên Châu, Nam Hoa đều có thể thấy ở nơi này. Triệu Quốc Đống và Đức Sơn tìm một quán cơm mà ăn, bên trong mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, nội dung trong đó đều nói về Thiên Đỉnh bên Kiến Dương bị mất giá, hoặc thép An Cương bên Nam Hoa lại tăng, thi thoảng có tiếng máy nhắn tin vang lên, khách liền mượn máy điện thoại của quán mà gọi về. Sau đó nói với những ngôn ngữ khá khó hiểu, toàn là ám hiệu. Anh, người vừa nghe điện vừa nãy nhất định là người bên Kiến Dương hoặc Miên Châu. Bọn họ trao đổi tin với nhau, như vậy có thể có phản ứng nhanh mà mua các loại cổ phiếu, kiếm được nhiều lắm. Đức Sơn rất hâm mộ mà nói. Đừng nghĩ nhiều làm gì, mày phải nhớ mấy loại cổ phiếu anh bảo mua thì càng thấp càng mua vào, nếu quá giới hạn anh nói thì không được mua, một tờ cũng không được mua. Triệu Quốc Đống biết sức hấp dẫn của việc đầu tư cổ phiếu đen này. Nhưng hắn đã ra lệnh cho Đức Sơn, chỉ mua không bán. Hắn biết cách mua và bán trao tay kiếm không ít, nhưng trên thực tế không bằng người giữ đến cuối cùng. Chỉ cần sang tháng 2, 3 của năm sau thì cổ phiếu sẽ vào thời kỳ đỉnh cao, lúc ấy bán hết số cổ phiếu trong tay thì lợi nhuận hơn xa bây giờ. Đức Sơn mặc dù khá ngứa ngáy trong lòng, nhưng Triệu Quốc Đống ra lệnh như vậy thì y không dám cãi lại. Huống chi cổ phiếu đúng là có nguy hiểm và không chắc chắn, vậy bây giờ cứ ngoan ngoãn theo lời ông anh mà làm là được. Trời tháng 10 bắt đầu mát, bây giờ là giữa trưa nên mặc dù khá nắng nhưng vẫn còn mát mẻ. Lưu Mãnh lúc này đã nhìn Triệu Quốc Đống đủ mệt, mấy vụ trộm xe đạp và mấy vụ án lừa gạt được y xử lý khá tốt. Bên bị hại còn đến trước đồn công an đốt pháo cảm ơn. Mà Triệu Quốc Đống cũng không chịu thua. Hai vụ án lưu manh đánh nhau ở xã Thổ Lăng đều bị Triệu Quốc Đống dẫn theo người của phòng an ninh xã bắt 12 tên tham gia vụ việc lại. Trong đó có hai tên chạy sang huyện Bình Xuyên cũng bị bắt. Đồng thời còn phá được vài vụ án các năm trước. Ngoài hai tên bị khởi tố, có ba tên bị đưa đi lao động công ích, bảy người còn lại bị đưa vào phòng an ninh nhốt vài ngày. Việc này làm xã Thổ Lăng chấn động mạnh, sức ảnh hưởng không thua gì biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Đại Quan Khẩu lúc trước. Người dân xã Thổ Lăng ngồi ở quán nước đều nói về cảnh sát Triệu. Người này sau khi xử lý xong Đại Quan Khẩu liền muốn nhằm vào đám lưu manh bên xã Thổ Lăng. Cả xã Thổ Lăng liền trở nên yên bình, ngay cả đám suốt ngày mượn rượu làm loạn cũng không thấy xuất hiện. Hai thôn của xã Thổ Lăng thậm chí còn viết thư cảm ơn gửi tới đồn công an Giang Miếu và công an huyện. Đảng ủy khu Giang Miếu tổ chức hội nghị quý ba theo thông lệ. Trong hội nghị không ngừng ca ngợi công tác trong nửa năm qua của đồn công an Giang Miếu. Nhất là chiến dịch phá án vừa rồi đã tạo được tiếng vang cho đồn, cho đảng ủy khu. Điều này làm Khâu Nguyên Phong rất hãnh diện với các lãnh đạo đảng ủy và lãnh đạo các xã, thị trấn, đầu ưỡn cao hơn bình thường một chút. Kinh doanh bãi cát đã đi vào ổn định, công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu cũng bắt đầu khởi công làm đường,
chẳng qua nguyên liệu chưa dùng đến mấy. Mấy công trình này duy trì liên tục trong nửa năm, nói cách khác trong vòng nửa năm bãi cát của Triệu Quốc Đống đã có mối tiêu thụ. Đây là chưa tính bên đại quan khẩu và xã Thổ Lăng cũng có người tới mua cát. Triệu Trường Xuyên cẩn thận hơn Đức Sơn nhiều, các công tác tính toán tiền lương và ghi chép ở bãi cát do nó xử lý. Một đám công nhân đều thích cậu thanh niên luôn tươi cười, lễ phép này. Đương nhiên đây cũng là do lúc trước Đức Sơn rất cứng rắn. Dùng cả mềm và rắn thì mới làm đám công nhân sợ. Theo Trường Xuyên đánh giá thì với việc kinh doanh bây giờ thì từng tháng có thể lãi được 5-6 ngàn tệ. Trạng thái này còn có thể duy trì liên tục đến sang năm khi công trình làm đường kết thúc. Nhưng biết đâu trong thời gian đó lại có công trình khác thì sao? Khai thác cát đúng là một kho báu không mất tiền, nhưng điều kiện chính là anh có quan hệ tốt và con đường tiêu thụ ổn định. Trên thực tế Triệu Quốc Đống không quá coi trọng việc kinh doanh này. Trong tương lai còn nhiều ngành kiếm tiền lớn hơn, nhưng đây lại là khởi nguồn tài chính của hắn, không thể sơ sót. Quan hệ giữa Triệu Quốc Đống với Cổ Chí Thường cùng Dương Thiên Bồi khá tốt. Ba người cứ một vài tuần lại tụ tập ăn uống nói chuyện. Triệu Quốc Đống cũng đã giúp một người bà con của Dương Thiên Bồi đến trại nông nghiệp làm. Đương nhiên đây là hắn nhờ Khâu Nguyên Phong, mặc dù chỉ tiêu ở cơ quan này ít nhưng không phải không có biện pháp. Quyển 1, chương 48, khiêu khích. Lễ hội ở xã Đại Quan Khẩu khá náo nhiệt, cứ mồng 1, 10 năm hàng tháng thì ở đây rất náo nhiệt. Mà ngày 15 tháng 8 năm nay lại càng náo nhiệt hơn. Trước và sau miếu đều có nhiều người, dân chúng mấy huyện xung quanh cũng kịp thời tới tham gia lễ hội. Các thứ đồ ăn vặt đều có, các cửa hàng bán đồ vàng mã bày đầy trước miếu, mấy đồ thủ công cũng được đưa ra bán. Ví dụ như tiền giấy, tượng. Đều khiến người đến miếu dừng chân lại xem, bánh trung thu ở đây thực ra lại không được chú ý nhiều như các chỗ khác. Triệu Quốc Đống dẫn theo Hồ Minh Quý, Đàm Khải chạy đến miếu thì đã là 10 giờ trưa. Nhân viên phòng an ninh đã sớm đến đây, La Trường Vinh bởi vì xã tổ chức hội nghị đảng ủy nên không đi được. Bên này chỉ có mình Triệu Quốc Đống chịu trách nhiệm. Cứ đến mồng 1, 15 thì ở xung quanh miếu đều có mấy tên trộm cắp đến hành nghề, đây là chuyện mà phòng an ninh xã Đại Quan Khẩu đau đầu nhất. Cứ đến mấy ngày này là có dân chúng khóc lóc đến phòng an ninh báo án. Tuy tổn thất không nhiều, bình thường chỉ là mấy chục tệ nhưng dân chúng cũng đau lòng. Cho nên phòng an ninh cứ gặp đợt này thì đều phải huy động hết người để cố gắng trấn áp đám ăn cắp. Khi còn ở đội cảnh sát hình sự, Triệu Quốc Đống đã theo một đồng chí kỳ cựu nửa tháng. Nửa tháng này chuyên môn đến mấy chùa miếu và chợ để theo dõi. Sau nửa tháng này làm Triệu Quốc Đống có nhiều thu hoạch. Cho nên mấy lần trước Triệu Quốc Đống cũng bắt được vài tên trộm. Triệu Quốc Đống cũng không làm khó bọn họ, để người phòng an ninh yêu cầu bọn họ đến đứng dưới cửa phía sau miếu, nghe dân chúng chửi bới, sau đó cũng làm cho dân chúng cảnh giác với đám người sống nhờ ăn trộm này. Chiêu này đúng là có hiệu quả khá cao, đám trộm quanh đây đều nhận ra Triệu Quốc Đống. Chỉ cần Triệu Quốc Đống vừa tới là đám này tự động biến mất, hoặc là ngồi trong quán nước uống cả ngày. Lâu dần việc này đã thành thói quen. Triệu Quốc Đống và Hồ Minh Quý đi tới quảng trường nhỏ phía sau miếu, đây là nơi đông người nhất. Mặc dù trời đã dần chuyển lạnh nhưng do dòng người khá đông nên cũng khiến hai người đổ mồ hôi. Mấy người quen thuộc rất nhanh cũng biến mất trong dòng người. Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ mình có thể ngăn hết bọn họ. Dù là ai cũng có quyền đến hội, không thể vì lúc trước người ta ăn trộm mà bây giờ cấm người ta tới. Triệu ca, hôm nay nghe nói rất náo nhiệt, hay là mua thứ gì đó. Hồ Minh Quý bây giờ đã rất thành thật đi theo Triệu Quốc Đống. Mấy tháng nay làm cho Hồ Minh Quý thấy được một nhân vật rất có năng lực. Ở đây có gì hay mà mua? Ha ha, anh nhìn mấy bức tượng làm bằng cỏ, che kia đi, được đó. Mua tặng bạn gái thì rất có ý nhắc. Hồ Minh Quý thi thoảng gật đầu và chào người quen đi qua. Ừ, vậy lát nữa đi xem sao. Triệu Quốc Đống không ngừng nhìn quanh. Rất nhiều người, từng khuôn mặt lướt qua. Nếu muốn tìm ra mục tiêu trong số này đúng là không dễ, xem ra về sân thì ổn hơn. Nửa tiếng sau Triệu Quốc Đống về vị trí cũ, hắn ngồi xổm trên một tảng đá và nhìn đám người qua lại. Hôm nay có vài tên biết điều mà tự rời đi. Nếu như cứ đi ngang qua trước mặt, Triệu Quốc Đống coi bọn chúng là muốn khiêu khích mình, như vậy nhất định phải trừng trị. Cũng may hiện tượng này không xảy ra. Ánh mắt Triệu Quốc Đống rất nhanh tập trung mục tiêu. Đây là ba nam. Một nữ, trong đó có hai người tuổi khá cao tầm hơn 30, ăn mặc cũng rất bình thường, cũng không có động tác gì lạ. Nhưng Triệu Quốc Đống ngửi ra được đây là mấy tên lão luyện. Cô gái kia khá đẹp, người cao gầy,
trên khuôn mặt trắng có đeo một chiếc kính râm chiếm gần nửa mặt, chiếc vòng trang sức kim loại lắc lư trước ngực, chiếc áo sơ mi trắng và mỏng bên ngoài lộ ra chiếc áo lót màu đen, cả người lộ rõ hơi thở cao quý mà quyến rũ. Về phần thanh niên còn lại thì mắt thi thoảng lóe ra và nhìn xung quanh, hơn nữa ngón tay không ngừng xoay chuyển. Triệu Quốc Đống không biết tên này muốn làm gì. Lễ bái ư, hình như không phải, mấy người này mặc đồ đắt tiền và đeo trang sức có lẽ bằng một năm tiền lương của hắn, nơi này có mục tiêu gì để bọn họ ra tay? Là người bán hàng hay là du khách? Nơi này được xây từ lâu nên hấp dẫn nhiều du khách, thậm chí có cả du khách từ tỉnh khác nghe danh mà tới. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng có mục tiêu đáng để mấy người này ra tay. Chẳng qua dù như thế nào thì Triệu Quốc Đống cũng không hy vọng trong khu vực mình phụ trách xảy ra chuyện. Dù đó là ai nếu dám can đảm khiêu khích hắn, vậy hắn sẽ không lùi bước. Du khách đi lại quanh sân trước miếu chủ yếu là người từ ngoài chứ không phải dân chúng xung quanh. Bọn họ thích xem các thứ đẹp mắt ở trước sân, ví dụ như tượng cỏ, giày cỏ, các bức tượng đá tinh xảo, các tác phẩm điêu khắc, mấy thứ làm bằng đất sét. Những thứ này đều đủ để người ta phải chú ý. Những này mặc dù bình thường không nhiều, nhưng hôm nay lại khác. Cứ đến Trung Thu hàng năm thì đều là kỳ lễ bái quan trọng nhất. Có không ít du khách bên ngoài lựa chọn thời gian này mà tới lễ bái. Bọn họ đến nhiều như vậy thì đúng là sẽ gây không ít phiền phức cho đồn công an Giang Miếu. Tử Hoa, Bảo Trọng Bình không nên gây chuyện, hai người bên kia là đám cảnh sát đó. Khi Triệu Quốc Đống lạnh lùng quan sát đối phương cũng nhận ra Triệu Quốc Đống. Ánh mắt sắc như chim ưng rình mồi nhìn chằm chằm làm bọn họ nhận ra thân phận của Triệu Quốc Đống. Đồng thời Triệu Quốc Đống cũng không hề có ý muốn giấu. Anh, ở xã nghèo này thì anh sợ gì chứ? Cảnh sát thì có thể làm gì? Chủ yếu là đám rượu chè bê tha, Trọng Bình chẳng qua chỉ là đi chơi một chút và thử tay mà thôi. Người đàn ông khác lạnh nhạt nói. Không, chỉ sợ cậu nhìn nhầm. Tên kia không đơn giản đâu, hắn đang cảnh cáo chúng ta. Cậu có chú ý thấy không? Hắn còn cố ý lộ còng tay ra đó. Người đàn ông đeo kính mắt hơi lớn tiếng nói. Vậy thì sao chứ, có giỏi thì hắn đi bắt Trọng Bình đi. Huy ca, sao đến xã cho thoải mái mà lại lo lắng như vậy? Cô gái trêu chọc mà nói. Sợ chết đuối ở mương sao? Hừ, người càng lão luyện càng nhát gan, đây là câu kinh điển nhưng lại là danh ngôn chí lý. Người đàn ông đeo kính lớn tiếng nói. Bảo Trọng Bình về, đừng gây chuyện. Quyển 1, chương 49, giao tranh. Triệu Quốc Đống đã động, hắn chú ý đến tên thanh niên kia, tên này đi lại trong dòng người, bước chân rất nhẹ, động tác linh hoạt đúng là người lão luyện. Chẳng qua thấy như thế nào cũng không phải người kiếm ăn nhờ nghề này, hoặc là nói không nên xuất hiện ở mấy khu như thế này. Một người đàn ông ăn mặc khá bình thường không hề chú ý đến thanh niên đi sát qua bên mình. Y đang nhìn quanh như tìm gì đó. Tên thanh niên giả vờ lảo đảo khom người, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường và vội vàng rời đi. Triệu Quốc Đống đã chắn trước mặt đối phương. Lấy ra. Gì cơ? Thanh niên ra vẻ tức giận. Trong mắt lộ ra một tia lo lắng không giấu được Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói. Lấy ra, đây là địa bàn của tôi, đừng làm tôi tức. Làm loạn hả? Tên thanh niên đỏ mặt và tức giận vì vẻ khinh thường của Dương. Tay nhét trong túi áo vung lên nhằm vào Triệu Quốc Đống. Hừ, múa rìu trước mặt lỗ ban. Triệu Quốc Đống hơi nghiêng một chút tránh khỏi tay của đối phương. Hắn vung tay dùng khuỷu tay đánh vào tay đối phương. Ngón tay cũng nhẹ nhàng lấy thứ gì đó ở trong lòng đối phương ra. Chỉ là sau đó hắn có chút kinh ngạc, đó chỉ là một quyển sổ bình thường. Thanh niên đỏ mắt lên, lần này đúng là quá mất mặt. Đám huy ca đứng bên kia, mình không ngờ lại bị xấu mặt với một tên tuổi tương đương. Điều này làm mình về sau làm ăn như thế nào? Tên thanh niên liền nghiêng người vung đấm, chân sau cũng đạp tới nhằm vào Triệu Quốc Đống, một chiêu hai thức. Ồ, cũng có năng lực đó. Triệu Quốc Đống không hề e ngại, chẳng qua hắn cũng hơi giật mình. Người này đúng là giỏi đánh, vậy ba tên kia không phải càng mạnh hơn sao? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không hề nhân nhượng. Hắn vung chân tránh khỏi chân đối phương, tay phải cũng vung lên ngăn lại đòn bằng tay của đối phương. Đồng thời túm được tay và bóp chặt khiến đối phương nhũn ra. Cậu nhóc, xem ra chỉ có thể để người nhà cậu đến bảo lãnh thôi. Bỏ tay, biết tao là ai không? Thanh niên cố nhịn cơn đau từ cánh tay truyền tới, y muốn giãy giụa nhưng cả người không có một chút sức lực nào cả. Y chỉ có thể cắn răng mà chịu, trán đổ mồ hôi, tất nhiên chiêu này của Triệu Quốc Đống khá mạnh.
tôi không cần biết cậu là ai, đây là nơi tôi phụ trách, tôi đã cảnh cáo các người đừng gây phiền phức cho tôi, nhưng các người lại không thèm để ý. Triệu Quốc Đống sa sầm mặt và lạnh lùng nói. Có tiếng bước chân vội vàng đi tới, Triệu Quốc Đống không thèm để ý. Hắn biết là mấy tên kia, chẳng qua hắn không cho rằng giữa ban ngày mà bọn họ dám khiêu khích cơ quan công an. Cậu bạn thả nó ra đi, em tôi không biết chuyện, tôi xin lỗi thay nó. Người đàn ông đeo kính nói. Triệu Quốc Đống thấy tên đàn ông bên cạnh người này vẫn không cam lòng nên cười lạnh một tiếng. Tôi thấy các anh phải hiểu quy định mới phải, tôi đã nhắc nhở các anh vậy mà cố ý phạm tội sao? Có phải nghĩ rằng tôi dễ ăn hiếp sao? Ha ha, anh bạn, nói vậy cậu cũng nhìn ra anh em của tôi cũng không có ý này, chẳng qua chỉ ngứa tay thôi mà. Người đàn ông đeo kính cười cười một tiếng và xin lỗi. Nói thật chúng tôi không kiếm ăn từ nghề này, dù là muốn kiếm ăn thì cũng không đến đây. Phải không? Triệu Quốc Đống nhìn đối phương một lúc với ánh mắt rất lạnh lùng khiến người đàn ông đeo kính hơi biến sắc. Hắn lúc này mới gật đầu bỏ tay thả tên thanh niên ra. Được rồi, anh đã nói như vậy thì lần này bỏ qua. Nhớ là dù ở đâu, dù anh có bản lĩnh gì thì anh không lật trời được đâu, đừng có khiêu khích với pháp luật. Ha ha, cậu nói khá thú vị, có thể làm bạn không? Tôi là Kiều Huy, bọn họ đều gọi tôi là Huy ca hoặc Tiểu Huy. Người đàn ông thanh niên cười cười chờ phản ứng của đối phương. Tôi họ Triệu công tác ở đồn công an Giang Miếu, đây là khu vực tôi phụ trách. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Hắn không đáp ứng với đối phương, cũng không từ chối. Đối phương nói đúng, tên thanh niên này cũng không phải ăn trộm mà kiếm sống. Với thân thủ của y thì có vẻ không cần như vậy mà kiếm ăn. Chẳng qua chỉ là ngứa tay nên muốn thể hiện trước mặt bạn bè mà thôi. Được, hôm nay Kiều Huy nhận ơn này của cậu. Chúng tôi đi trước, lần sau gặp lại. Kiều Huy rất sảng khoái mà nói, y vung tay lên chào rồi dẫn ba người kia đi. Triệu Quốc Đống nhìn mấy người kia rời đi rồi mới cầm quyển sổ đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên vẫn đang ngắm cảnh. Ông anh, đây là của anh phải không? Đây, vật về chủ. Ha ha, cảm ơn cậu. Thứ này mặc dù không đáng giá mấy nhưng bên trong có số điện thoại của mấy đồng chí cũ của tôi. Nếu mất thì có lẽ cả đời không liên lạc được. Người đàn ông trung niên khá cao to, đầu cắt ngắn thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi. Vậy anh nên giữ cho kỹ. Chẳng qua thanh niên kia cũng chỉ là ra vẻ mà thôi, nếu không ví của anh đã mất. Triệu Quốc Đống cười nói. Nhưng lần sau có lẽ không may mắn như vậy đâu. Cậu là cảnh sát thì sao không bắt bọn họ? Người đàn ông trung niên có chút tò mò về biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Bọn họ không phạm tội thì dựa vào cái gì mà bắt? Dù là thanh niên trộm sổ của anh, cậu ta cũng không cố ý phạm tội, chẳng qua là thể hiện một chút mà thôi. Huống chi quyển sổ này có tác dụng lớn với anh. Nhưng pháp luật chỉ tính trên giá trị vật phẩm, còn chưa đến mức phạm tội. Cho cậu ta một bài học như vậy là đủ rồi. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh mà giải thích. Không phải tội phạm vậy vi phạm pháp luật thì sao? Người đàn ông trung niên nói. Cũng có thể, vậy phải xem xác định như thế nào. Cho nên tôi cảnh cáo bằng miệng với cậu ta. Triệu Quốc Đống mở to mắt, người này còn muốn can thiệp vào quyền xử lý của mình ư. Người đàn ông trung niên có lẽ thấy vẻ khó chịu trong giọng Triệu Quốc Đống nên cười nói. Cậu bạn, tôi không có ý khác, chỉ là tham khảo một chút mà thôi. Nói thật tôi cảm ơn cậu đã lấy lại thứ này cho tôi. Đây là nhiệm vụ của tôi mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Nghe giọng thì anh có vẻ là người ở huyện. Sao, cậu nghe ra giọng của tôi ư? Người đàn ông trung niên vui vẻ mà nói, có vẻ y không tin. Ừ. Giọng của anh mặc dù thay đổi nhiều nhưng cách phát âm thì vẫn có vẻ của huyện chúng ta. Hơn nữa vừa nãy anh nhìn quanh như là nhớ lại kỷ niệm xưa. Nên tôi đoán anh là người quập huyện. Triệu Quốc Đống nói. Người đàn ông trung niên không ngờ Triệu Quốc Đống quan sát cẩn thận như vậy nên gật đầu và chỉ về phía nam. Tôi là người huyện Bình Xuyên nhưng hay sang Đại Quan Khẩu. Từ bé cũng thường sang đây chơi. Vào lính hơn 20 năm, cảnh còn người mất. Tôi đúng là nhớ lại thời gian vô tư hồi bé. Triệu Quốc Đống lấy bao thuốc ra mời đối phương một điếu rồi nhét vào túi. Đại Quan Khẩu thay đổi không nhiều, nhất là miếu vẫn như xưa. Cứ ngày rằm, mồng một hàng tháng vẫn náo nhiệt như trước. Dân chúng huyện Bình Xuyên, Mai, Giang Khẩu đều tới, thậm chí tỉnh ngoài cũng tới. Ừ, cậu là người đồn công an Giang Miếu ư, các cậu không phải cứ đến rằm, mồng một là tới đây trực sao? Người đàn ông trung niên thấy Triệu Quốc Đống cất thuốc không hút thì có chút kinh ngạc. Nhưng y vẫn tự châm hút,
Quyển 1, chương 50, tình hình mới. Nếu đồn không có việc gì lớn thì sẽ tới. Đại quan khẩu cũng có phòng an ninh, số người tới lễ nhiều nên khó tránh khỏi có một số tên trộm vặt, thi thoảng phải cảnh cáo. Dân chúng kiếm tiền không dễ, bọn họ thành tâm tới lễ bái thì phải để bọn họ vui vẻ ra về mới được. Triệu Quốc Đống không biết từ lúc nào đã coi đối phương như một người bạn nên nói chuyện khá vui vẻ. Người đàn ông trung niên gật đầu nói. Đúng thế, làm cảnh sát cũng không dễ. Nhưng dân chúng thấy cảnh sát làm tốt hay không đó là các cậu có thể làm cho bọn họ sống yên ổn không? Yêu cầu cũng không cao. Những lời này nghe ra thì không có yêu cầu cao, nhưng thực tế lại không đơn giản. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Lấy một ví dụ đơn giản, một người bị trộm khi về nhất định sẽ kêu than, rất nhanh sẽ truyền khắp xung quanh. Cảnh sát nếu muốn lấy lại ấn tượng thì có lẽ phá 10 vụ án cũng không bù lại được. Rất đơn giản, quần chúng rất thực tế, bọn họ chỉ chú ý đến chuyện xảy ra đối với mình, tự động quên những thứ không quan hệ tới mình. Hơn nữa thứ tốt thường không nhớ, nhưng chạm vào lợi ích của họ thì 10 năm sau bọn họ vẫn nhớ kỹ. Ha ha, cậu công tác được bao lâu mà nghe đầy cảm xúc như vậy? Tôi khi học ở trường cảnh sát thì đi thực tập ở phòng trị an huyện 2 tháng. Sau khi tốt nghiệp lại thực tập ở đồn công an nội thành An Đô, sau đó được phái về đội cảnh sát hình sự huyện công tác gần 5, sau đó phái tới đồn công an Giang Miếu công tác 5 tháng. Thời gian mặc dù không lâu nhưng kinh nghiệm không ít. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý nói. Ồ, cậu tốt nghiệp trường cảnh sát tỉnh sao? Sao làm ở đội cảnh sát hình sự 1 năm lại phái xuống đồn công an? Người đàn ông trung niên có vẻ hiểu chút ít về hệ thống công an. Đồn công an Giang Miếu là đồn công an lớn nhất ở nông thôn của Giang Khẩu và luôn thiếu người. Nhà tôi lại ở Giang Miếu nên được điều về. Triệu Quốc Đống giải thích qua quýt. Nhà cậu ở Giang Miếu. Người đàn ông trung niên nói. Coi như là vậy, bố mẹ tôi ở nhà máy dệt An Đô. Ồ, nhà máy dệt à. Bảo sao tôi thấy giọng của cậu không giống người ở đây, chẳng qua coi nhưng cũng là như vậy. Nhà máy dệt ở đây cũng được 30 năm. Khi tôi nhập ngũ thì nhà máy này xây dựng chưa được bao lâu. Vâng, coi như tròn 30 năm. Triệu Quốc Đống nhìn người đàn ông trung niên rồi nói. Anh tới đây một mình sao? Ừ, tôi vừa được về nên muốn về xem. Nhân lúc chưa chính thức đi làm nên có chút thời gian rảnh nên một mình đi dạo. Người đàn ông trung niên nói. Ở quê bây giờ không còn mấy người, tôi đi một chuyến mà chỉ toàn được mời rượu. Ha ha, đây là đương nhiên mà. Bạn bè cũng gặp mặt phải náo nhiệt mới đúng. Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh rồi nói. Ông anh nếu không chê thì trưa nay chúng ta cùng nhau ngồi ăn một chút. Được. Người đàn ông trung niên rất sảng khoái đồng ý. Trong bữa ăn, Triệu Quốc Đống cũng không gọi nhiều rượu. Hắn gọi chai rượu gạo rồi uống 2 chén rồi thôi. Điều này làm người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc. Y nhìn ra Triệu Quốc Đống uống khá được. Triệu Quốc Đống nói chiều còn phải làm việc nên uống chút rượu tạo không khí là được. Trong bữa cơm, Triệu Quốc Đống và người đàn ông trung niên đều thấy khá hòa hợp. Triệu Quốc Đống thấy người này nói chuyện khá giỏi, không giống người trong quân lính lâu và được chuyển ngành sẽ không quen với cuộc sống, đám người đó không ngừng oán trời trách người, hoặc ra vẻ kiêu căng. Mà người này lại khác, hiểu về tình hình An Đô, hơn nữa nói chuyện khá sôi nổi. Người đàn ông trung niên cũng có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vừa có năng lực chuyên nghiệp, lại biết phân tích tình hình làm cho y mở rộng tầm mắt. Nhất là cách phân tích về chính trị làm y cảm thấy đây không phải thứ mà thanh niên hơn 20 tuổi nên có. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ mình và đối phương nói chuyện lại làm đối phương có cảm nhận như vậy. Hắn đưa vài thứ trong mơ vào quan điểm của mình, điều này làm người đàn ông trung niên càng có ấn tượng thêm về Triệu Quốc Đống. Buổi chiều thì bên miếu dần trở lại bình thường, người tham gia lễ hội cũng đã lục tục rời đi. Triệu Quốc Đống và người đàn ông trung niên kia, Lưu Ca cũng ngồi trong quán nước mà nói chuyện. Trà ở đây mặc dù hơi đắng nhưng lại làm cho người ta bớt buồn ngủ trưa. Hai người nói chuyện đến gần nửa buổi chiều, nói chuyện từ lịch sử đại quan khẩu đến tình hình an ninh trật tự Giang Khẩu bây giờ. Từ danh lam thắng cảnh bên huyện Bình Xuyên đến sự phát triển mấy năm qua của quận An Đô, mãi cho đến khi vị trà gần hết thì người đàn ông trung niên mới vui vẻ lên xe rời đi. Trước khi đi người đàn ông trung niên hỏi số điện thoại đồn công an Giang Miếu, cũng cho Triệu Quốc Đống số điện thoại liên lạc. Triệu Quốc Đống thậm chí quên hỏi tên của đối phương. Điều hấp dẫn cán bộ Cục Công an thành phố An Đô đã có câu trả lời. Trong phòng hội nghị do Cục trưởng Cục Công an thành phố chủ trì, Thường vụ Thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Lôi Chiêu thay mặt Thị ủy tuyên bố việc điều chỉnh bộ máy Cục Công an thành phố.
LTQ được bổ nhiệm làm phó bí thư đảng ủy, phó cục trưởng thường trực cục công an Ando. Hồ Hạ làm ủy viên đảng ủy cục công an thành phố, phó cục trưởng Tiền Khắc Phượng làm ủy viên đảng ủy cục công an thành phố, chủ nhiệm ban chính trị. Thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an Tạ Kỳ Tường phát biểu tổng kết hội nghị. Đám lãnh đạo công an huyện đều hiểu tranh giành chức phó cục trưởng thường trực này đã kéo dài 3 tháng. Phó cục trưởng thường trực trước đó sau khi điều đến Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, vị trí này được mọi người tranh đoạt rất gay gắt. Bây giờ trong 3 phó cục trưởng thì ngoài phó cục trưởng Hoàng Chân bởi vì nguyên nhân nên rời khỏi cuộc tranh đoạt, 2 phó cục trưởng khác có thể nói tương đương nhau. Một phó cục trưởng được điều từ trưởng phân cục Liên Hồ, quản Trường Phong, một là phó cục trưởng được đề bạt từ đội trưởng đội cảnh sát giao thông, Trần Dân. 2 người này 3 năm trước cùng được đề bạt làm phó cục trưởng. Chẳng qua Trần Dân khi làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông thì đã là ủy viên đảng ủy cục công an, mà quản Trường Phong lại là ủy viên đảng ủy khu Liên Hồ, bí thư đảng ủy kiêm phân cục trưởng phân cục. Nói về kinh nghiệm, năng lực hay quan hệ thì 2 người tương đương. Các phân cục và công an huyện trong thành phố đều chú ý đến cuộc tranh đoạt này. Ai cũng biết thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an Tạ Kỳ Tường chỉ còn hơn 5 nữa là về hưu. Rất có thể đến làm phó chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hoặc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Lúc này ai đến làm phó cục trưởng thường trực thì có nghĩa rất có thể tiếp nhận chức cục trưởng. Ngay khi mọi người nghĩ một trong 2 người kia lên chức thì Lưu Triệu Quốc kia đột nhiên xuất hiện làm mọi người đều trợn mắt há mồm. Trước đó không ai biết Lưu Triệu Quốc là ai. Đến trước khi tuyên bố thì một số người có tin tức nhạy bén trong cục mới mơ hồ biết vị phó cục trưởng thường trực này mới từ bộ đội chuyển ngành không lâu. Đây vốn là một chính ủy binh đoàn pháo binh ở quân khu phía Bắc. Quyển 1, chương 51, nghiên cứu. Loan Trinh Viễn nghiêm túc ngồi ở vị trí, bí thư đảng ủy Như Tử Kiến ngồi bên đang phân công nhiệm vụ khi tiếp đón phó cục trưởng mới nhận chức của Cục Công an thành phố, Lưu Triệu Quốc đến Công an huyện Giang Khẩu điều tra công việc. Văn phòng Cục Công an thành phố 2 hôm trước gọi điện tới nói điểm đầu tiên của phó cục trưởng Lưu Triệu Quốc đi kiểm tra công việc đó chính là Giang Khẩu. Điều này làm cả bộ máy công an huyện Giang Khẩu vừa thấy vinh dự vừa thấy áp lực. Loan Trinh Viễn đang suy nghĩ xem tại sao vị cục trưởng Lưu này lại chọn Giang Khẩu làm điểm kiểm tra công việc đầu tiên. Giang Khẩu hình như không nằm trong 8 đồn công an xuất sắc nhất mà. Nói về kinh tế, số dân, tình hình an ninh trật tự của Giang Khẩu, nói về vị trí xếp hạng của công an huyện Giang Khẩu tại cục công an thành phố thì đều đứng ở tầm giữa. Nhưng vị cục trưởng Lưu lại điểm danh lựa chọn Giang Khẩu. Chánh văn phòng Cục Công an Miêu Hiền có quan hệ khá tốt với Loan Trinh Viễn đã lén nói cho y, Cục trưởng Lưu đã tự mình gạch tên đi kiểm tra công việc đầu tiên ở huyện Hoa Dương, đồng thời lựa chọn điểm đến là Giang Khẩu. Điều này làm Loan Trinh Viễn càng thêm khó hiểu. Được rồi, vừa nãy Bí thư Ngưu đã bố trí nhiệm vụ tiếp đón Cục trưởng Lưu đến phòng ta điều tra công việc. Tôi hoàn toàn đồng ý. Ngoài ra tôi nhấn mạnh 2 điểm. Căn cứ theo tình hình tôi biết thì Cục trưởng Lưu không có hứng thú mấy việc xem xét các phòng ban của cơ quan. Nhưng nhất định sẽ đến đội cảnh sát hình sự và đồn công an, nhất là đồn công an có tình hình an ninh trật tự phức tạp thì càng thêm chú ý. Tinh Văn, Phượng Tường, 2 anh nhất định phải chú trọng. Một điểm khác đó là Cục trưởng Lưu yêu cầu báo cáo rất cao, ngắn gọn, xúc tích, nghe nói bình thường yêu cầu báo cáo không đầy 20 phút, chủ yếu là trực tiếp đi xem xét. Tôi lo Cục trưởng Lưu chưa chắc sẽ tiến hành điều tra công việc theo phòng đặt ra. Mấy đơn vị như đội cảnh sát giao thông và phòng trị an thì tôi đoán cục trưởng Lưu không đến, nhưng đội cảnh sát hình sự thì không vấn đề gì. Chẳng qua mấy đồn công an Bắc Giao, Tây Ngoại và Giang Miếu, Kiều Quan phải chuẩn bị sẵn sàng. Phượng Tường, anh chú ý nhiều một chút, nói cho các trưởng đồn nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ hỏi bọn họ. Trưởng phòng Loan, cục trưởng Lưu nghe nói không dễ nói chuyện. Hà Phượng Tường có chút lo lắng. Có thể chen vào 2 vị cục trưởng Quản và cục trưởng Trần thì nhất định có năng lực và chỗ dựa cực mạnh. Nghe nói vị cục trưởng Lưu thích nhất là đến xem các đồn công an. Nghe nói cục trưởng Lưu đến phân cục Hoa Khê và Long Đàm thấy có vấn đề, chuyện này tuyệt đối đừng rơi vào đầu mình. Chưa gặp trực tiếp thì không rõ mấy. Loan Trinh Viễn có chút đau đầu. Trước đó y cũng đã gặp Lưu Triệu Quốc một lần, đó là trong hội nghị tuyên bố thay đổi bộ máy cán bộ cục công an nhưng chưa nói chuyện gì. Cục trưởng Lưu nhanh như vậy đã đến Giang Khẩu điều tra công việc, ngay cả cơ hội liên lạc tình cảm cũng không có. Sợ là vị cục trưởng Lưu đến tìm vấn đề, như vậy thì không dễ làm. Ngưu Tử Kiến cũng có chút lo lắng. Tin từ 2 phân cục kia truyền tới nói cục trưởng Lưu mặc dù nói không nhiều nhưng rất có trọng lượng. Mọi người chuẩn bị tốt là được, nếu có vấn đề thì che cũng không được. Tra ra vấn đề cũng tốt,
có lợi cho việc triển khai công việc của chúng ta mà. Loan Trinh Viễn cũng thấy mình có áp lực lớn. Cục trưởng Lưu rất nhanh đã tới. Đúng như Loan Trinh Viễn dự đoán, vị cục trưởng Lưu chỉ nghe báo cáo khoảng 20 phút, sau đó yêu cầu đến cơ sở tìm hiểu. Mà mấy đơn vị công an huyện Giang Khẩu đưa ra đều bị từ chối hết. Chẳng qua đồn công an Giang Miếu ở xa nhất lại được chỉ đích danh. Điều này Loan Trinh Viễn thầm đắc ý vị dự đoán của mình. Triệu Quốc Đống tuyệt đối không ngờ lại gặp được Lưu Ca. Chẳng qua hai chữ Lưu Ca bị hắn nuốt trong bụng và biến thành ba chữ cục trưởng Lưu. Vẻ mặt kỳ quái của hắn khiến lãnh đạo công an huyện có chút khó hiểu. Cũng may Lưu Triệu Quốc đến đồn công an Giang Miếu rất thuận lợi, hơn nữa còn chủ động nói ăn tối ở Giang Miếu. Điều này làm đám người Loan Trinh Viễn và Ngưu Tử Kiến đều vui vẻ. Phải biết cục trưởng Lưu đều từ chối ăn cơm ở hai phân cục kia. Sau khi tiến tổ điều tra của cục công an thành phố, đám người Loan Trinh Viễn lúc này mới ngồi xuống phòng hội nghị đồn công an Giang Miếu mà phân tích tình hình cuộc điều tra này. Tiểu Triệu ngồi đi. Khi Tiểu Triệu vào phòng hội nghị thì có chút hốt hoảng. Ngoài Khâu Nguyên Phong thì Loan Trinh Viễn, Ngưu Tử Kiến cùng Hà Phượng Tường đều có mặt ở đây. Trưởng phòng Loan, Bí thư Ngưu, Phó trưởng phòng Hà. Tiểu Triệu ngồi đi, mấy sếp muốn tìm hiểu tình hình. Nghe nói thời gian trước cục trưởng Lưu đã từng tới Giang Miếu chúng ta. Khâu Nguyên Phong cũng có chút lo lắng. Trong bữa ăn cục trưởng Lưu đã nói bóng gió trước đó không lâu mình tới đại quan khẩu, hơn nữa còn gặp người của đồn công an. Lời này làm Khâu Nguyên Phong rất sợ. Cũng may cục trưởng Lưu tỏ vẻ hài lòng với đồn công an, lúc này tảng đá trong lòng y mới rơi xuống. Tôi không biết đó là cục trưởng Lưu. Rằm tháng 8 vừa rồi có hội ở đại quan khẩu, Lưu ca, không, cục trưởng Lưu đến đại quan khẩu nghỉ ngơi và mất một quyển sổ. Tôi tìm lại cho cục trưởng Lưu. Triệu Quốc Đống cũng biết muốn nói qua loa là không thể, vì thế hắn liền nói thẳng câu chuyện ra. Quả nhiên đám người Khâu Nguyên Phong và Hà Phượng Tường càng hỏi rõ hơn, Triệu Quốc Đống trả lời hết, cuối cùng đã làm lãnh đạo công an huyện hài lòng. Loan Trinh Viễn tin lời Triệu Quốc Đống nói không hề giấu hoặc nói quá, nhưng trong bữa ăn cục trưởng Lưu rất hài lòng với Tiểu Triệu này, hơn nữa vượt quá mức chỉ tìm lại một quyển sổ. Đây là điều quan trọng nhất, chẳng lẽ nhà cục trưởng Lưu có con gái? Loan Trinh Viễn suy nghĩ khá xa, đều nói vị cục trưởng Lưu có lai lịch lớn, chẳng những có người ở tỉnh ủy, một vị lãnh đạo quân khu cũng rất coi trọng. Khi Lưu Triệu Quốc chuyển ngành thì còn giữ lại bên mình, sau đó chuyện này đã được quyết định thì còn gọi đến tỉnh ủy An Nguyên, yêu cầu bố trí tốt công tác cho cục trưởng Lưu. Nghe đồn chính là nói có mũi có mắt, thậm chí hình dung ra cả cách nói chuyện của vị lãnh đạo quân khu kia, giống như bọn họ đứng ngay bên điện thoại. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ đó là cục trưởng Lưu không phải cán bộ đơn giản. Từ biểu hiện của cục trưởng Lưu khi điều tra công việc có thể thấy mặc dù không thông thạo nghiệp vụ nhưng hiểu rõ công việc của hệ thống công an, một vài câu hỏi đều trúng chỗ hiểm. Thời buổi này chỉ sợ lãnh đạo từ người bên ngoài thành lãnh đạo trong ngành. Triệu Quốc Đống cũng hiểu nếu tạo được quan hệ với vị Lưu Triệu Quốc này sẽ khiến việc phấn đấu của mình tăng mạnh. Nhưng hắn cũng hiểu qua về tính cách của Lưu Triệu Quốc. Nếu mình cố nhờ vả thì còn phản tác dụng, không bằng cứ lặng lẽ làm tốt công việc của mình thì hơn. Huống hồ Triệu Quốc Đống đang chưa chú ý đến việc này. Hắn để tâm nhất là bãi cát đang không ngừng mang đến thu nhập cùng với thị trường chứng khoán. Quyển 1, chương 52, chờ thời. Tháng 11 là đỉnh cao xây dựng nhà ở thôn quê. Bởi vì bắt đầu từ tháng 11 trời ít mưa, thời tiết khô ráo nên thuận lợi cho xây dựng. Mà các công trình thủy lợi phục vụ vụ xuân cũng bắt đầu. Các xã, thị trấn ở khu Giang Miếu bắt đầu xây dựng mương, máng. Nhất là ba xã đồi núi như xã Thổ Lăng, Hắc Thạch, Bảo Long càng sôi nổi hơn. Với các mối quan hệ đã tạo dựng của Triệu Quốc Đống, Triệu Trường Xuyên rất nhanh mở thị trường ra mấy xã, thị trấn khác trong khu Giang Miếu. Nhất là xã Thổ Lăng, nguyên liệu cát đều rơi vào tay Triệu Trường Xuyên. Công nhân bãi cát cũng tăng lên 20 người, gần như mỗi ngày đều có 10 xe cải tiến đến chở cát, việc làm ăn thuận lợi nằm ngoài suy đoán trước đó của Triệu Quốc Đống và Triệu Trường Xuyên. Bãi cát Sơn Xuyên là tên Triệu Quốc Đống đặt cho bãi cát. Ý là lấy hai chữ cuối cùng trong tên của Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên mà đặt, số lượng hàng bán ra tăng lên nhiều. Đồng thời số cát mà công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu cần đã chiếm không đầy 1/3 sản lượng khai thác. Triệu Trường Xuyên cũng hiểu giai đoạn xây dựng đỉnh cao chỉ có 3, 4 tháng. Công ty xây dựng số 2 mới là nguồn thu chính của bãi cát. Cho nên y không hề ý kiến việc công ty này thanh toán chậm, y chỉ yêu cầu mọi người tăng công suất mà thôi.
Triệu Đức Sơn vẫn đóng quân ở Ando, nhưng thị trường chứng khoán ở Miếu Ngưu Vương đang nóng bỏng khiến y ngứa ngáy trong lòng. Từng tập tiền hiện lên trong mắt hắn, làm hắn rất buồn bực. Cũng may hàng tháng Triệu Trường Xuyên đều chuyển tiền lãi đến cho hắn. Hắn cũng nhanh chóng chọn mua mấy loại cổ phiếu mà Triệu Quốc Đống dặn. Lúc này mới có thể làm Đức Sơn hài lòng một chút. Sau lần trước vay tiền và đi chơi ở huyện Bình Xuyên, quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Hàn Đông trở nên thân mật hơn nhiều. Chẳng qua hai người đều vô thức muốn tránh không cho Khổng Nguyệt biết. Mặc dù Hàn Đông cũng biết trên thực tế Khổng Nguyệt và Triệu Quốc Đống chưa có quan hệ kia, đương nhiên cô cũng không biết chuyện kia của Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt ở rừng cây. Phòng Tử Toàn là người đầu tiên cảm nhận ra Triệu Quốc Đống đang muốn vơ cả hai em. Triệu Quốc Đống cũng không định giấu Phòng Tử Toàn, là thằng bạn thân nhất, hắn cảm thấy không cần như vậy. Hơn nữa thực tế hắn chưa có quan hệ thêm với Khổng Nguyệt, mà Khổng Nguyệt sau chuyện lần đó thì càng thêm cẩn thận, hình như lo không cẩn thận là rơi vào bẫy. Quốc Đống, ông nói thật cho tôi có phải ông đang tán em Hàn Đông? Nằm trên giường Triệu Quốc Đống, Phòng Tử Toàn vừa hút thuốc vừa nói. Ông hỏi làm gì? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Hừ, đừng mong gạt tôi. Từ mắt của Hàn Đông là tôi nhìn ra rồi. Phòng ông có phải có mùi kia không nhỉ? Phòng Tử Toàn nói. Mùi gì? Việc này có quan hệ gì với Hàn Đông? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu nói. Ha ha, ông có phải đã chơi Hàn Đông không? Ở trên giường này à? Đừng có xấu hổ, đàn ông hơn 20 thì cũng là bình thường, cho nên sau khi chơi gái thì sẽ có mùi. Phòng Tử Toàn cười cười đầy xấu xa. Thằng danh này. Triệu Quốc Đống cười mắng. Chẳng qua hắn phải công nhận mũi thằng này thính thật. Chẳng qua không phải là cùng Hàn Đông, mà là Đường Cẩn. Hôm qua khi Triệu Quốc Đống trực ban, Đường Cẩn đã đến Giang Miếu và ở lại trong phòng này của Triệu Quốc Đống. Thời buổi này còn ai để ý mấy việc đó nữa? Đừng giả vờ, ông cứ giả vờ cho tôi đi. Vừa nãy tôi thấy mắt Hàn Đông có vẻ không đúng, có vẻ quyến rũ. Ôi! Một cô gái đã nằm dưới thân ông. Phòng Tử Toàn vừa hâm mộ vừa nhắc. Vậy ông định sao với Khổng Nguyệt? Làm gì cơ, tôi không có quan hệ kia với Hàn Đông, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường ở trên giường phải không? Phòng Tử Toàn kêu lên. Ông không thấy vẻ u oán của Khổng Nguyệt sao? Tôi vẫn bực vì sao ông không đi tìm Khổng Nguyệt, chẳng lẽ ông cứ muốn con gái người ta đến nhà tìm ông? Thì ra là có quan hệ với Hàn Đông. Quốc Đống này, bắt cá hai tay không dễ làm đâu, ông phải làm cho tốt. Cút mẹ mày đi, đâu có xấu xa như ông nói. Tôi chưa chạm vào ai trong Hàn Đông và Khổng Nguyệt, không tin thì ông đi hỏi đi. Triệu Quốc Đống cười cười xấu xa. Tôi đi hỏi cá gì? Hỏi hai cô ấy đã lên giường với ông, qua đêm với ông ư? Phòng Tử Toàn trừng mắt nhìn hắn đầy khinh thường. Khổng Nguyệt còn không đá đít tôi mới lạ. Cho nên việc này ông cứ coi như không biết đi. Trái tim phụ nữ như kim đáy biển, khó có thể nắm rõ. Tôi cũng không muốn tìm hiểu, tôi bây giờ có nhiều việc cần làm mà. Yêu đương làm tâm lý thoải mái, như vậy càng làm tốt trong công việc. Ông không cảm nhận như vậy sao? Phòng Tử Toàn đúng là khó có thể giải thích tại sao Triệu Quốc Đống có phúc không biết hưởng. Uông Phi tốn bao tâm trí mà còn không được đi chơi riêng với Hàn Đông, không thể không ngừng lại. Vậy mà Hàn Đông lại chủ động đến chỗ Triệu Quốc Đống, điều này có nghĩa gì? Ông nghe câu dịu dàng giết chết anh hùng chưa? Triệu Quốc Đống ngâm nga. Mẹ nó chứ, đừng có giả vờ trước mặt tôi. Lúc học cấp 2 thì ai lén nhìn trộm Khổng Nguyệt thay quần áo. Bây giờ còn ra vẻ quân tử. Cái này, ông không thể nói linh tinh. Tôi chỉ là trùng hợp thấy mà thôi, tôi lập tức rời đi mà. Triệu Quốc Đống vội vàng giải thích. Được rồi, không ai tính nợ cũ với ông đâu. Bây giờ Khổng Nguyệt sắp lên giường với người khác rồi. Ai thèm để ý chuyện vặt vãnh hồi nhỏ này? Phòng Tử Toàn tức giận nói. Tôi chỉ nhắc ông Khổng Nguyệt rất được, rất ngây thơ, đừng để đám Khanh Liệt Bưu trà đạp. Tuần trước Khanh Liệt Bưu lại về, đám kia lại xúi hắn đi tán Khổng Nguyệt, may là Khổng Nguyệt không đến. Ồ, Khanh Liệt Bưu đã về ư? Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Hắn có tán Khổng Nguyệt hay không thì tôi không để ý, chỉ cần hắn không dùng biện pháp bị ổi là được. Về phần Khổng Nguyệt muốn như thế nào thì do cô ấy. Ông thoáng nhỉ, có phải là ông sớm ngủ với Khổng Nguyệt nên muốn nhân cơ hội vứt cô ấy đi? Phòng Tử Toàn nghi ngờ nhìn Triệu Quốc Đống. Đây hình như không phải tính cách của Triệu Quốc Đống mà. Tôi nói với ông rồi, tôi và Khổng Nguyệt không có việc kia, có lẽ chúng tôi có chút ý nhưng chưa đến mức ông nói. Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười mà nói. Vậy ông còn chờ gì?
chẳng lẽ chờ Khổng Nguyệt ngủ với Khanh Liệt Bưu thì mới đi tán? Dù như thế nào cũng phải ngủ với Khổng Nguyệt rồi nói. Triệu Quốc Đống cũng khá động tâm, đây mới là bạn bè thật sự. Mặc dù cách nói chuyện không đúng mấy nhưng lời nói thô lỗ nhất mới lộ tình cảm. Được rồi, tôi biết rồi. Ông bỏ hết 6.000 ra mua rồi chứ? Triệu Quốc Đống chuyển sang việc khác. Ừ, tôi bảo Đức Sơn mua rồi. Mua công ty Quang Lộ An Nguyên với giá bằng 1,5 giá gốc. 6.000 mà được có 4 tờ giấy cùng một bản xác nhận thân phận. Tôi không dám tưởng tượng thứ này mà mất thì tôi ăn nói thế nào với ông già. Quốc Đống, ông nói cái này kiếm được tiền sao? Hừ, chỉ cần ông không quá tham thì cứ làm theo tôi nói thì 6.000 thành 60.000 thì không dám, nhưng thành 50.000 sẽ không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống cười cười đầy tự tin. Nếu mà lỗ thì ông bán cho tôi cho ông 6.000. Ha ha, đâu thể thế được, chấp nhận chơi là chấp nhận thua, tôi nếu đã tin thì cũng chuẩn bị tâm lý lỗ mà. Vậy lúc nào bán? Phòng Tử Toàn lắc đầu nói. Ừ, khoảng 2-3 tháng sau, bây giờ đã bắt đầu tăng lên, chẳng qua còn lâu mới đến đỉnh. Nếu như tôi có tiền thì tôi không do dự mua hết cổ phiếu của thành phố. Triệu Quốc Đống hung hăng nói. Có cơ hội mất đi thì không thể trở lại. Mẹ kiếp, nếu có 50.000 thì ông không thèm làm việc này nữa, tự đi kiếm ăn. Phòng Tử Toàn nghiến răng nghiến lợi nói. Ông bỏ được công việc này sao? Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, hắn sớm muốn khuyên đối phương, nhưng lại không muốn ý của mình ảnh hưởng trực tiếp tới đối phương. Hắn chỉ hy vọng đối phương có thể từ tự nhìn ra được, bây giờ việc này đã có tác dụng. Hừ, có việc ở nhà máy thì sao? Hai hôm trước nhà giới thiệu bạn gái cho tôi, đó là một nữ công nhân trong nhà máy, người cũng được nhưng kiêu lắm, chê công việc tôi kém, điều kiện gia đình kém. Mẹ nó chứ, không xem mình là ai, còn nghĩ mình là Tây Thiên ư. Ha ha, thì ra bị kích thích. Triệu Quốc Đống cười nói với giọng đầy tự tin. Ông tin tôi đi, cơ hội kiếm tiền có, chỉ cần ông chịu khó đi làm, phải ra ngoài thì mới biết thế giới rộng lớn như thế nào. Quyển 1, chương 53, đến thăm. Đây là lần thứ 2 Triệu Quốc Đống đến Cục Công an thành phố. Tòa nhà 10 tầng trông rất uy nghiêm, ở đây có rất nhiều ô tô. Người đến cục phải đăng ký ở cửa trước. Văn phòng lãnh đạo cục ở tầng 7. Lần này tới chỗ Lưu Triệu Quốc, Triệu Quốc Đống không hề có áp lực gì cả. Sau khi có giấc mơ kia, dù đối mặt với ai cũng bình tĩnh. Theo hắn thấy thì Lưu Triệu Quốc đáng để quan hệ, nhưng cũng không có nghĩa hắn cần phải đi nịnh bợ. Cốc cốc, mời vào. Triệu Quốc Đống đẩy cửa đi vào. Ồ, hôm nay cậu rảnh thế cơ à? Tôi tưởng cậu quên ông anh này rồi chứ. Lưu Triệu Quốc vui mừng ra mặt. Triệu Quốc Đống này đúng là rất chín chắn. Sau khi y đến đồn công an Giang Miếu được 2 tháng mà Triệu Quốc Đống không hề gọi điện cho y, cũng không đến thăm. Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống muốn mình gọi trước không? Ha ha, gọi anh là cục trưởng hay là Lưu ca nhỉ? Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu nói. Ha ha, cá nhân thì gọi Lưu ca, đương nhiên về công việc thì gọi chức vụ của anh. Ngồi đi. Lưu Triệu Quốc rất thích thái độ này của Triệu Quốc Đống. Ừ, không ngờ Lưu ca cũng làm ở ngành công an, hơn nữa còn là lãnh đạo của lãnh đạo của lãnh đạo em. Đúng là khác hẳn so với Lưu ca ngồi uống rượu với em ở xã Đại Quan khẩu nghèo kia. Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế ra thật mà cảm nhận rõ sự chênh lệch của lãnh đạo thành phố. Ha ha, không phải là chú mời anh ăn sao? Lưu Triệu Quốc cũng cười cười, tên Triệu Quốc Đống này nói chuyện đúng là không hề khách khí. Đây là do thấy anh đáng thương không có chỗ ăn mà. Anh không phải ra vẻ đáng thương để em mời anh ăn sao? Chứ sao ở Đại Quan khẩu nhiều người như vậy mà em không mời bọn họ ăn? Triệu Quốc Đống cười hì hì mà nói. Đây là chúng ta có duyên. Lưu Triệu Quốc đúng là phục Triệu Quốc Đống. Sau khi biết thân phận của mình mà còn nói chuyện tự nhiên như vậy, người bình thường muốn giả vờ cũng không được. Y cảm thấy đối phương không coi mình là lãnh đạo, cảm giác này khá lạ. Thành phố đúng là tốt, Giang Miếu sao có thể sánh bằng đúng không Lưu ca? Một cô gái vào rót nước rồi có chút kinh ngạc nhìn thanh niên đang nói chuyện vui vẻ với cục trưởng, hơn nữa vừa nhìn là cảnh sát. Bộ đồng phục cảnh sát của Triệu Quốc Đống đã lộ thân phận của hắn. Trong mắt anh thì Giang Miếu đẹp hơn. Lưu Triệu Quốc suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ là do tình cảm nên mới như vậy. Triệu Quốc Đống cũng ngẩn ra mà nói. Xem ra Lưu ca là người niệm tình cũ. Không nói việc này nữa. Sao, 2 tháng nay của chú ở Giang Miếu như thế nào? Tâm trạng có vẻ khá tốt nhỉ? Lưu Triệu Quốc cười nói. Cũng được, có
có lẽ năm nay đồn công an Giang Miếu có thể được khen làm tập thể tiên tiến toàn thành phố. Về phần cá nhân em thì nghe nói bình chọn tiêu biểu trong chiến dịch phá án sẽ có phần. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý nói. Chẳng qua tâm trạng thì khó mà nói được. Sao thế? Lưu Triệu Quốc có chút tò mò mà nói. Nhà bạn gái cảm thấy em ở quê nên không xứng với cô ấy, muốn cô ấy chia tay em. Bọn em đang cố đấu tranh. Triệu Quốc Đống nói. Bạn gái của chú ở đâu? Lưu Triệu Quốc nhíu mày nói. Phân cục Thiên Hà. Hôm nay chú tới có phải là muốn nói với anh là giúp điều chú về thành phố không? Lưu Triệu Quốc cười nói. Em đúng là có chút suy nghĩ này, ví dụ như chạy đến chỗ anh vài lần, tạo quan hệ thân thiết rồi lén tỏ ý của mình ra, có phải không nhỉ? Triệu Quốc Đống cười cười đầy quỷ dị. Ồ, xem ra chú không muốn về thành phố. Lưu Triệu Quốc đúng là xác định Triệu Quốc Đống đến để nhờ mình giúp. Mặc dù đây không phải việc khó đối với y. Y là phó cục trưởng thì mười mấy đơn vị trong thành phố, y muốn điều một cảnh sát tới đó cũng không có gì khó. Ha ha, đúng là em không có ý này. Em ở Giang Miếu rất vui vẻ, cần gì phải về nội thành. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Vậy chú không sợ bạn gái bỏ chú sao? Lưu Triệu Quốc nói. Nếu cô ấy bỏ em thì là cô ấy không có mắt, không có số hưởng phúc. Triệu Quốc Đống tự tin nói. Ha ha, chú đúng là có cá tính. Lưu Triệu Quốc cười phá lên mà nói. Chẳng qua anh nói thật, tình cảm không nên dùng cách này mà thử thách. Nếu chú muốn lên thành phố thì anh có thể bố trí. Đến cục công an thành phố hoặc phân cục trong thành phố cũng không vấn đề gì. Được rồi ạ, em ở Giang Khẩu 2 năm nữa rồi nói. Dù sao vẫn còn sớm, chẳng qua trước hết phải quan hệ tốt với Lưu Ca đã. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được, 2-3 năm cũng không vấn đề gì. Dù sao chỉ là bố trí công việc cho chú cũng có gì khó đâu, một bữa ăn là xong. Lưu Triệu Quốc tự tin nói. Đúng, hôm nay chú lên thành phố làm gì, không phải đặc biệt tới thăm anh đó chứ. Ồ, em được nghỉ nên tới thăm bạn gái và đến Miếu Ngưu Vương xem một chút. Ồ, chú có hứng thú với thị trường chứng khoán. Lưu Triệu Quốc kinh ngạc nói. Y vốn ngạc nhiên về kiến thức phong phú của Triệu Quốc Đống, hơn nữa còn có những giải thích rất cụ thể. Y cũng muốn xem Triệu Quốc Đống có suy nghĩ như thế nào về thị trường chứng khoán. Ồ, đây là cách kiếm tiền hợp pháp. Em bảo em của em đi chơi một chút, kiếm vài trăm ngàn rồi thu tay. Triệu Quốc Đống thấy Lưu Triệu Quốc có hứng thú với việc này. Kiếm vài trăm ngàn. Lưu Triệu Quốc có chút giật mình mà nói. Vài trăm ngàn không phải con số nhỏ, dù là Lưu Triệu Quốc cũng thấy giật mình vì con số này. Triệu Quốc Đống không phải người khoác lác, trước mặt y càng không thể nói khoác. Vậy nói cách khác đối phương hình như chắc chắn kiếm được tiền từ cổ phiếu. Vợ mình thời gian trước cũng rất thích tham gia, nhưng vẫn không dám ra tay. Sao, Lưu Ca không tin ư? Triệu Quốc Đống nhìn Lưu Triệu Quốc rồi nói. Bây giờ mới là bắt đầu của thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ cần tinh mắt và can đảm, đương nhiên cũng cần có chút tiền thì kiếm tiền không khó. Hơn nữa đây là cách kiếm tiền hợp pháp. Lưu Triệu Quốc bắt đầu thấy hứng thú. Ở vị trí này của y thì khá xấu hổ. Mặc dù chức to nhưng thu nhập kinh tế lại gặp nhiều khống chế. Nhất là Lưu Triệu Quốc xuất thân từ quân đội thì nhiều năm chỉ tiết kiệm được chút tiền. Hai con đang học đại học, một đứa nữa sắp thi, tiền tiêu rất nhiều. Bây giờ y vừa ngồi lên vị trí, không thể không cẩn thận. Lưu Triệu Quốc càng cẩn thận về kinh tế, y không muốn mình mất mọi thứ vì kinh tế. Nhưng nếu có một con đường kiếm tiền hợp pháp thì quá tốt. Chẳng qua trên đời có việc tốt như vậy sao? Dù là Lưu Triệu Quốc khá tin Triệu Quốc Đống cũng có chút nghi ngờ. Triệu Quốc Đống liền đơn giản phân tích thị trường chứng khoán ở An Đô, thậm chí cả tỉnh An Nguyên, kết hợp với chính sách quốc gia. Lưu Triệu Quốc chỗ hiểu chỗ không, nhưng y đúng là càng lúc càng có ấn tượng tốt với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống tuổi không nhiều, học cảnh sát chuyên nghiệp sao lại am hiểu tài chính như vậy. Phân tích cũng có lý không giống là bịa đặt. Tiểu Triệu, theo chú nói thì bây giờ mua cổ phiếu có muộn không? Lưu Triệu Quốc suy nghĩ một chút rồi nói. Nói muộn cũng muộn, dù sao anh đã mất cơ hội khi công nhân các công ty này bán cổ phiếu với giá rẻ, bây giờ giá đã tăng lên. Nói muộn cũng không muộn, đó là vì bây giờ cổ phiếu chưa niêm yết, không ai có thể xác định lúc nào niêm yết. Vì thế điều này làm người ta thấy giá thích hợp là bán ra, mà các cổ phiếu này chưa tăng đến mức cao nhất. Bây giờ giữ đến lúc thích hợp bán ra thì vẫn có thể thu được lợi. Ừ, Tiểu Triệu. Xem ra chúng nghiên cứu khá kỹ về cổ phiếu nhỉ.
Lưu Triệu Quốc có chút tò mò mà nói. Lưu ca, em không thích nhiều quá, chỉ thích xem các thứ. Thứ có thể kiếm tiền càng xem nhiều hơn. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Đây là cơ hội kiếm tiền, qua đợt này thì sợ phải đợi một thời gian mới có. Chưa chú không có việc chứ, đi ăn với anh. Nhìn đồng hồ, Lưu Triệu Quốc gật đầu nói. Ăn cơm, Lưu ca, sợ là không tốt mấy. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Đừng nghĩ nhiều làm gì, chú ở đại quan khẩu mời anh ăn rồi mà. Hôm nay không phải là ăn trong cục, mấy bạn chiến đấu của anh mà thôi. Chú làm quen thì cũng có tác dụng. Quyển 1, chương 54, vòng tròn. Lưu Triệu Quốc khi mời Triệu Quốc Đống thì cũng có chút do dự. Nhưng y cảm thấy Triệu Quốc Đống có thứ gì đó không bình thường, làm cho đám bạn mình gặp thì có lẽ còn có thể thấy điều khác lạ của cậu nhóc này. Chiếc xe Toyota ngồi đúng là rất thoải mái. Những hàng của Nhật Bản ở thời kỳ này đều có thể quét ngang thị trường Trung Quốc không phải là nói quá. Xe lặng lẽ đến một nhà hàng không quá bắt mắt, chẳng qua khi Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc vào trong nhà hàng thì thấy nơi này khá khác. Hoàn cảnh khá cổ, cây cỏ, hoa tươi trồng rất nhiều, các cô gái mặc sườn xám khá đẹp. Có lẽ ở thế kỷ 21 thì không đáng gì nhưng năm 1992 thì đúng là rất đặc biệt. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ chủ nhà hàng đã tốn nhiều công sức, từ thiết kế theo phong cách thời Minh cũng đã phải mất nhiều công sức. Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc đến nơi thì thấy trong phòng đã có vài người. Thuốc Trung Hoa trên bàn đã lộ rõ thân phận của bọn họ. Ở thời đại thuốc Vân Quý khống chế hoàn toàn thị trường tỉnh An Nguyên, thuốc Trung Hoa là loại xa xỉ. Ở trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì ít nhất 2-3 năm nữa thuốc Trung Hoa mới bắt đầu tiến vào tỉnh, chèn ép thuốc Ngọc Khe và Xuyên Yên đến từ Vân Nam. Triệu Quốc, mau ngồi đi. Người đàn ông ngồi giữa có tuổi tương đương Lưu Triệu Quốc, thoạt nhìn còn trẻ hơn Lưu Triệu Quốc một chút. Y mặc chiếc sơ mi trắng trông khá tùy ý. Ngồi bên cạnh y là người đàn ông khá gầy và cũng quen với Lưu Triệu Quốc. Y không ngừng bảo Lưu Triệu Quốc ngồi cạnh mình. Bên cạnh người đàn ông áo trắng còn có một vị trí, nhưng ở đó đã đặt một bao thuốc, xem ra người ngồi đó đã đi nhà vệ sinh. Hai người đàn ông có chút ngạc nhiên vì Lưu Triệu Quốc dẫn theo Triệu Quốc Đống. Nếu là lái xe của Lưu Triệu Quốc thì không nên xuất hiện ở cuộc rượu này. Triệu Quốc, cậu nhóc này là ai thế, giới thiệu đi. Lão Liễu, đây là anh bạn trẻ tôi mới quen không lâu, không phải đã nói với các ông rồi sao? Lần trước tôi về đại quan khẩu thì thiếu chút nữa mất quyển sổ ghi số điện thoại của chiến hữu, nhờ cậu ấy tìm lại đó. Lưu Triệu Quốc giới thiệu. Đây là Triệu Quốc Đống, các ông có thể gọi là Tiểu Triệu hoặc là Quốc Đống cũng được. Cậu ấy rất hợp với tôi nên gọi tới đây dùng bữa. Hai người đàn ông có chút kinh ngạc và nhìn nhau, có thể được Lưu Triệu Quốc chú ý thì phải có năng lực gì đây? Một cảnh sát của đồn công an trẻ tuổi, dù là Lưu Triệu Quốc chú trọng cũng không nên đưa đến đây chứ. Đừng nhìn tôi như vậy, Tiểu Triệu, đây là Lão Liễu, chú gọi là Liễu ca. Lão Liễu đang làm ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đây là Thái ca công tác ở huyện ủy Hoa Dương. Lão Hùng đâu rồi? Lưu Triệu Quốc nhìn quanh mà nói. Đi vệ sinh rồi. Thái ca nói. Tiểu Triệu ngồi đi, không cần e dè như vậy. Chúng tôi đều là chiến hữu của Triệu Quốc. Chẳng qua chúng tôi về trước, Triệu Quốc ở lại quân đội thêm nhiều năm mà thôi. Triệu Quốc Đống có chút động tâm, xem ra chiến hữu của Lưu Triệu Quốc không đơn giản, chỉ từ biểu hiện của bọn họ có thể thấy thân phận không bình thường. Nhất là Liễu ca kia rất trầm ổn, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định. Mà vị thái ca kia cũng có khí thế rất oai phong của một người ở vị trí cao lâu năm. Triệu Quốc Đống cũng học được cách xem tướng từ lão đạo sĩ, mặc dù không tuyệt đối chính xác nhưng cũng có thể nhìn ra một chút. Hai người này mặc dù không nói nhiều nhưng từ thái độ đã thấy rõ không kém gì Lưu Triệu Quốc. Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ khá bình tĩnh, điều này làm hai người kia khẽ gật đầu. Lúc này một người đàn ông béo đi vào, Lưu Triệu Quốc giới thiệu đó là Hùng ca, làm ở Ủy ban Kỷ luật An Đô. Bữa ăn không quá sang trọng như Triệu Quốc Đống nghĩ, thậm chí khá đơn giản nhưng không khí lại rất tốt. Mấy người kia đều chúc mừng Lưu Triệu Quốc có thể đến An Đô công tác, đề tài rất nhanh mở rộng. Từ cục diện chính trị An Đô đến thay đổi kinh tế quốc gia. Do Lưu Triệu Quốc cố ý nói nên mọi người dần nhắc về chợ cổ phiếu ở Miếu Ngưu Vương. Đạo Nguyên, bây giờ khu chợ cổ phiếu Miếu Ngưu Vương rất náo nhiệt. Cổ phiếu mấy công ty tỉnh ta chắc sắp được niêm yết rồi chứ. Lưu Triệu Quốc vẫn nghĩ tới việc này. Phân tích của Triệu Quốc Đống đã làm y động tâm. Ban tổ chức cán bộ mặc dù không quản kinh tế nhưng Liễu Đạo Nguyên làm phó trưởng ban thường trực tỉnh ủy thì tin tức lại nhạy bén. Bây giờ khó mà nói, mọi người đều đang tranh thủ.
nhưng bây giờ chính sách quốc gia chưa rõ ràng, mặc dù xác định thí điểm thị trường chứng khoán nhưng ai biết được lúc nào sẽ bắt đầu. Sao, ông có hứng thú với việc này sao? Liễu Đạo Nguyên có chút khó hiểu mà nói, khi hiểu rõ về Lưu Triệu Quốc, tuyệt đối không nói cho vui. Tôi thấy khu chợ Miếu Ngưu Vương càng lúc càng náo nhiệt, những người buôn cổ phiếu đều có vài chục ngàn trong tay làm người ta đỏ mắt. Có lẽ cũng sẽ xảy ra vài vụ việc. Lưu Triệu Quốc nói, Triệu Quốc Đống không khỏi thầm phục Lưu Triệu Quốc vì đã đưa chuyện về phía công việc. Thị trường chứng khoán Thâm Quyến đang có vấn đề. Tôi thấy quốc gia có thể sẽ ra tay chỉnh đốn thị trường chứng khoán. Bây giờ mọi người như điên lên, chủ nghĩa tiền trên hết đã đạt đến đỉnh, vì tiền mà không để ý gì cả. Lão Hùng, Ủy ban kỷ luật các ông có yêu cầu gì với việc này không? Thái Chánh Dương, Thái Ca nói. Tạm thời còn chưa có quy định về việc này, bây giờ chỉ có thị trường chứng khoán Nghiễm Đông là phát triển tốt. Tỉnh ta lại khá trì trệ, khu chợ cổ phiếu Miếu Ngưu Vương thực ra là chợ đen, dân chúng bán lại cổ phiếu nhưng không có tư cách lưu thông trên thị trường. Đúng như Lão Liễu nói, các công ty này bao giờ niêm yết thì chưa quyết định. Tôi thấy chơi cổ phiếu là khá mạo hiểm. Vị Hùng Ca suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu Triệu, chú thấy sao? Lưu Triệu Quốc đột nhiên hỏi Triệu Quốc Đống. Đây là cố ý để Triệu Quốc Đống nói quan điểm ra với mấy bạn cậu y. Xem bọn họ có thái độ như thế nào về quan điểm của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống hiểu ngay ý đồ của Lưu Triệu Quốc, nếu muốn được mấy người này chú ý thì phải có gì đó đặc biệt. Cũng may vấn đề thị trường chứng khoán Miếu Ngưu Vương sớm có bàn tán, trong giấc mơ hắn còn hiểu rõ về hoạt động và tiến triển của chợ cổ phiếu này. Mấy anh ở đây thì em vốn không nên nói, chẳng qua Lưu Ca hỏi em cũng nói suy nghĩ của mình. Đúng như Hùng Ca nói, chợ cổ phiếu Miếu Ngưu Vương thực ra là bán ngầm cổ phiếu chưa niêm yết cũng được bán ở đây. Nhưng bởi vì như vậy nên mới đáng giá mạo hiểm. Ồ, cậu nói một chút xem. Thái Chánh Dương hơi động tâm mà nói. Theo em thấy các tập đoàn nhà nước và các công ty lớn sẽ nhanh chóng niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cải cách kinh tế của quốc gia đang tăng tốc, mà thị trường chứng khoán là con đường nhất định để phát triển kinh tế. Không chỉ các tập đoàn, công ty lớn của nhà nước, ngay cả các công ty tư nhân thì về sau cũng sẽ đi theo và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Triệu Quốc Đống cố gắng làm sao cho lời mình nói được mọi người chấp nhận. Dù sao hắn không học kinh tế, chỉ có thể mạnh dạn dựa theo những gì mình mơ mà nói. Tiểu Triệu nói có lý, nhưng cậu có thấy kinh tế nửa năm qua của quốc gia xuất hiện vài hiện tượng không bình thường, chính xác mà nói kinh tế phát triển quá nóng, giá cả tăng cao. Điều này tạo áp lực rất lớn đối với dân chúng. Mà thị trường chứng khoán mở ra chính là làm tăng hiện tượng này, chẳng lẽ quốc gia cứ để như vậy? Mắt Thái Chánh Dương sáng lên mà nói. Đây là thực tế, sau khi quốc gia bỏ quyền kiểm soát giá cả các vật tư chủ chốt, giá cả đã tăng mạnh, hơn nữa kinh tế cũng xuất hiện hiện tượng phát triển quá nóng. Điều này có nguyên nhân chính là việc thả quá lỏng hoạt động kinh tế. Nhưng điều này không có quan hệ quá lớn đối với việc phát triển thị trường chứng khoán. Chẳng qua theo tình hình kinh tế quốc gia càng lúc càng nghiêm trọng thì có chính sách là tất nhiên. Chẳng qua em thấy việc này còn cần thời gian, chợ cổ phiếu Miếu Ngưu Vương còn một thời gian cao trào nữa, mà khi đó giá cổ phiếu còn có thể tiếp tục tăng. Triệu Quốc Đống nói làm mọi người suy nghĩ, Lưu Triệu Quốc mang Triệu Quốc Đống tới, như vậy người này có chỗ đặc biệt. Những lời kia đã chứng minh Triệu Quốc Đống không phải một cảnh sát bình thường. Một cảnh sát bình thường sao có thể đánh giá được như vậy về tình hình cảnh sát kinh tế quốc gia? Quyển 1, chương 55, không đơn giản. Đề tài thay đổi rất nhanh, bữa cơm này coi như sôi nổi. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận mấy người kia nhìn mình với vẻ khá hài lòng. Triệu Quốc Đống vừa đi, Liễu Đạo Nguyên nhíu mày nói. Triệu Quốc, người này thật sự là cảnh sát sao? Sao, không giống ư? Lưu Triệu Quốc cười cười hỏi lại một câu. Không phải, nhưng biểu hiện của cậu ta làm tôi giật mình. Một cảnh sát sao lại phân tích chính xác về tình hình kinh tế quốc gia như vậy, hơn nữa còn đưa ra các dự đoán rất sát thực tế. Liễu Đạo Nguyên chép miệng nói. Dù là cậu ta đoán có đúng không thì cũng không đơn giản. Câu đánh giá không đơn giản từ miệng phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói ra thì đúng là không đơn giản. Ừ, tôi cũng thấy người này nói khá có cơ sở. Tôi đồng ý với việc cậu ta nói kinh tế phát triển quá nóng có liên quan đến việc thả lỏng chính sách. Theo tôi biết các ngân hàng, tổ chức tín dụng ở huyện Hoa Dương cho vay rất thoáng, nói cách khác chỉ cần anh đưa ra lý do hợp lý là có thể vay được. Chẳng qua lãi khá cao, nhưng mặc dù là như vậy vẫn không thỏa mãn nhu cầu cho nên tôi lo bọn họ có thể thu hồi được toàn bộ vốn cho vay không.
Thái Chánh Dương có vẻ nặng nề hơn Liễu Đạo Nguyên nhiều. Chánh Dương, ông làm bí thư huyện ủy thì cảm giác chuyện này thế nào? Chẳng lẽ không có biện pháp áp chế sao? Lão Hùng nhíu mày nói. Ông nói thì dễ nhưng kinh tế huyện Hoa Dương phát triển nhanh như vậy chủ yếu là nhờ tài chính ủng hộ. Nhất là sự phát triển của các công ty, nếu tôi mà dội nước lạnh vào thì thích hợp không? Thái Chánh Dương cười khổ nói. Có không ít cán bộ mang thái độ việc không liên quan tới mình. Hơn nữa ông lập tức sẽ lên làm phó thị trưởng, về sau có vấn đề thì cũng không liên quan tới ông mà. Lão Hùng, Hùng Chính Lâm trừng mắt nhìn đối phương mà nói. Ông đừng nói như vậy, tôi lên làm phó thị trưởng thì cũng kiêm chức bí thư huyện ủy Hoa Dương, cũng không thể thoát mà. Thái Chánh Dương vội vàng lắc đầu nói. Có phải ông cũng muốn thoát khỏi huyện Hoa Dương để đỡ rắc rối không? Lưu Triệu Quốc cười nói. Ai không muốn chứ, ông cho rằng chức bí thư huyện ủy này dễ ngồi sao? Không làm thì không biết mà. Triệu Quốc, bây giờ ông đã là phó cục trưởng thường trực, lão tả có lẽ chỉ còn năm nữa là lui. Đợi ông ta sang bên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thì ông sẽ nhanh chóng biết nỗi khổ của người cầm đầu. Ăn xong mọi người liền ngồi nói chuyện. Mọi người đều hy vọng Lưu Triệu Quốc có thể lên làm cục trưởng cục công an thành phố An Đô. Lưu Triệu Quốc cũng hiểu rõ vấn đề của việc này. Lên làm cục trưởng cục công an thành phố là khá khó khăn. Bởi vì An Đô có truyền thông cục trưởng cục công an sẽ kiêm chức bí thư đảng ủy. Nhưng bí thư đảng ủy cục công an lại là thường vụ thị ủy, bước tiến như vậy thì hơi lớn. Triệu Quốc, ông đừng nghĩ nhiều, cứ làm tốt công việc là được. Về phần sau khi lão tạ lui, ông có thể lên hay không thì chưa quyết định. Bên lão Liễu cũng sẽ nghĩ cách giúp ông. Nếu bàn về cấp bậc và tư cách thì ông có đủ, bây giờ chỉ là đến An Đô trong thời gian ngắn mà thôi. Thái Chánh Dương nói. Ông cũng đừng đội mũ cho tôi, có thể giúp thì tôi nhất định giúp. Chẳng qua làm cục trưởng cục công an sẽ cục chiêu thương vào thường vụ thị ủy, điều này tôi sao dám dễ tỏ thái độ. Sợ rằng phải do chính Triệu Quốc tự tìm biện pháp. Liễu Đạo Nguyên nhìn Lưu Triệu Quốc rồi nói. Ý của lão Liễu là muốn Triệu Quốc đi tìm Bí Thư Dương. Hùng Chính Lâm nói,